Vô thượng luân hồi chi môn, Triệu Bân. Tập 56. Các trưởng lão vuốt râu, đưa ra suy đoán của mình. Trong trạng thái này, sức mạnh huyết mạch của cơ ngân được phát huy đến mức tối đa, người không có huyết mạch đặc biệt thì thấy như đắm mình trong gió xuân, kẻ có huyết mạch đặc biệt lại có cảm giác đè nén, là sự áp chế tuyệt đối đến từ huyết mạch. Thú vị rồi đây. Mặt nhiều người rực sáng, với cấp bậc yêu nghiệt của cơ ngân, dường như hắn không sợ thiên kiếp thiên võ, chẳng những không sợ mà còn đẩy thiên kiếp lên một trạng thái bá đạo hơn nữa. Có cơ ngân đánh như vậy thì nhị thiên sư đừng mong bình an độ kiếp, rõ ràng cơ ngân đang muốn dựa vào thiên kiếp để giết chết cảnh giới thiên võ. Nếu như là cảnh giới chuẩn thiên bình thường, bọn họ cũng không dám vọng tưởng có thể giết thiên võ. Nhưng cơ ngân thì khác. Tên nhóc đá có vốn liếng và thực lực chiến đấu vượt cấp đối đầu với cảnh giới thiên về chưa hoàn chỉnh thế này, hắn thật sự có khả năng đánh chết nhị thiên sư, bởi vậy mới nói cuộc đại chiến này đã trở nên rất thú vị. Cảnh giới chuẩn thiên mạnh nhất gặp cảnh giới thiên và yếu nhất, ai có thể thắng, ai sẽ thua dai. A! À, nhị thiên sư gào thét, lần nữa phóng từ dưới nước lên, lão ta cầm thanh huyết kiếm, chém tan một tia sét, sau đó tung một chưởng về phía Triệu Bân. Vì là kiếp của mình nên lão ta có lôi điện trợ uy tạo thành trưởng ấn sấm sét, khí thế bàng bạc mang theo sức mạnh hủy diệt, không mấy ai dưới cảnh giới thiên võ có thể đỡ nổi trưởng đó. Keng! Triệu Bân kẹp hai ngón tay lại, đánh ra Chu Tiên Quyết, đâm thủng trưởng ấn sấm sét. Mặt nhị thiên sư trở nên dữ tợn, lão ta dương cao huyết kiếm, tụ lôi điện của thiên kiếp rồi chém về phía Triệu Bân. Ầm! Triệu Bân bay lên trời, ngang nhiên hứng lấy lôi điện từ thiên kiếp, đồng thời thuận thế né tránh đòn của nhị thiên sư. Hắn tung ra hám sơn quyền đầy bá đạo, đánh cho nhị thiên sư liên tục lùi về sau. Nhị thiên sư vẫn chưa kịp đứng vững là đã bị lôi điện của thiên kiếp bổ cho máu thịt tung tóe, lão ta loạng choạng, suýt ngã từ trên không xuống. Cái nhìn của người đời không sai. Mặc dù nhị thiên sư đã thăng lên cảnh giới thiên võ nhưng vì bị thương quá nặng nên hiện tại lão ta chỉ có tu vi thiên võ, không thể thi triển được sức chiến đấu mạnh nhất của thiên võ. Ngược lại, Triệu Bân đã biến đổi sang trạng thái bá đạo, ý chí chiến đấu dâng cao, chiến lực đạt tới đỉnh, nếu nói đây là cuộc chiến của cảnh giới chuẩn thiên mạnh nhất với cảnh giới thiên võ yếu nhất cũng không có gì sai. Phụt! Lúc mọi người đang xem thì nhị thiên sư lại phun máu. Triệu Bân thừa thắng xông lên, chân đạp hư không vài ba cái áp sát, tung một chưởng khiến nhị thiên sư hộc máu. Mỗi lần như thế thì lôi điện thiên kiếp luôn đến rất đúng lúc, bổ cho nhị thiên sư bốc khói đen cả người. A! À, nhị thiên sư hét lên, lão ta cố gắng huyết tế thọ nguyên để đổi lấy nguồn sức mạnh to lớn, biến nó thành tia kiếm quang màu đen, chém Triệu Bân bay ra mấy chục trượng, mém tí đã chia thân thể Triệu Bân làm hai phần. Gào! Tiếp đó là tiếng rồng ngâm. Nhị thiên sư đã phát điên, lão ta đang hiến tế tuổi thọ. Để đánh thắng trận này, lão ta bất chấp việc phải trả cái giá quá lớn, lão ta dùng sức mạnh đổi được từ tuổi thọ biến ra một lôi long. Nó gào thét, phóng về phía Triệu Bân. Lôi long khổng lồ, đôi mắt to phóng ra tia chớp với sức mạnh hủy diệt, phóng từ trên trời xuống. Bụp! Triệu Bân hô lên đầy kiên định, lôi thần nộ cộng hưởng cùng võ hồn. Lôi quang chém tới bị tiếng hét của hắn hất văng, bao gồm cả cơ thể của lôi long cũng bị hắn giơ chân đạp vụn. Sấm chớp của thiên kiếp lập tức giáng xuống, đánh cho da thịt hắn nứt toác, thậm chí mảnh vụn của xương cốt còn bay ra ngoài. Nhị thiên sư ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Đến cả Triệu Bân còn bị thương thì lão ta cũng máu me be bét thôi. Đùng, bùm, uinh uinh. Bầu trời chấn động, thiên kiếp càng thêm mãnh liệt. Hàng vạn tia lửa điện giáng xuống, từng tia lồng vào nhau như biến thành thác nước hiện loạn. Mỗi một tia sét ẩn chứa uy lực hủy diệt. Đừng nói tới hứng chịu chi nhìn thôi cũng đủ sợ khiếp của rồi. Những ai lần đầu trông thấy thiên kiếp không kiềm chế được mà run rẩy, nếu bị sét đánh. Chẳng mấy chiếc mà thành cha mất thôi. Thánh tử của Thiên Tông đúng là đỉnh. Đứng dưới thiên kiếp mà tên kia vẫn sinh long hoạt hổ. Đùng, binh. Nhắc đến thánh tử Thiên Tông, hắn đúng là bá đạo, hung mãnh vô cùng, đánh nhị thiên sư suốt từ bầu trời phía tây sang bầu không phía đông. Ý chí chiến đấu của hắn vô địch thiên hạ, khí thế của hắn cũng dần dần tăng cao, bởi vì mỗi lần bị sét đánh, vết thương bên trong thể phách của hắn lại khép miệng một phần. Mỗi khi vết thương khép miệng một phần, uy thế, sức chiến đấu, khí vận của hắn lại mạnh thêm một phần. Ngược lại, nhị thiên sư rất chật vật. Sử dụng quá nhiều cấm pháp, lão ta gặp phản vệ vô cùng khó chịu, cộng thêm trước khi tấn cấp bị đánh rất thê thảm,
vết thương quá nặng, căn bản không thể huy động được khả năng chiến đấu ở mức cao nhất, đâu thể là đối thủ của Triệu Bân được. Dù cũng đắm mình trong con thác sấm chớp, nhưng lão ta bị Triệu Bân đánh cho đứng không vững. Lão ta chắc hẳn là cao thủ thiên võ lúng túng nhất trong lịch sử rồi, mấy lão già không an phận cứ gặp cảnh tượng nào thú vị là túm tụm lại. Trong nhóm người túm tụm này thể nào cũng có kẻ bấm đốt ngón tay tính toán, mà tính ra cũng chẳng có gì sai. Ai không mù đều nhìn ra hết. Nhị thiên sư đâu chỉ lúng túng, lão ta còn rất thê thảm đó. Rõ ràng đang ở trong thiên kiếp của chính mình, nhưng bị một võ tu chuẩn thiên đánh cho không ngẩng được đầu lên. Cứ theo đà này thì sớm muộn gì cũng bị cơ ngân tiêu diệt. Nhìn tư thế mạnh mẽ của cơ ngân, đúng là định giết cao thủ thiên võ đấy. Thánh tử thiên tông qua các đời quả nhiên toàn là kẻ tàn bạo, nhiều người cảm thán, Hồng Uyên đại hạ năm xưa, Dương Huyền Tông ngay trước đó hay cơ ngân của hiện giờ, làm gì có người nào không lừng lẫy uy danh. Nhưng tính ra thì cơ ngân vẫn là mạnh nhất, giật mình nhất, không ai bì được. Các khán giả nên thấy may mắn. May mắn vì Triệu Bân không dùng thiên kiếp để đánh người. Nếu hắn coi nhị thiên sư như quả lựu đạn mà ném tới ném lui thì sẽ có rất nhiều người chịu trận. Trên thực tế, Triệu Bân cũng muốn dùng cách đó lắm. Nhưng dường như tình hình hôm nay không phù hợp. Trước tiên, bốn hòn đảo lớn của nước Tiểu Nhật lại bắt đầu nổi lửa khắp nơi, chiến trận hừng hực, nước Tiểu Nhật và quân Viễn Chinh trộn lẫn với nhau. Nếu ném nhị thiên sư qua đó, phe của hắn cũng sẽ thương vong nghiêm trọng. Và lại, khán giả cũng chỉ hóng chuyện thôi mà. Đánh cả người xem thì thiếu đạo đức lắm, còn gây thù chuốc oán cho đại hạ. Suy cho cùng cùng chỉ là vấn đề thời gian, họ phải giải quyết nước Tiểu Nhật trong thời gian ngắn nhất, mà hắn cùng cần tiêu diệt nhị thiên sư trong thời gian ngắn nhất, dù sao thì nơi này cũng là Đông Hải, nấn ná thêm một phút thì biến cổ sẽ nhiều hơn một chút, nước Tiểu Nhật đợi được chứ quân Viễn Chinh không thể tiêu hao sức lực như thể được mau. Tóc chi ẩn tóc thang, trên bốn hòn đảo lớn toàn là tiếng hét của quân Viễn Chinh, vẫn là binh đánh với bệnh, tưởng đánh với tướng, Triệu Bân. Đối phó nhị thiên sư họ phụ trách tiêu diệt cường giả nước Tiểu Nhật, phải nhanh chóng xử lý đám địch này. Thỉnh thoảng, họ cũng liếc mắt nhìn ra ngoài hòn đảo. Dồn hết thị lực, loáng thoáng có thể thấy được Triệu Bân và nhị thiên sư trong mưa sấm chớp. Thánh tử của thiên tông không làm đại hạ mất mặt, nhị thiên sư ở cảnh giới thiên võ còn không phải đối thủ của hắn. Ở trong thiên kiếp của người ta mà đánh người độ kiếp không ra hình người, thời đại thay đổi thật rồi. Hậu bối đã mạnh đến như vậy đấy. So với họ thì sắc mặt của nước Tiểu Nhật cực kỳ khó coi. Vốn tưởng rằng nhị thiên sư thăng cấp lên thiên võ có thể xoay chuyển cục diện, có thể vớt phát tình hình, không ngờ rằng đến cả nhị thiên sư cũng bất lực, ốc không mang nổi mình ốc. Cơ ngân của thiên tông đúng là quá mạnh, quá khủng khiếp rồi. Phụt! Trong lôi kiếp, máu me bắn khắp nơi. Nhị thiên sư lại phun máu, cắm đầu rơi xuống, dù đang rơi nhưng lão ta vẫn bị sét đánh. Thể phách đỏ lòm màu máu lại bị chém ra vô số vết thương. Cơ thể lão ta rơi xuống biển lớn, nhuộm đỏ cả một vùng. Keng! Triệu Bân vung kiếm, bất chấp thiên kiếp trên đầu, ngự kiếm phi tiên, chỉ xuống phía dưới. Đòn tấn công của hắn cũng hời hợt hơn trước một phần. Nhị thiên sư chắc chắn phải chết, nhưng hắn không muốn nhị thiên sư chết quá nhanh. Tại sao chứ? Bởi vì nội thương ở thể phách của hắn còn chưa hồi phục hoàn toàn. Hắn vẫn muốn mượn thiên kiếp để trị thương. Cơ ngân. Nước biển cuộn trào, nhị thiên sư bước ra. Hai mắt lão ta đỏ ngầu và dữ tợn như ác quỷ, hàm răng cắn vào nhau nghe răng rắc, bất kỳ ai trông thấy cũng tưởng rằng lão ta muốn liều mạng với cơ ngân. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là lão ta nhảy ra khỏi mặt nước rồi quay đầu trốn đi, vừa độ kiếp vừa trốn. Không thể đánh được nữa mà, đánh nữa sẽ mất mạng. Tốc độ của lão ta nhanh như cắt. Gắng gượng trốn ra khỏi hải vực này. Sau lưng, Triệu Bân nhanh như chớp, đuổi theo sát nút, kiếm khí ngập trời hòa cùng lôi kiếp, chém vô số vết thương trông rất ghê rợn vào thể phách vốn đã đầm đìa máu tươi của nhị thiên sư. Khôi phục rồi. Không biết lúc nào, toàn thân Triệu Bân tỏa ra màu vàng sáng, nội thương trong thể phách biến mất. Nếu đã biến mất thì hắn cũng không cần lơi là nữa, nhát kiếm sau đó không gì cản nổi. Nhị thiên sư biến sắc. Thể phách rung lên bần bật. Nếu chúng phải nhát kiếm này thì lão ta chết chắc. Thế nhưng, đúng vào khi ấy, một tia sáng màu tím vọt thẳng lên trời, uy lực vô song. Triệu Bân không kịp đề phòng, bị tia sáng màu tím đánh trúng, văng ngược ra ngoài. Cao thủ thiên vệ trong lúc văng ra Triệu Bân hộc máu,
có thể trông thấy một bóng người mờ ảo, khi thế ngút trời đang đứng thẳng trên mặt biển, là một làn già mặc áo tím ánh sáng màu tím ban này hất văng hắn là do lão ta đánh ra, nếu không phải và căn cơ của hắn hùng hậu, đòn tấn công này cũng đủ khiến hắn bị thương nặng. Đùng! Triệu Bân gắng gượng đứng vững, dẫm chân làm sóng biển cuộn trào. Bởi vì hắn bị đánh lén nên Nhị Thiên Sư vẫn còn đứng dưới thiên kiếp đã trốn khỏi khu vực đó, không quên liếc mắt nhìn người đã cứu lão ta. Dường như đôi bên nhận ra nhau, chính vì nhận ra nên lão ta mới vui mừng quá đỗi, mở miệng ra là cảm thán ngay. Đã bảo mà, mệnh của lão ta chưa mức tuyệt đường như thế. Có một cao thủ thiên võ nhúng tay vào, lão ta không cần chết nữa, có thể yên tâm độ kiếp rồi. Trời ơi, đó là lão đạo tử tuyệt sao? Là lão ta rồi, thế mà lão ta cũng tới góp vui. Lão ta không tới góp vui đâu, nếu không có đòn tấn công đó, Nhị Thiên Sư đã bị Cơ Ngân giết rồi. Các khán giả cũng ùa theo, dường như họ nhận ra lão giả áo tím. Đó là một lão tiền bối ở Đông Hải, cao thủ thiên võ hàng thật giá thật. Những người có mặt tại nơi đó, bao gồm cả Nhị Thiên Sư, nhìn thấy lão ta đều phải chào một tiếng tiền bối. Bởi vì lão đạo tử tuyệt cùng vai vế với Hồng Nguyên của Đại Hạ. Nếu lão ta muốn nhúng tay vào chuyện này thì e rằng 10 vạn quân Đại Hạ sẽ thất bại thôi. Sao đến đâu cũng có lão già này nhỉ? Diêm La mặt quỷ cũng tới rồi, nhưng chưa xuất hiện. Trông thấy lão đạo tử tuyệt, sắc mặt hắn ta chẳng hề dễ chịu gì. Thứ nhất, bởi vì lão đạo tử tuyệt không phải kẻ dễ trêu. Thứ hai, hắn ta và lão già này có ân oán. Nói cho đúng hơn là môn chủ của hắn ta và lão ta có chút ân oán. Đây là Đông Hải, Đại Hạ đi quá giới hạn rồi. Lão đạo tử tuyệt điềm tĩnh nói, ngó lơ tất cả mọi người, chỉ nói với Triệu Bân, rất có uy nghiêm của bậc tiền bối, cũng có dáng dấp của một tiền bối. Khi nói chuyện, lão ta chắp tay sau lưng, thân mình phiêu diêu hình thành nên một thứ khí vận hết sức điềm nhiên. Nhưng Diêm La mặt quỷ trông thấy rõ ràng. Trong đôi mắt tĩnh lặng như giếng sâu của lão ta ẩn chứa vẻ tham lam và thèm khát, đương nhiên là nhắm vào Triệu Bân. Tuy lão ta che giấu kỹ càng, nhưng thoát làm sao được đôi mắt của hắn ta. Nếu hắn ta đoán không sai, lão già này muốn thánh thú kỳ lân của Triệu Bân. Khi tới cấp bậc như lão đạo tử tuyệt, muốn tiến thêm một bước, cần gặp được cơ duyên, thánh thú kỳ lân chính là cơ duyên của lão ta. Bề ngoài có vẻ lẫm liệt và đại nghĩa. Dùng thân phận tiền bối và cao thủ thiên võ để duy trì bình yên cho Đông Hải, thực chất là tìm cơ hội để ra tay. Toàn là những kẻ lõi đời, ai mà không hiểu cơ chứ? Khi họ rơi vào cảnh lầm than ở Đại Hạ, sao không thấy tiền bối ra tay ngăn cản, Triệu Bân điềm tĩnh đáp, không hề nể sợ uy nghiêm của cao thủ thiên võ. Nếu đối phương muốn giảng đạo lý, vậy thì cứ lấy đạo lý ra thôi. Dương Huyền Tông gặp ta còn không dám dùng giọng điệu này. Tên tiểu từ nhà người mà cũng dám đối đầu với lão phú, lão đạo tử tuyệt cất giọng lãnh đạm khi vận lãnh lẽo quần quanh thể phách. Vân bối chỉ nói sự thật, khi thế của Triệu Bân cùng dần lên cao. Xem ra Đại Hạ quyết tâm muốn khai chiến cùng Đông Hải rồi, lão đạo tử tuyệt hừ một tiếng. Ông chẳng thể đại diện cho Đông Hải được. Câu nói này của Triệu Bân vọng khắp không gian. Người trong thiên hạ nghe thấy mà tim đập thình thịch. Lão đạo tử tuyệt không kém gì Nhị Thiên Sư. Khi lão ta ở trạng thái đỉnh cao thì là một cao thủ thiên võ từng độ kiếp, thế mà Thánh tử Thiên Tông vẫn dám đối đầu trực diện. Chẳng lẽ hắn không biết, đây là địa bàn của Đông Hải? Chẳng lẽ hắn không biết, rồng lớn còn thua rắn nhà? Và lại, vị cao thủ trước mặt này căn bản không phải rắn nhà, mà là một con rồng cuộn mình nơi Đông Hải. Nhìn quanh các thế lực ở Đông Hải, ai dám đối đầu với lão ta đâu? Diêm La mặt quỷ nghe xong. Tự giác lôi cuốn sổ ra, phóng bút như rồng bay phượng múa, ngày ít tháng y năm rét, người nào đó cãi nhau tay đôi với lão cho chết, phong thái ngời ngời. Sát thủ hàng chữ thiên mà, phải mang não bên mình chứ. Triệu Bân nói không sai, lão đạo tử tuyệt không thể đại diện cho Đông Hải. Nếu lão ta có được uy nghiêm và sức hiệu triệu này, chắc hẳn lão ta đã kéo theo các thế lực lớn ở Đông Hải đánh thẳng tới đế đô rồi. Đừng thấy Đông Hải ngọa hổ tàng long, thế lực phức tạp. Thực tế là một đống cát rời rạc. Nếu không, Triệu Bân đâu dám dẫn binh đi đánh nước tiểu Nhật. Suy cho cùng, lão đạo tử tuyệt chỉ muốn dọa hắn thôi. Thế mà tên tiểu tử này cũng mang não theo bên mình, lại còn thông minh tột đỉnh, sớm nhìn rõ tình hình, dọa hắn cũng vô dụng. Muốn Triệu Bân ngoan ngoãn, phải dùng thực lực tuyệt đối mới được. Xin lỗi lắm nha,
cho dù lão đạo tử tuyệt là cao thủ thiên võ cũng không có được thực lực tuyệt đối ấy. Nếu thánh tử thiên tông mà dễ nắn gân như vậy, hắn cũng không dám đội thiên kiếp truy sát cao thủ thiên võ. Được, rất được. Lão đạo tử tuyệt giận quá nên bật cười, khí thế thiên võ đột ngột bùng nổ. Biển lớn bỗng chốc tuôn trào sóng dữ, sát ý lạnh như băng trải khắp đất trời, đến mức cơn sóng còn chưa kịp ập xuống đã đóng băng từng tấc một. Bề ngoài lão ta tỏ ra giận dữ, thực chất trong lòng đang cười thầm. Nhìn đi, lão ta luôn tìm được lý do để ra tay. Cơ ngân ngỗ ngược với lão ta, đây là một lý do phù hợp. Triệu Bân lười nói nhảm. Cho dù hắn không cãi lại, lão đạo tử tuyệt vẫn tìm được lý do khác. Rút lui, mau rút lui. Khán giả vội vàng lùi về sau. Lão đạo tử tuyệt sắp nổi điên rồi, đứng xa xa ra, nếu không sẽ hứng chịu dư chấn từ đại chiến đấy. Chạy nhanh hơn cả khán giả là nhị thiên sư đang độ kiếp. Lão ta phải tìm chỗ nào đó an toàn để nhanh chóng độ kiếp cho xong. Khó khăn lắm mới có một cao thủ thiên võ giúp lão ta ngăn cản cơ ngân, lão ta phải nắm lấy cơ hội này. Dương Huyền Tông không dạy dỗ hậu bối đàng hoàng, vậy để lão phu giúp một tay, lão đạo tử tuyệt quát một tiếng, sau đó vung tay, kiếm khí màu tím bay ngập trời, chém về phía Triệu Bân từ bốn phương tám hướng. Đợi ta diệt lão ta xong sẽ tới tìm ông tính sổ. Triệu Bân điềm nhiên nói rồi lao vọt lên trời, dùng võ hồn điều khiển Long Uyên bay quanh mình, hàng phòng ngự này không một kẽ hở, dù là kiếm khí cấp thiên võ cũng không phá nổi. Muốn đả thương hắn, phải dùng đại chiêu mới được. Keng, keng keng. Kiếm khí và Long Uyên va chạm, âm thanh rất thanh thúy, tóe ra ánh lửa sáng chói. Nhưng kiếm khí quần công cấp thiên võ vẫn thực sự không phá nổi hàng phòng ngự bằng võ hồn ngự kiếm của Triệu Bân. Đi đâu hả? Lão đạo tử tuyệt quát lên, cũng lao vọt lên trời. Lão ta nhúm lấy một luồng sáng màu tím, biến nó thành kiếm quang, tiếng kiếm rung vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Thế nhưng, không đợi lão ta dùng tới kiếm quang đã có một bóng người khác lao tới, thanh kiếm đen dài và mảnh của hắn ta vung lên, kiếm uy sắc bén, kiếm ý vô song, nhắm thẳng vào đầu của lão ta, đúng là một chiêu tuyệt sát. Người đó là Diêm La Mặt Quỷ. Vào thời khắc then chốt, hắn ta rất đáng tin đấy. Vào thời khắc mấu chốt, hắn ta phải giúp Triệu Bân cầm chân lão đạo tử tuyệt. Nếu không, một mình Triệu Bân sẽ phải đấu với hai người. Mà hai người này đều là cao thủ thiên võ. Vốn dĩ Diêm La Mặt Quỷ không muốn can dự, thực lực hắn ta không thể đánh lại cảnh giới thiên võ. Nhưng ai bảo hắn ta là vệ sĩ thân cận làm gì, dù phải liều mạng, hắn ta cũng không thể không xông lên. Nếu Triệu Bân có xảy ra chuyện gì bất chắc thì e là môn chủ sẽ tung trưởng đánh chết hắn ta mất. Cảnh giới chuẩn thiên còn con mà cũng dám tấn công ta sao? Lão đạo tử tuyệt hừ lạnh, miễn cưỡng tránh né tuyệt sát, sau đó tung trưởng bao phủ khắp cả không gian, ép Diêm La Mặt Quỷ phải ra mặt. Đúng vậy, Diêm La Mặt Quỷ không phải đối thủ của lão ta. Trưởng đó khiến hắn ta phải nghiến răng nghiến lợi. Tu vi kém nửa bước, năng lực chiến đấu thì chẳng thuộc cùng một đẳng cấp. Chuồn thôi, Diêm La Mặt Quỷ nhanh trị, quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt lão đạo tử tuyệt toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lão ta không đuổi theo so với hệ thần bí này, hình như thánh tử thiên tông giá trị hơn. Chạy đi đâu? Diêm La Mặt Quỷ mắng thầm trong lòng rồi quay lại tấn công. Mục đích của hắn ta không phải đánh nhau mà chỉ là để kéo dài thời gian. Mặc dù là một sát thủ nhưng quấy rối cũng là một loại kỹ năng, vừa hay hắn ta cũng có nghiên cứu về nó. Muốn chết đến vậy à, ta sẽ cho ngươi được toại nguyện. Lão đạo tử tuyệt đột nhiên quay lại, chỉ về phía hắn ta. Trốn thôi. Diêm La Mặt Quỷ lanh lẹ, vừa đánh một kích rồi bỏ chạy ngay lập tức. Bởi vậy, ngón tay của lão đạo tử tuyệt không thể nhắm chuẩn mục tiêu, đánh không trúng Diêm La Mặt Quỷ mà chỉ khiến mặt biển cuộn sóng. Kẻ nào thế nhỉ? Mọi người đứng xem trợn tròn mắt mà xem. Đừng nói mấy tiểu bối, đến cả những lão bối cảnh giới chuẩn thiên cũng không kịp nhìn rõ bóng dáng của Diêm La Mặt Quỷ, chỉ thấy một bóng đen lượn lờ quanh lão đạo tử tuyệt. Chỉ có thể khẳng định người đó là một sát thủ. Không chừng là sát thủ của La Sinh Môn, với khả năng ẩn nấp và ra tay là sát chiêu như thế thì nhất định là sát thủ cấp chữ thiên, không có bản lĩnh thì chắc không dám ra tay như thế. Người này tấn công lão đạo tử tuyệt như thế chứng tỏ hắn ta và cơ ngân là cùng một bọn, một người đuổi giết nhị thiên sư, người kia ghìm chân lão đạo tử tuyệt. Đùng, uỳnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Triệu Bân đã đuổi kịp nhị thiên sư.
hắn lao vào trong thiên kiếp lần nữa, chẳng hề nhiều lời, một luồng khí huyền hoàng hất bay nhị thiên sư. Tiền bối cứu ta với. Nhị thiên sư hét lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sấm chớp, lảo đà lảo đảo mà trốn chạy. Triệu Bân như một tia sáng, đuổi sát theo sau, dù lôi điện tràn ngập khắp nơi nhưng cũng không thể ngăn được thân pháp của hắn. Triệu Bân xuất ra chiêu thiên thủ đại la, đánh nhị thiên sư rớt từ trên trời xuống, lôi điện của thiên kiếp bám sát đã lập tức nhấn chìm nhị thiên sư. Mọi người không nhìn thấy nhị thiên sư đâu cả, chỉ thấy máu bắn ra tung tóe. Trời mới biết nhị thiên sư đã bị trúng bao nhiêu lôi điện trong khoảng thời gian đó. A! À, nhị thiên sư gào lên, gồng mình đứng vững. Đừng thấy lão ta gào thét to lớn khí thế mà lầm, lão ta không hề muốn đánh một trận ra trò với cơ ngân mà chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn. Không thể đánh thêm nữa. Trạng thái của lão ta đã cực kỳ tệ rồi, cũng đã bị thương rất nặng, dù cho lúc này cơ ngân không đuổi giết thì lão ta cũng chưa chắc có thể qua được trận thiên kiếp này. Vì vậy, lão ta rất cần thời gian nghỉ ngơi. Lão ta cần dùng toàn bộ năng lực mình tích góp được để chống chọi lại thiên kiếp. Dù lên trời hay xuống đất, không còn đường nữa đâu. Triệu Bân hét lên rồi tiếp tục đuổi theo. Hắn làm một lúc ba việc, dùng một hồn ngự lôi, một hồn ngự kiếm Long Uyên, còn đồng thời dùng một hồn điều khiển khí huyền hoàng, cố chống chọi với thiên kiếp và chém về phía nhị thiên sư. Phụt! Sau đó, máu bị phun ra càng lúc càng nhiều. Sấm sét cực mạnh đã bổ nứt một cánh tay của nhị thiên sư. Kiếm Long Uyên bá đạo đã chém lên lưng nhị thiên sư, xương lưng gãy nát. Khí huyền hoàng với sức mạnh hủy diệt biến thành một luồng kiếm khí, xuyên thủng người nhị thiên sư từ phía sau lưng. A! À, nhị thiên sư hét lên thảm thiết rồi lộn nhào từ trên trời xuống. Giây phút đó, dường như mọi người đã nhìn thấy hình dáng thật sự của lão ta, chính vì nhìn thấy nên tim ai cũng đập bình bịch. Thảm quá! Nhị thiên sư của vương triều Đại Nhật quá thê thảm, đầu tóc rối bời, khắp người đều là máu và vết thương, gân cốt lộ ra ngoài giống như một con ác quỷ chui ra từ địa ngục, vô cùng đáng sợ. Kết thúc rồi. Triệu Bân nói câu đó với vẻ lạnh lùng, không một cảm xúc nhưng lại đầy uy nghiêm, giống như trời xanh ra phán quyết cho một sinh mạng nhỏ bé. Hắn vẫn chưa dứt lời là đã phóng cây giáo màu đen có lôi điện quấn quanh ra, khí huyền hoàng gia tăng sức mạnh, nó giống như một luồng sáng đen. Xuyên qua biển sấm chớp với uy lực hủy diệt. Không, không, không. Nhị thiên sư thấy vậy thì hai mắt trợn rộc, trong mắt thu nhỏ lại. Dường như cây giáo đó đã nhắm thẳng vào lão ta. Lão ta không đỡ được, cũng không né được cây giáo đó, một khi bị trúng đòn thì sẽ chết ngay. Giữa ranh giới sự sống và cái chết, người tội ác tày trời như lão ta lại cảm thấy phức tạp hỗn loạn bởi nhiều cảm xúc, có tức giận, có bi thương và cả không cam tâm. Khó khăn lắm mới tăng cấp lên cảnh giới thiên võ nhưng lại không thể bình yên vượt qua được thiên kiếp, không ngờ lại bị một tên cảnh giới chuẩn thiên truy sát, bị cảnh giới chuẩn thiên đánh đến tàn phế trong thiên kiếp của chính mình. Ngoài tức giận, bi ai và không cam tâm, ánh mắt lão ta còn chứa cả sự hối hận. Hối hận là mình không nên chọc đến đại hạ, ăn năn là không nên chọc đến thành tông, ân hận là không nên hủy đi thân xác của Sở Về Xương. Để hôm nay phải rơi vào tình cảnh thể tham thể này. Lão ta phải chết và vương triều Đại Nhật của lão ta cũng phải chôn vùi cùng mình. Ọc, máu văng ra dữ dội. Trước sự chứng kiến của tất cả, nhị thiên sư bị cây giáo ghim trên không trung. Cảnh tượng đó khiến ai cũng phải rùng mình. Một cao thủ cảnh giới thiên võ. Không ngờ lại bị thánh tử thiên tông giết chết. Hơn nữa, còn giết trong khi độ kiếp, mặc dù nhị thiên sư bị thương nặng, không ở trong trạng thái tốt nhất nhưng tu vi của lão ta vẫn ở cấp bậc thiên võ. Triệu Bân đã là người thắng cuộc trong cuộc chiến giữa cảnh giới chuẩn thiên mạnh nhất và cảnh giới thiên võ yếu nhất. Có lẽ hắn đã lập nên tiền lệ một tiền lệ cảnh giới chuẩn thiên sơ cấp giết chết cảnh giới thiên võ. Chiến tích huy hoàng lại có thêm vết son tô đậm rồi. Rất nhiều lão tiền bối hít một hơi thật sâu, thầm liệt kê lại hết một lượt những thành tích của cơ ngân trước giờ, tiêu diệt cao thủ các nước ở Di Chỉ Ma Vực, đánh tan trăm vạn quân ở Biên Quan, xông vào Nam Vực, đại náo Đông Hải. Dường như mỗi một việc trong đó đều chỉ là truyền thuyết. Nhìn lại lịch sử, dù là ma quân bất diệt ưu tú nhất thì cũng không có được chiến tích như thế. Đúng là cảnh giới thiên võ xấu hổ nhất, không còn ai mất mặt hơn. Sau cảm giác kinh ngạc, ai cũng chậc lưỡi, suýt xoa. E rằng tên tuổi của nhị thiên sư cũng sẽ được ghi vào sử sách,
lão ta được xem là người đầu tiên tăng cấp lên thiên võ rồi bị giết chết trong cùng một ngày, và người giết chết lão ta lại chỉ là cảnh giới chuẩn thiên. Trước khi chết lão phu cũng phải đánh cho đã cái nư. Lão già sắp hết thọ nguyên thì thầm một tiếng. Bọn họ đều là cường giả chuẩn thiên đỉnh phong, biết bao nhiêu năm nay vẫn bị kẹt mãi ở cảnh giới này, ở một khía cạnh nào đó bọn họ vẫn cảm thấy rất đố kỵ với nhị thiên sư, ít ra thì trước khi chết lão ta cũng đã từng trải qua cảm giác đột phá cảnh giới thiên võ. Cảm giác bực bội đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ầm, ầm. Tiếng sấm cuối cùng vang lên, mây mù cũng dần tan. Người độ kiếp táng diệt, thiên kiếp cũng sẽ tự mai một. Nhìn thấy cảnh này, Quân Viễn Trinh đại hạ vẫn còn đang chiến đấu với Nhật Quốc đều cảm thấy rất phấn khởi, vẫn là thánh tử thiên tông tuyệt vời nhất, vừa đối kháng thiên kiếp vừa giết chết một cường giả thiên về, thật sự khiến cho đại hạ nở mày nở mặt. Nhìn thấy cảnh này, tinh thần của cường giả Nhật Quốc đều trở nên ảm đạm, nhị thiên sư cấp thiên về đã bị tiêu diệt, hy vọng chiến thắng của bọn chúng cùng tan biến, sợ là không thể chống đỡ được nỗi tới lúc viện quân tới. Đêm nay, vương triều Đại Nhật thật sự đã đứng trên bờ vực diệt quốc. Tốc chiến tốc thắng, sĩ khí của quân đại hạ lên cao, bọn họ kiệt lực công sát, cơ ngân đã giết chết được một cường giả thiên võ, bọn họ cũng phải cố gắng tiêu diệt Nhật Quốc trong thời gian ngắn nhất. Phụt, phụt, đại chiến càng thêm thảm khốc. Chiến ý của quân Viễn Trinh dâng cao, trong khi nhuệ khí của quân Nhật Quốc đã tụt dốc không phanh. Đây đã không còn là đại chiến giữa hai quân đội mà là đơn phương tàn sát, quân Viễn Trinh đã trấn áp tuyệt đối quân Nhật Quốc, cuồng phong nổi lên khắp trốn. Ầm, Triệu Bân đã từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến một vùng hải vực. Bên phía hắn trận chiến đã kết thúc nhưng bên phía Diêm La Mặt Quỷ vẫn đang chiến đấu. Sát thủ cấp thiên của La Sinh Môn thật sự có thể kìm chân một cường giả thiên võ, điều này vừa khiến cho hắn rất bất ngờ vừa khiến cho hắn cảm thấy rất cảm kích Diêm La Mặt Quỷ mà cũng cảm kích môn chủ La Sinh Môn, cô ta thật sự đã cho hắn một tấm kim bài vàng. Vào thời khắc mấu chốt, tấm kim bài này đã giúp hắn rất nhiều. Nhanh lên! Trên mặt biển rộng vang lên rất nhiều tiếng gầm giống. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy ở bốn phương tám hướng đều có các chiến thuyền nguy nga như núi đang rẽ sóng tới đây khiến cho biển khơi dậy sóng. Trên chiến thuyền có rất nhiều người, chiến kỳ cắm trên mỗi chiến thuyền cũng không giống nhau. Điều đó có nghĩa rằng số chiến thuyền này không đến từ cùng một thế lực. Ngoài ra, trên mặt biển cũng có không ít thú cưỡi đang bay đến. Số lượng người đang kéo đến vô cùng khổng lồ, nếu như liên hợp lại thì chính là cả một đội quân. Không sai, đây đều là đồng minh của Nhật Quốc. Bọn chúng nhận được tín hiệu cầu cứu của Nhật Quốc cho nên liền chạy đến đây. Liên minh của bọn chúng có một giao ước chính là chỉ cần một thế lực bị tấn công thì các thế lực khác đều sẽ đến cứu viện. Nói tóm lại đám người này xem như cũng có nghĩa khí, chưa bàn đến chuyện có đánh lại đối thủ hay không nhưng cứ chạy tới cứu viện trước rồi nói sau. Tệ nhất thì cũng phải lấy được chút chiến lợi phẩm mang về, ra ngoài một chuyến cũng không dễ dàng gì, dù sao cũng không thể để cho người ngoài cười chê liên minh mình yếu đuối. Là thiên kiếp của ai? Trên tất cả các chiến thuyền đều có người cầm kính viễn vọng nhìn ra xa. Biển lôi thiên kiếp rất lớn, cho dù cách rất xa cũng có thể nhìn thấy, động tĩnh khổng lồ như vậy thì chắc chắn là thiên kiếp của cảnh giới thiên võ. Cẩn thận người còn có thể ngửi thấy một chút khí tức của cường giả thiên võ. Vấn đề ở đây chính là đó là thiên kiếp của ai? Là của người thuộc vương triều Đại Hạ hay người thuộc vương triều Đại Nhật? Hay là của người chạy đến hóng hớt? Không ai có câu trả lời. Chỉ biết biển lôi của thiên kiếp đã tan. Người độ kiếp e rằng cũng đã táng thân ở bên trong thiên kiếp. Muốn nhìn rõ thực hư thì phải tiếp cận thật gần mới có thể thấy được. Nghĩ vậy, thống soái của tất cả các thế lực đều vung kiếm lên chỉ về phía hải vực đằng xa, ra lệnh tăng nhanh tốc độ. Tình hình chia làm hai bên. Đại chiến ở bốn hòn đảo nhỏ đã dần đi đến kết thúc, chuyện nhị thiên sư bị giết đã khiến cho quân Nhật Quốc chịu đả kích lớn, toàn bộ chiến ý cùng sĩ khí của quân đội đều tuột dốc không phanh. Như vậy thì bọn chúng cũng không thi triển ra được bao nhiêu chiến lực. Ngược lại, quân Viễn Trinh lúc này mạnh mẽ như lang sói, chiến ý ngập trời, từ đảo thứ nhất tràn đến đảo thứ tư, cường giả Nhật Quốc trên đường đi của bọn họ đều bị chém chết, chuyện diệt quốc chỉ còn là vấn đề thời gian. Không thể chống đỡ nổi nữa. Tiếng gầm giống của Diêm La Mặt Quỷ vang vọng khắp vòng trời. Bởi vì hắn ta làm loạn quá nhiều cho nên Tử Tuyệt lão đạo đã chú ý đến hắn ta, sau đó một đường truy đuổi, dường như không giết chết được hắn ta thì sẽ không dừng tay.
Bị một cường giả thiên võ chú ý chẳng phải là chuyện gì tốt. Một sát thủ cấp thiên mạnh mẽ như hắn ta cũng đã bị đánh đến mức không thể phân biệt được đông tây nam bắc, toàn thân đẫm máu, mỗi vết thương đều lóe lên u quang mang theo sát ý thiên võ hóa diệt tinh khí của hắn ta. Người nghĩ mình thoát được sao? Tử Tuyệt lão đạo hừ lạnh một tiếng, đánh ra một luồng kiếm khí mang uy lực nghiền nát. Huyết quang ngay lập tức hiện ra, một cánh tay của Diêm La mặt quỷ đã bị chặt đứt ngay tại chỗ, hắn ta chưa kịp đứng vững thì đã bị một tia máu khác từ phía sau phóng tới khoét ra một lỗ máu trên ngực. Kể từ khi trở thành sát thủ La Sinh Môn, đây là lần đầu tiên hắn ta đối kháng chính diện với một cường giả thiên võ. Kể từ khi trở thành sát thủ La Sinh Môn, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta bị kẻ khác đánh thảm như vậy. Giờ phút này hắn ta không có suy nghĩ nào khác ngoài chuyện muốn hỏi thăm sức khỏe 18 đời tổ tiên của Triệu Bân. Diệt! Tử Tuyệt lão đạo quát lớn một tiếng rồi bắn ra tia máu thứ hai. Nét mặt già nua của lão ta đen lại, nếu không có sát thủ thần bí này quấy rối thì lão ta đã sớm đuổi kịp Cơ Ngân rồi. Cường giả thiên võ bị chọc giận liền nổi trận lôi đình. Lão ta liền thay đổi chủ ý, muốn giết chết sát thủ thần bí này trước rồi mới đi giải quyết Cơ Ngân sau. Tiêu rồi. Lần này tiêu chắc rồi. Diêm La mặt quỷ hộc máu, không thể đứng vững. Sát thủ không giỏi đối chiến trực diện, để quấy rối lão già này, hắn ta đã tiêu hao hết chân nguyên, thương tích lúc này vô cùng thảm trọng, với trạng thái của hắn ta bây giờ chắc chắn không thể nào tránh được một kích tuyệt sát. Nhưng tránh không được cũng chẳng sao. Chống không nổi cũng chẳng sao. Đã có người thay hắn ta chặn một cách tuyệt sát này. Đó là một thân ảnh tỏa ra ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống đã tung ra một chưởng đánh diệt tia máu kia. Người đó tất nhiên là Triệu công tử, cuối cùng hắn cũng đã đuổi kịp, ra tay vừa đúng lúc. Cuối cùng ngươi cũng đến rồi. Nhìn thấy Triệu Bân, Diêm La mặt quỷ còn cảm thấy thân hơn cha ruột. Coi như tên nhóc này vẫn còn có chút lương tâm, còn biết chạy tới cứu hắn ta, không uổng công hắn ta liều mạng kìm chân đối phương. Đa tạ. Triệu Bân chân thành nói. Trong lúc nói thì hắn ta đã truyền tiên lực cuồn cuộn vào trong cơ thể của Diêm La mặt quỷ để tiêu trừ sát ý, Tử Tuyệt lão đạo quả nhiên bất phàm, sát ý mà lão ta bộc phát ra không phải là thứ mà nhị thiên sư kia có thể so sánh được. Lão ta rất mạnh, Diêm La mặt quỷ loạng choạng mất một lúc mới có thể đứng vững. Sau khi sát khí bị tiêu trừ hết thì hắn ta mới nhận ra chân nguyên của bản thân đều đã khô kiệt, hiển nhiên đã mất hết chiến lực, cho dù có ở lại đây thì cũng chỉ là một gánh nặng. Chuyện tiêu diệt Tử Tuyệt lão đạo lần này phải trông cậy hết vào đạo hạnh của Triệu Bân. Cơ Ngân, lão phu thật sự đã xem thường ngươi, Tử Tuyệt lão đạo cười lạnh nói. Lão ta tất nhiên nhìn thấy thiên kiếp thiên võ đã tiêu tan, nhị thiên sư quả nhiên là phế vật, đã bước vào cảnh giới thiên võ mà lại để mình bị một võ tu chuẩn thiên giết chết, thật sự khiến cho những cường giả thiên võ giống như lão ta cảm thấy mất mặt. Nhưng lão ta cũng chẳng phải là loại phế vật như nhị thiên sư. Lão ta là cường giả thiên và hàng thật giả thật đã sống sót vượt qua thiên kiếp mà không sứt mẻ, cả Ngân có thể giết được nhị thiên sư cùng chưa chắc có thể trở thành đối thủ của lão ta cho dù là xét nội tình, cảnh giới hay chiến lực thì làm ta đều vượt trội hơn hẳn rất nhiều xem thường tai hậu quả rất nghiêm trọng, Triệu Bân nhẹ giọng nói. Khẩu khí lớn lắm. Tử Tuyệt lão đạo quát lớn một tiếng, ngay lập tức giẫm lên đầu ngọn sóng rồi lướt tới, đầu ngón tay lóe lên u quang mang theo lực hủy diệt chọc thẳng vào ấn đường của Triệu Bân. Triệu Bân vẫn đứng yên chưa nhúc nhích. Khi ngón tay của Tử Tuyệt lão đạo chỉ còn cách ấn đường của Triệu Bân ba tấc thì hắn mới giơ tay nắm lấy ngón tay của đối phương, bộc phát tiên lực cuồn cuộn hóa diệt uy lực của chiêu thức. Dù vậy sát ý bộc phát ra từ ngón tay của Tử Tuyệt lão đạo cũng đã kịp rạch ấn đường của hắn ra. Lão ta đã ra tay thì sao có thể để cho đối phương dễ chịu được. Nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngón tay của Tử Tuyệt lão đạo đã bị Triệu Bân bẻ gãy. Ngay lúc đó hắn đã mạnh mẽ khai triển thiên cương hộ thể cùng thần long vẫy đuôi. Hai bí pháp chồng lên nhau, uy lực bá thiên tuyệt địa khiến cho Tử Tuyệt lão đạo cảnh giới thiên võ cũng bị chấn trở mình, đã trúng chiêu của thiên cương hộ thể lại trúng chiêu của thần long vẫy đuôi, cảm giác chắc chắn không dễ chịu một chút nào. Sao có thể như vậy được? Ánh mắt của Tử Tuyệt lão đạo lộ ra vẻ kinh ngạc, tên nhóc này có nội tình hùng hậu không lường được, mạnh hơn lão ta tưởng tượng rất nhiều. Hắn đã có thể đuổi kịp tốc độ của lão ta mà còn có thể mạnh mẽ khai triển thiên cương hộ thể cùng thần long vẫy đuôi thì thực lực phải bá đạo đến mức nào, chắc chắn đã vượt qua thực lực của cường giả chuẩn thiên bình thường. Ôi trời! Những người chạy đến hóng hớt đều đã nhìn thấy cảnh tượng này.
tất cả mọi người đều cả kinh. Kia chính là Tử Tuyệt lão đạo, là cường giả thiên võ hàng thật giá thật, không ngờ Cơ Ngân lại có thể đánh bật được lão ta. Thánh tử Thiên Tông thật sự quá bá đạo, còn có thể đối chiến ngang ngửa với một cường giả thiên võ. Quyết định kết liên minh với hắn đúng là sáng suốt. Diêm La mặt quỷ đã thoát ra ngoài, ý vị thâm trường nói. Không hổ là môn chủ nhìn xa trông rộng, còn có thể tìm được một nhân vật bá đạo làm đồng minh. Tử Tuyệt lão đạo định thân, lại tiếp tục dẫm lên đầu ngọn sóng. Cũng giống như lúc trước, sóng biển còn chưa hạ xuống thì đã chậm rãi kết hàn băng vì sát ý của Tử Tuyệt lão đạo. Lão ta đã tức giận rồi, hoàn toàn nổi trận lôi. Đinh, có rất nhiều người ở gần bị khí thế của lão ta chấn trở mình, uy thế bạo ngược, lần này lão ta nhất định phải khiến cho Cơ Ngân phải trả giá bằng máu. Ngươi đã làm cho ta tức giận rồi. Tử Tuyệt lão đạo hừ lạnh một tiếng, khí thế lập tức đạt tới cực điểm. Dị tượng cổ xưa đáng sợ đã diễn hóa bên cạnh lão ta, sát khí cuồng cuộn lạnh thấu xương bộc phát, mỗi một luồng sát khí đều mang theo lực hủy diệt, mà dọa người nhất chính là đôi mắt của lão ta. Dường như nó đã biến thành nơi dẫn vào địa ngục cửu u. Giống. Khí lực của lão ta ông ông chấn động, ngưng tụ thành hai con huyết sát cự long phóng ra. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn, hai con ác long khổng lồ như núi, mặc dù đang đứng ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực. Chúng là huyết sát mà Tử Tuyệt lão đạo đã luyện nhiều năm, vô cùng khủng bố. Giết. Tử Tuyệt lão đạo quát lớn rồi chỉ thẳng về phía Triệu Bân. Theo lệnh. Hai con huyết sát cự long gầm giống phóng tới từ hai bên, tuy là vật chết nhưng chúng vẫn rất gian xảo, một con bắn ra lôi điện một con phun ra hỏa diễm, lôi điện nhắm vào võ hồn còn hỏa diễm nhắm vào xác thịt, khí thế đối chiến hết sức khủng khiếp. Keng! Triệu Bân truyền tiên lực vào kiếm long uyên thủ phía trước. Sau đó hắn cũng vung kiếm chỉ ra xa, thi triển ngự kiếm phi tiên. Kiếm minh vang lên chói tai, từng luồng kiếm khí màu vàng đâm thẳng về phía hai con huyết sát cự long khổng lồ. Bang, keng keng. Thanh âm va chạm sau đó khiến cho hắn phải nhíu mày. Ngự kiếm phi tiên có lực công phạt bá đạo cũng không thể phá vỡ được phòng ngự của hai con huyết sát cự long, kiếm khí chém vào thân bọn chúng như chém vào sắt đá chỉ có thể tạc ra ánh lửa lớn, tựa như đang gãi ngứa cho chúng. Đó là Tử Tuyệt huyết sát, những đòn công kích bình thường không có hiệu quả. Diêm La mặt quỷ cũng đang làm khán giả ngay lập tức lên tiếng nhắc nhở. Không cần hắn ta nói thì Triệu Bân cùng đã nhìn ra mạnh mỗi không phải hắn chưa từng gặp qua huyết sát nhưng huyết sát của cường giả thiên và vẫn là lần đầu tiên phòng ngự của hai con huyết sát cự long này quả thật rất mạnh mẽ. Keng, lôi điện cùng hòa diễm của huyết sát cự long đều đã đánh tới. Triệu Bân tránh không kịp cho nên đã trúng phải lôi điện, và hồn bị rạch ra một vết thương, ngay sau đó hắn cùng đã trúng phải hòa diễm biến hóa kỳ lạ khó lường khiến cho chân nguyên tiên lực của hắn bị hóa diệt không ít toàn thân đau đớn như đang luyện thể. Chưa suy nghĩ nhiều, hắn đã phi thân bỏ chạy. Nhưng hắn chỉ vừa mới nhấc chân lên thì đã cảm nhận được lực phong ấn. Tử Tuyệt lão đạo đã mạnh mẽ dùng thuật phong ấn trói buộc hắn. Ngay lúc hắn bị trói buộc thì một con huyết sát cự long đã há miệng nuốt hắn vào bụng, hắn xuyên qua thân thể huyễn hóa của huyết sát cự long, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong đó là huyết sát cuồn cuộn, sấm chớp vang rền. Rõ ràng là Tử Tuyệt lão đạo muốn dùng huyết sát luyện hóa hắn. Vậy là thua rồi sao, thế nhân thấy vậy thì nhịn không được phải nuốt một ngụm nước miếng. Huyết sát của Tử Tuyệt lão đạo bạo ngược vô cùng, dưới cảnh giới thiên võ chắc chắn sẽ chết, mấy lão bối đều nói, trong mắt tràn đầy sự kiêng kỵ. Bọn họ biết rõ thực lực của Tử Tuyệt lão đạo cho nên cũng biết huyết sát của lão ta khủng bố đến mức nào. Tuy nhiên, điều đó ở thời đại này xem ra đã không còn chính xác nữa. Bọn họ vừa mới dứt lời thì đã thấy Triệu công tử cầm kiếm khoét bụng huyết sát cự long nhảy ra, vừa mới phóng lên trời thì đã dùng căn nguyên huyết mạch ngưng tụ thành lưỡi kiếm chém bay đầu huyết sát cự long. Con huyết sát cự long còn lại cũng không có kết cục tốt, đã bị một quyền của hắn đánh gục. Nhìn thấy cảnh tượng này mấy lão bối đều ho khan, con mợ nó, sao hắn có thể thoát ra được chứ? Hừ, Tử Tuyệt lão đạo kêu rên một tiếng, lui về phía sau từng bước. Thế nhân khiếp sợ. Lão ta cũng khiếp sợ, huyết sát mà lão ta tế luyện bao lâu nay lại có thể dễ dàng bị phá. Huyết sát này gắn liền với huyết mạch của lão ta cho nên khi nó bị phá thì lão ta cũng bị phản vệ rất nặng. Thiên thủ đại la. Triệu Bân quát lớn, tung ra một trường từ trên trời giáng xuống. Trường uy vô cùng bá đạo, nặng như núi lớn chấn xuống.
Tự Tuyệt lão đạo hừ lạnh, lấy huyết sát ngưng tụ thành kiếm khi một kiếm chém đội thiên thủ đại la. Hừ, lần này đều lại là Triệu Bân kêu rên, bị chấn động đến mức đứng không vững. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì đã nhìn thấy một tòa tháp linh lung từ trên trời giáng xuống nhốt hắn ở bên trong tháp có càn khôn, huyết sát cuồn cuộn cùng với lôi điện chằng chịt. Tất cả những thứ đó đều có thể đả thương hắn, huyết sát đánh phá chân nguyên hộ thể, lôi điện đánh phá khí lực, thân thể hắn đẫm máu, hơn nữa vết thương còn rất khó phục hồi. Luyện! Tử Tuyệt lão đạo khẽ quát rồi kết ấn niệm chú. Tháp linh lung ông ông chấn động, ngoại trừ lôi điện cùng huyết sát lại có thêm hỏa diễm hừng hực. Triệu Bân loạng choạng không đứng vững, tiên lực dần dần bị hóa diệt. Cảnh giới thiên võ hoàn hảo quả nhiên không phải chuyện đùa, thi triển ra bí pháp cũng vô song. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là kẻ sẽ đứng yên chờ chết, hắn ngay lập tức lấy ra cây đàn đá. Một tiếng nổ vang lên, hắn đã khoét ra trên thân tháp linh lung một lỗ hổng lớn. Cây đàn đá đó đáng sợ quá. Nếu như lão phu đoán không sai thì đó hẳn là vật của tiên gia. Anh hùng xứng với tiên vật. Mấy lão tiền bối hai mắt sáng ngời nhìn vào cây đàn đá của Triệu Bân. Bọn họ đều là những người có nhãn giới cao, tất nhiên biết được cây đàn đá kia là vật bất phàm, nếu không thì cũng không phá được tháp linh lung. Cơ Ngân, nhà ngươi giỏi lắm. Tử Tuyệt lão đạo lộ ra bộ mặt dữ tợn. Chuyện này thật kỳ quái, một võ tu chuẩn thiên sao lại có được nhiều bảo bối đến như vậy. Giống như cây đàn đá này cũng chẳng phải là binh khí bình thường, xem khí uẩn thì liền biết là vật của tiên gia. Triệu Bân nhảy ra khỏi tháp linh lung, tung ra một trưởng phá hủy tháp linh lung. Tử Tuyệt lão đạo kêu rên, lão ta lại bị phản phệ thêm lần nữa. Keng! Chưa kịp đứng vững thì lão ta lại nghe thấy tiếng đàn. Triệu công tử đang đánh đàn, đã lấy ra cây đàn đá rồi sao có thể không chơi một khúc nhạc chứ? Sau một thời gian, khúc vệ xương lại một lần nữa vang lên, đánh đàn dụng ý không dụng lực, khúc nhạc đánh ra vô cùng bị thương, cầm ý về cùng bá đạo, công phạt về hình khiến cho biển khơi dậy sáng dữ dội. Chỉ là một cầm khúc mà muốn đả thương ta sao? Tử Tuyệt lão đạo nghe thấy vậy thì trong mắt chỉ hiện lên sự khinh miệt, lão ta vừa dứt lời thì đã dùng bí thuật sáng âm phá khúc vệ xương. Tất nhiên, chỉ khi thực sự đối mặt với khúc vô xương thì lão ta mới nhận ra sự nguy hiểm của khúc nhạc này. Bí thuật sóng âm không thể phá nổi cầm ý, nhưng chân nguyên hộ thể cấp thiên võ của lão ta thì đã bị cầm ý phá được, chẳng những thân xác đau đớn mà tinh thần cũng bị tổn hại nặng nề, toàn thân bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều chấn kinh. Tất cả mọi người đều biết Thánh Tử Thiên Tông tinh thông âm luật, có thể tự sáng tác ra khúc vô xương lấy đi nước mắt của biết bao nhiêu người, nhưng nó chẳng những đau thương mà còn bá đạo. Ngay cả cường giả thiên võ cũng bị chấn trở mình. Tinh thần phải mạnh mẽ đến cỡ nào mới có thể đàn ra được cầm ý đáng sợ bậc này chứ? Bất giác tất cả mọi người đều rơi lệ, cầm khúc thật đúng là có ma lực có thể khiến cho người nghe phải khóc, nghe đến mê mẩn cả người, còn không biết đã rơi lệ từ lúc nào. Lại khiến cho ta nhớ lại những chuyện xa xưa. Diêm La mặt quỷ lẩm bẩm, bất giác sờ lên khóe mắt, vừa nghe cầm khúc thì tinh thần đã trở nên vô cùng yếu đuối, không khỏi nhớ về chuyện cũ. Cũng giống như môn chủ, hắn ta cũng chán ghét chuyện làm sát thủ. Nhưng cuối cùng hắn ta lại trở thành một sát thủ. Trong ký ức của hắn ta lúc này toàn là những hình ảnh máu chảy thành sông, cầm khúc đầy bi thương đã khiến cho những hình ảnh mà hắn ta chôn giấu sâu trong linh hồn một lần nữa hiện ra trong tâm trí của hắn. Ai nói sát thủ chỉ là công cụ giết người? Họ cũng có tình yêu, nước mắt và những câu chuyện buồn sau lưng. Khúc vô xương khá lắm. Tử Tuyệt lão đạo định thân, dẫm lên đầu ngọn sóng để lùi từng bước. Sự khinh miệt trong mắt lão ta đã bị lửa giận át đi, trong cơn tức giận còn phảng phất chút kinh ngạc. Lão ta không ngờ một cầm khúc lại có uy lực ghê gớm như vậy, đòn công kích vô hình khiến cho ngay cả võ hồn của lão ta cũng bị đả thương. Chưa suy nghĩ nhiều. Lão ta đã lấy ra một cây tiêu dài. Có vẻ như lão ta cũng là người tinh thông âm luật, tiếng tiêu cũng mang theo ma lực đáng sợ, đối kháng với khúc vô xương của Triệu Bân. Bang! Leng keng, leng keng. Hai người một đông một tây, một bên đánh đàn một bên thổi tiêu, cầm ý cùng tiêu ý đều là công phạt vô hình, cũng va chạm vô hình phát ra thanh âm leng keng thanh thúy tạc ra ánh lửa lớn. Lui! Những người đứng xem đều bỏ chạy tán loạn. Cầm ý chùa Cơ Ngân quá mạnh mẽ, tiêu ý chùa Tử Tuyệt lão đạo cùng vô cùng đáng sợ, hai loại âm luật tranh hùng,
mặc dù đều vô hình nhưng lại mang đủ lực hủy diệt, kẻ nào dám can đảm bước vào chiến trường kia thì chắc chắn sẽ bị chém thành thịt nát. Tất cả mọi người đều phi thân bỏ chạy, rất sợ bị trưng phải dự uy của trận chiến. Dẫn có những người chạy chậm đã bị Cầm Ý cùng Tiêu Ý chém thành thịt nát. Nhóc con, khá lắm. Diêm La mặt quỷ thầm lẩm bẩm trong lòng, kinh ngạc nhìn về phía Triệu Bân, Cầm Ý mà hắn ta đánh ra dường như càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, hắn càng lúc càng vươn lên thế thượng phong, dường như còn sắp có thể áp chế được Tiêu Ý. Hắn ta đã có thể nhận ra thì những lão bối khác ở xung quanh cũng có thể nhận ra. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cây đàn đá của Triệu Bân, không hổ là vật của tiên gia, Cầm Ý đánh ra vô cùng uy lực phối hợp hoàn hảo với tiên khí dâng trào. Bọn họ nhìn không sai. Cầm Ý của Triệu Bân đã lột xác, cây đàn đá tiềm tàng linh trí đã tự giác thêm tiên khí vào Cầm Ý khiến cho Khúc Vô Xương càng đánh càng mạnh mẽ. Bảo bối tiên gia đại triển thần uy, Cầm Ý không gì có thể chống đỡ. Sao có thể như thế được? Ánh mắt của Tử Tuyệt lão đạo lại tràn ngập sự khiếp sợ. Cây tiêu của lão ta cũng là vật của tiên gia, tiêu khúc của lão ta cũng đã được lão ta luyện trong nhiều năm, lại được thêm vào tu vi thiên võ, không ngờ khi đối chiến âm luật lão ta lại không thể chống đỡ nổi cầm khúc của một võ tu chuẩn thiên, điều này đã khiến cho lão ta chịu đả kích không nhỏ. Rối loạn. Tâm tình của lão ta lúc này hết sức rối loạn. Chính vì tâm tình rối loạn cho nên tiêu ý của lão ta cũng mất đi nhiều phần uy lực. Ngược lại, cầm khúc của Triệu Bân lại gia tăng uy lực, công phạt vô hình như từng luồng kiếm khí mang theo uy lực nghiền nát đánh lão ta lui về phía sau từng bước, chân nguyên hộ thể của lão ta cũng bị phá tan nát, thân thể cường giả thiên võ đẫm máu, khó chịu nhất chính là võ hồn cũng bị đả thương không nhẹ. Bá đạo như vậy sao? Tất cả mọi người cả kinh tột đỉnh, trong số đó cũng có không ít người tinh thông âm luật nhưng đều là phàm phủ tục tử, chỉ sử dụng âm luật làm trò tiêu khiển hoặc có dịp mang ra khoe khoang một chút. Hôm nay có dịp được nghe xong Khúc Vô Xương thì mới được mở rộng tầm mắt, cường giả thiên võ mạnh mẽ như Tử Tuyệt lão đạo mà cũng liên tiếp bị đánh lui. Không đủ, còn lâu mới đủ. Diêm La mặt quỷ cũng là một khán giả đang trầm ngâm. Mặc dù Khúc Vô Xương rất mạnh mẽ đã khiến cho Tử Tuyệt lão đạo chật vật nhưng chỉ dựa vào chuyện này để đánh diệt một cường giả thiên võ thì còn lâu mới được. Tử Tuyệt lão đạo chính là một cường giả thiên võ hoàn hảo, sao có thể đánh bại lão ta dễ dàng như vậy được. Phá cho ta. Tử Tuyệt lão đạo gầm lớn, tiếng gầm sống cộng minh với Vệ Hiền khai triển một loại bí pháp sáng âm cổ xưa hơn nữa còn là một loại cấm pháp bởi và sau khi lão ta gầm sống lên một tiếng thì miệng đã trào ra máu tươi, chắc chắn là do bị phản phệ khi động tới cấm pháp. Tiếng đàn bị đánh tan, Cầm Ý trùng biến mất, Triệu Bân kêu rên, bị tiếng gầm sống làm cho chấn kinh, lui về phía sau nửa bước. Cơ ngân, lão phụ sẽ giết người. Tử Tuyệt lão đạo vô cùng tức giận. Một bước bay lên trời, tay kết ấn quyết. Hư không chấn động, trên đỉnh đầu lão ta hiển lộ một vòng thái dương vô cùng lớn tỏa ra ánh sáng chói lọi chiếu rọi khắp thiên địa, mỗi một tia sáng đều giống như một luồng kiếm khí vô cùng uy lực, không chỉ mang lực chu diệt mà còn mang lực hóa diệt, khiến cho toàn bộ hải vực trở thành một đống hỗn loạn. Phụt, phụt, cảnh tượng đẫm máu hiện ra ngay sau đó. Quần chúng phải gánh chịu tai ương. Có không ít người đứng trong phạm vi chiếu rọi của vòng thái dương đều bị hóa diệt chân nguyên, thân thể bị từng tia sáng chém tan nát, những người có nội tình yếu ớt thì đều bị chém thành đống thịt nát. Mẹ kiếp! Diêm La mặt quỷ lại văng tục. Hắn ta cũng là người phải gánh chịu tai ương bởi vì chậm chân, lưng bị chém ra một vết dài, hơn nữa vết thương còn rất khó phục hồi, lóe ra u quang mang sát ý hóa diệt tinh khí. Không hổ là cường giả thiên võ! Một khi động đại chiêu thì đều gây ra động tính cực lớn, vòng thái dương kia đã biến toàn bộ hải vực thành cấm địa tử vong mà trong đó Tử Tuyệt lão đạo chính là chúa tể. Ông! Triệu Bân đã dương cung cài tên, một mũi tên sấm sét bắn thẳng lên trời. Vòng thái dương chói chang đã bị mũi tên sấm sét của Triệu Bân bắn diệt. Chuyện còn chưa kết thúc. Tử Tuyệt lão đạo giống giận, vẫn tiếp tục kết ấn niệm chú. Vòng thái dương mặc dù đã băng diệt nhưng lão ta lại tiếp tục diễn hóa ra bầu trời đầy sao. Ánh sao còn biến hóa kỳ lạ hơn vòng thái dương trước đó, không chỉ có lực sát thương mà còn có ma lực làm rối loạn tinh thần. Keng! Triệu Bân nâng kiếm Long Uyên lên cao, truyền tiên lực vào trong nó. Thân kiếm Long Uyên ông ông chấn động, kiếm thể hư ảo kéo dài vô hạn lên bầu trời, kiếm thể kịch liệt khuấy động phong vân. Bên trong kiếm thể còn truyền ra tiếng sấm rền vang khiến cho ánh sao đầy trời băng diệt. Phụt! Tử Tuyệt lão đạo phun máu.
Kể từ khi khai chiến tới nay, đây là lần đầu tiên lão ta trào máu nhiều như vậy. Hai đại chiêu của lão ta đều đã bị phá cho nên lão ta cũng gặp phản phệ nghiêm trọng, lão ta không thể nào đứng vững, ngay lập tức ngã từ trên trời xuống. Cảnh tượng đó lại khiến cho thế nhân kinh hãi. Một chiêu này cho thấy Từ Tuyệt lão đạo đã thua ta không tin. Cường giả thiên và gầm sống, khi thế lại tăng mạnh. Lão ta lại động đến cấm pháp, dự ấn đường lập tức khắc ra một cổ tự, tất cả mọi người đứng xem đại chiến đều thần thức thánh từ thiên tông thật đáng sợ, lại có thể ép một cường giả thiên vệ động đến cấm pháp lần nữa. Triệu Bân không nói lời nào, liền một bước bay lên trời. Từ Tuyệt lão đạo định thân, huyết sát cuồn cuộn dâng lên ngập trời. Vòm trời trong chớp mắt xung chuyển. Một cường giả thiên võ đối chiến với một cường giả chuẩn thiên, cả hai đều khai triển bí thuật đối chiến. Từ Tuyệt lão đạo có nội tình vô cùng cường hãn mà Triệu Bân cũng có nội tình vô cùng hùng hậu, đao mang, kiếm quang, quyền ảnh, trường ấn. Không ngừng được tung ra, mỗi một lần hai bên va chạm thì đều có ánh lửa lớn tạc ra ngoài, tầng tầng ánh sáng lan tràn khiến cho biển khơi nổi lên sóng thần. Tiếng nuốt nước bọt liên tục vang lên. Ngay cả một sát thủ cấp thiên như Diêm La Mặt Quỷ cũng kinh hãi không thôi. Thời đại thật sự đã thay đổi rồi. Cảnh giới chuẩn thiên mà có thể đối chiến ngang ngửa với cảnh giới thiên võ, đối với chiến lược của Triệu Bân thì cho dù môn chủ La Sinh Môn có đến đây cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, khi hắn ở trong trạng thái tóc ánh kim quang thì thật sự quá cuồng bạo. Phụt! Huyết quang lại bùng nổ trên không trung. Từ Tuyệt lão đạo đẫm máu, lão ta đã trúng phải Chu Tiên Quyết của Triệu Bân và bị đánh bật ra xa trăm trượng. Vèo! Triệu Bân đuổi theo nhanh như chớp. Trong nháy mắt, thiên nhãn đã khô kiệt đồng lực của hắn lại lóe ra tinh quang. Chiến đấu lâu như vậy cuối cùng hắn cũng đã tích tụ đủ đồng lực, tuy không quá nhiều nhưng cũng đã đủ để hắn thi triển thuấn thân tuyệt sát. Phụt! Huyết quang hiện ra lần này lại càng thêm chói mắt. Từ Tuyệt lão đạo vừa mới đứng vững, còn chưa kịp giống lên thì đã bị thuấn thân tuyệt sát của Triệu Bân chặt đứt một cánh tay. Triệu Bân vốn định chém đầu lão ta nhưng không biết trên người lão ta có bí pháp hộ thể gì mà có thể né được thuấn thân tuyệt sát của hắn. Nhưng cũng chẳng sao. Bị chặt mất một cánh tay cũng xem như là đã bị thương rất nặng, mất một cánh tay thì Từ Tuyệt lão đạo không thể thi triển những bí thuật phải kết ấn bằng hai tay được nữa. Á! Từ Tuyệt lão đạo rít gào, mạnh mẽ chấn trở mình Triệu Bân. Giờ phút này nhìn lại, là ta đã đầu tóc bù xù, không còn tư thái cao cao tại thượng nữa. Thâm lão ta đã bị cơ ngân đánh rất thảm, một cánh tay đã bị chặt đứt, chiến lực giảm mạnh, không phải ai cũng có trường sinh quyết giống như Triệu Bân để có thể tái tạo lại thân thể trong thời gian ngắn. Cơ ngân, người đáng chết. Từ Tuyệt lão đạo nghiến răng nghiến lợi, dự ấn đường lại khắc lên một cổ tự. Cổ tự vừa được khắc ra thì từ đỉnh đầu của lão ta đã có một tia sáng đen bắn thẳng lên 9 tầng mây. Ngay lập tức, không gian đã trở nên tối đen như mực. Màn đêm vô hạn. Có rất nhiều người lộ ra thần sắc kỳ quái. Màn đêm vô hạn là một bí thuật được truyền thừa từ xa xưa, chỉ người có thuộc tính bóng tối mới có thể thi triển, giống như Sở Vô Xương của Thiên Tông cũng là một nhân tài có thể thi triển nó bởi vì một trong số 5 loại thuộc tính của cô ta chính là thuộc tính bóng tối. Trong trận tỷ thí Tân Tông, màn đêm vô hạn của Sở Vô Xương đã khiến cho cơ ngân phải chết đi sống lại. Không ngờ Từ Tuyệt lão đạo cũng có thuộc tính này. Lão già này cũng giấu kỹ lắm, Diêm La Mặt Quỷ tặc lưỡi. Trong bóng đêm, Triệu Bân đứng sừng sững, trầm mặc không nói. Đây không phải màn đêm vô hạn mà Từ Tuyệt lão đạo cũng không có thuộc tính bóng tối. Chẳng qua không gian trong chớp mắt trở nên tối đen như mực đã biến thành một màn đêm vô hạn nhưng kỳ thực đây là một loại bí pháp không gian cùng loại với bí pháp mà lão tổ Huyết Hy Môn đã từng dùng trước đây, hắn cũng phải dùng bí pháp không gian mới có thể phá vỡ. Ở Vân U Cốc nếu không có môn chủ La Sinh Môn truyền cho hắn đồng lực thì hai người bọn họ đã táng thân trong bóng đêm rồi. Do hắn đã quá xem thường Từ Tuyệt lão đạo. Nội tình của cường giả thiên võ quả nhiên sâu không lường được. Cũng giống như bí pháp không gian này, người bước vào chắc chắn rất khó có thể bước ra. Ngươi là võ tu cảnh giới chuẩn thiên đầu tiên đã ép lão phu phải động đến bí pháp này, từ trong bóng tối truyền ra lời nói của Từ Tuyệt lão đạo, lời nói mang theo sát ý lạnh lẽo chết chóc cùng với sự phẫn nộ ngút trời. Lão ta vừa dứt lời thì trên bầu trời đen kịt lại hiện ra một ánh trăng huyết sắc lóe ra ánh sáng yêu dị, mặc dù có thể nhìn thấy ánh trăng nhưng dường như nó vẫn nằm ở ngoài không gian này. Triệu Bân không hề biến sắc, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Mặc dù hắn đã hết đồng lực,
không thể thi triển thuấn thân tuyệt soát được nữa, nhưng không có nghĩa là hắn phá không được bí pháp này. Thiên kiếp cũng có thể phá tử cục, hắn chỉ có chút tiếc nuối vì hắn giữ thiên kiếp lâu như vậy mà nay lại phải dùng ở một tình huống chẳng ra làm sao. Nhưng lúc này muốn không dùng tới nó cũng không được. Trong bóng đêm thì tử tuyệt lão đạo là chúa tể. Nếu như không dùng thiên kiếp thì hắn chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, hắn không do dự nữa mà chuẩn bị giải phong thiên kiếp. Nhưng trước khi hắn giải phong thiên kiếp thì đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng sấm rền, nghe thấy vậy, hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn choi. Xem ra đêm nay hắn không cần phải giải phong thiên kiếp bởi vì đêm nay có dòng tốt. Tới sớm không bằng tới đúng lúc, cho dù không phải thiên kiếp nhưng thiên lôi trong dông tố cũng có uy lực vô cùng lớn. Cơn dông tố này tới cũng đúng lúc thật. Mọi người cũng đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được mà ho khan. Thế nhân có ai mà không biết Thánh Tử Thiên Tông là cao thủ dùng lôi, chỉ cần có dông tố thì hắn liền trở thành lôi thần. Chuyện này tất cả những kẻ từng bị thiên lôi của hắn đánh đều biết, ví dụ như Vương Triều Đại Nguyên cùng Vương Triều Hắc Long. Trăm vạn đại quân bị tiêu diệt chỉ trong một lần bị thiên lôi càn quét. Đáng chết! Tử tuyệt lão đạo thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Số mệnh thực sự là một thứ rất tà hồ. Dông tố sớm không tới muộn không tới lại tới vào đúng lúc này. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Trong bóng tối, Triệu Bân gầm lên một tiếng rung trời. Hắn vừa dứt lời thì đã có hàng tỷ luồng lôi điện từ trên trời giáng xuống xé toạc không gian tối đen, lấy lại được ánh sáng vốn có, bí pháp trong nháy mắt đã bị phá, ngay cả ánh trăng huyết sắc cũng đã bị phá. Phụt, Tử tuyệt lão đạo lại phun máu, bị đánh bật ra xa. Triệu Bân xông tới, kiếm Long Uyên ngưng tụ lôi điện bổ tới. Tử tuyệt lão đạo rơi vào cảnh thê thảm tột cùng, chân nguyên hộ thể hoàn toàn bị phá nát, thân thể cường giả thiên võ đẫm máu. Những người chứng kiến thấy chuyện này đều giật mình thon thót, thiên lôi trong dông tố mặc dù không uy lực bằng thiên kiếp nhưng vẫn đáng sợ vô cùng. Tất nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào người khiển lôi. Nếu như người khiển lôi là Thánh Tử Thiên Tông thì uy lực chắc chắn có thể hủy thiên diệt địa. Trăm vạn đại quân của Vương Triều Đại Nguyên cùng Vương Triều Hắc Long chính là tấm gương lớn nhất. Việc này ta không quản nữa. Tử tuyệt lão đạo gầm giống, bước chân loạn choạng thất tha thất thểu. Lời này có ý nghĩa rất quan trọng. Ít nhất trong mắt của những người đang chứng kiến thì một cường giả thiên võ đang bị ép chết, thậm chí còn không dám tái chiến với Cơ Ngân. Không ngờ một lão đại ở Đông Hải lại có lúc phải ăn nói yếu hèn như vậy. Đáp lại Tử tuyệt lão đạo vẫn là lôi điện đầy trời. Đã chiến đấu đến mức này rồi, có lý nào lại ngưng được? Ngươi thật sự muốn chiến đấu đến một mất một còn sao? Tử tuyệt lão đạo giận dữ rú lên, vội vàng né tránh thiên lôi. Lời này đã chọc cười Diêm La mặt quỷ, không giết chết lão bây giờ thì còn để lão mừng năm mới hay sao? Không chết không ngừng. Triệu Bân lãnh đạm nói, một tiếng vang rền như sấm, uy nghiêm lạnh lùng. Cái chết của Lăng Phi và những người khác đã khiến cho hắn hiểu được một đạo lý, đã là kẻ thù thì không thể nương tay, hoặc là không chiến hoặc là phải giết sạch, tránh để lại hậu họa. Nếu như hôm nay buông tha cho kẻ thù thì sau này kẻ thù chắc chắn sẽ quay lại chém hắn một đao. Tiếng sấm rền vang, thiên lôi đầy trời lại đánh xuống. Tử tuyệt lão đạo đang bỏ chạy liền bị thiên lôi nhấn chìm, thiên lôi rất chói mắt khiến cho thế nhân không thể thấy rõ tình hình bên trong. Chỉ biết biển lôi đã chậm rãi bị nhuộm đỏ màu máu, lại có thêm xương máu từ bên trong văng ra. Chỉ cần nhìn cũng biết tình hình của Tử tuyệt lão đạo thảm thương thế nào. Đường đường là cường giả thiên võ nhưng lão ta cũng không thể đối kháng nổi, phải liều mạng bỏ trốn. Lão ta kéo lê thân thể đẫm máu của mình chạy trốn. Để ta tiễn lão một đoạn xuống hoàng tuyền. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, rút kiếm đuổi theo. Hắn điều khiển thiên lôi đánh đến đúng vị trí mà mình muốn, Tử tuyệt lão đạo muốn tránh cũng không tránh nổi, lại bị đánh đẫm máu lần nữa. Trận thiên lôi này không hề tầm thường, còn mang theo uy thế thiên kiếp, người đã từng vượt qua thiên kiếp thì bên trong thân thể đều có uy thế của thiên kiếp lưu lại. Trùng hợp thay Cơ Ngân cũng là người đã từng vượt qua thiên kiếp. Thiên lôi bình thường không đáng sợ, nhưng thiên lôi tiềm tàng lôi uy thiên kiếp thì lại là chuyện khác. Cứu ta! Tử tuyệt lão đạo gầm giống kêu cứu suốt đường đi. Tất cả đồng minh đều ho khan, đừng nói đến chuyện cứu lão ta, bọn chúng còn chẳng dám đứng trong phạm vi công phạt của thiên lôi vì rất sợ thiên lôi của Cơ Ngân sẽ đánh sai mục tiêu. Chẳng ai có lá gan lớn tới mức có thể nhảy lên cứu Tử tuyệt lão đạo.
một cường giả thiên võ đã bị đánh thành bộ dạng này, kẻ khác còn muốn nhảy lên để chịu chết hay sao? Kiếp nạn này ngoại trừ một cường giả thiên võ khác thì làm gì còn ai dám nhúng tay vào? Trước khi nhúng tay vào cũng phải cân nhắc đến hậu quả. Nếu không thù không oán với Cơ Ngân thì chẳng ai muốn nhận lãnh sự trả thù của hắn. Vương triều Đại Nhật trước mặt chính là một vị dụ đầm máu. Nhắc đến Vương triều Đại Nhật, đại chiến trên biến hiện đảo nhỏ đi nhiên đã kết thúc, toàn quân Nhật quốc đã bị diệt, cùng xem như là đã hoàn toàn bị diệt quốc, trong khi đó 10 vạn quân Viễn Chinh đại hạ đang càn quét chiến lợi phẩm trên phế tích. Lại thêm một vương triều khác trở thành cát bụi lịch sử. Quân chúng hóng hớt gần đó cũng rất đông. Nhìn thấy cảnh Vương triều Đại Nhật bị diệt quốc, những tiếng tặc lưỡi thổn thức vang lên không ít. Quân đại hạ cực kỳ quyết đoán, không đánh thì thôi, đã đánh là phải diệt quốc đối phương, hơn nữa còn dám tiến sâu vào Đông Hải để làm điều đó. Cho nên mới nói, làm người nên ít tạo nghiệp một chút. Báo ứng cũng là một loại kiến thức bác đại tinh thâm. Cứu ta! Khi đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét. Các khán giả nghe thấy mà đồng loạt liếc sang. Đập vào mắt họ là một bóng người đầm đìa máu, tóc tai rũ rượi, đang lảo đảo chạy trốn. Đó là, lão đạo tử Tuyệt Sao. Người nào tinh mắt sẽ nhận ra ngay. Chính vì nhận ra nên mọi người mới cảm thấy chấn động. Lão đạo tử Tuyệt là cao thủ thiên võ hoàn chỉnh đấy, vậy mà bị đánh cho thảm hại như vậy, còn nữa, lão ta đang bị truy sát sao? Người truy sát lão ta là nhân tài nào vậy? Nhìn ra đằng sau, chỉ thấy một biển sấm sét. Bên dưới biển sấm chớp đó là thánh tử của Thiên Tông đang xách kiếm đuổi theo. Ôi! Tiếng hít vào thật sâu vang lên không ngớt. Rõ ràng, thánh tử Thiên Tông đang truy sát lão đạo tử Tuyệt. Tên tiểu tử này thật hung hãn, giết một nhị thiên sư nửa tàn nửa phế, lại định đánh một cao thủ thiên võ hoàn chỉnh thành tàn phế ư. Thực tế chứng minh, hắn đã đánh lão ta tàn phế rồi. Nếu không bị ép đến đường cùng, với thân phận của lão đạo tử Tuyệt, làm sao có thể lên tiếng cầu xin được. Hắn lại định giết một cao thủ thiên võ nữa. Nếu không có ai ra tay, hôm nay lão đạo tử Tuyệt chết chắc rồi. Ai dám ra tay chứ? Chẳng trách ai được, tự lão đạo tử Tuyệt cố chấp đòi nhúng mũi vào mà. Tiếng bàn tán vang lên không ngớt, cảm thán, chậc lưỡi, chấn động. Đủ mọi thần thái đều có, một trận chiến mà sinh ra bao nhiêu vở kịch hay, đến cả cảnh giới thiên võ cũng khó thoát khỏi số chết. Đánh hay lắm. Quân Viễn Chinh đại hạ cũng ra ngoài, họ cực kỳ phấn khích. Chiến tích của Cơ Ngân hôm nay đúng là chưa từng có trong lịch sử, làm mát mặt đại hạ vô cùng. Đùng. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông, sấm chớp tung bay, tụ lại thành một tia sét màu vàng kim. Tia sét giáng xuống. Máu me bắn ra. Lão đạo tử Tuyệt đang trốn đi lập tức bị sét đánh không còn hình người. Lời kêu cứu của lão ta không được đáp lại, cũng không ai dám đáp lại. Thánh tử Thiên Tông chém giết tới đỏ ngầu hai mắt, ai dám nhào tới chắc chắn sẽ bị giết đầy vô tình. Cao thủ thiên võ hoàn hảo còn bị đánh cho thê thảm, ai xông tới người đó bị tiêu diệt nhé. Tiền bối, lên đường may mắn ha. Triệu Bân điềm tĩnh nói, dùng sấm sét ngập trời ngưng tụ thành một thanh chiến mâu. Ánh chớp chói mắt sượt qua bầu trời u ám, thanh mâu này găm chặt lão đạo tử Tuyệt vào bầu trời. Á! Tiếng gào của lão đạo tử Tuyệt trước lúc chết là tiếng gào thét từ tận linh hồn. Lão ta phẫn nộ, lão ta không cam tâm, lão ta cũng hối hận lắm, hối hận vì không nên quá tham lam, hối hận vì không biết tự lượng sức, nhúng tay vào chuyện mình không nên nhúng tay, chọc giận người không nên chọc giận, đến mức gặp kết cục bị tiêu diệt. Vị cao thủ thiên võ thứ hai rồi. Nhìn cảnh ấy, người trong thiên hạ sững sờ. Hôm nay, Thánh tử Thiên Tông thể hiện thần uy. Giết liền lúc hai cao thủ thiên võ. Đây cũng sẽ là một thần thoại, thế nào rồi cũng ghi vào sử sách, truyền cho hậu thế. Đùng. Tiếng sấm chớp chưa tan đi, sấm chớp ngập trời lại từ trên giáng xuống. Sau đó, bốn hòn đảo lớn của nước Tiểu Nhật bị sấm chớp nhấn chìm. Khi người trong thiên hạ nhìn sang, bốn hòn đảo này bị sét đánh đến khi diệt vong, bất kể là đình đài lầu gác, sơn xuyên thảo mộc, núi thây biển máu. Vương triều huy hoàng chìm hết vào biển lớn mênh mông trong khoảnh khắc này. Lúc này đây, Vương triều Đại Nhật chính thức trở thành hạt bụi trong dòng chảy lịch sử. Bốn hòn đảo lớn chìm rồi. Sấm sét ngập trời cũng lập tức rút đi. Tất cả mọi người im lặng, ai nấy hoảng hồn. Một nhánh thừa kế của Vương triều cứ thế đã bị hủy diệt rồi ư.
Đúng vậy, bị hủy diệt rồi mà họ chính là nhân chứng của trận chiến này. Đại hạ đúng là quyết đoán thật. Đại hạ không nổi nóng thì thôi, một khi nổi nóng là diệt quốc luôn. Thế nên, chọc giận ai chứ đừng chọc giận long triều của đại hạ. Quốc gia này có một kẻ tàn bạo hơn người, uy danh của Hồng Uyên còn chưa tan đi, uy danh của Thánh tử Thiên Tông đã xuất hiện rồi, danh chấn tứ hải bát hoang. Chí ít thì họ sợ rồi. Nhiều năm về sau, tên tuổi của Cơ Ngân sẽ trở thành một cơn ác mộng, hắn cũng sẽ như ma quân ở ma vực, cho dù được chôn vùi 8.000 năm vẫn là nỗi khiếp sợ của hậu thế, bám dứt không thôi. Giết! Sự tĩnh lặng đến chết chóc đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng hét này. Thế nhân giật mình bởi tiếng hét, vô thức đảo mắt nhìn xung quanh. Đập vào mắt họ là từng chiếc thuyền chiến đổ sộ như núi từ khắp nơi lao tới, dồn sóng biển mênh mông cuộn lên như sóng thần, trên mỗi chiếc thuyền chi chít bóng người, trên thuyền cũng dựng thêm một cột cờ chiến bay phần phật theo gió. Mỗi lá cờ chiến đại diện cho thế lực từ một phương. Ngoài ra, tòa kỵ phi hành trong không trung cũng liên tục kéo đến. Từ xa nhìn lại, chúng giống như những đám mây màu đen, che phủ ánh sáng của sao và trăng. Là quân chi viện, là chi viện của nước Tiểu Nhật. Xét về đội hình, quả thực nó không hề nhỏ, nếu liên kết lại thì cũng có ưu thế của quân đội. Đếm kỹ, chắc phải có tới vài mấy chục vạn người, võ tu địa tạng cả đống, cao thủ chuẩn thiên cũng không phải con số nhỏ, khí thế hợp lại, tạo thành một loại thế khiến nhiều người có mặt ở đó đứng cũng không vững. Ực, chớ nói tới tiểu bối, đến cả các lão bối cũng âm thầm nuốt nước bọt. Không thể phủ nhận, quân liên minh của nước Tiểu Nhật nhiều dễ sợ. Nhiều người liếc mắt nhìn sang, quân liên minh nhiều đấy, đội hình lớn đấy, nhưng có tác dụng gì? Vương triều Đại Nhật diệt vong rồi, hoa cũng tàn úa rồi, đến cả cao thủ thiên võ còn chết mất hai người. Bây giờ các người mới đến, có chắc mình tới chi viện không? Hay là chạy tới hóng chuyện vui? Nhưng nghĩ cũng thấy đúng. Khoảng cách của các thế lực lớn quá xa, chạy tới cũng cần thời gian. Chỉ trách quân đội đại hạ quá mạnh quá hung hãn, nhân thời gian này đã xử lý xong vương triều Đại Nhật, tiện thể, Thánh tử Thiên Tông còn làm thịt luôn hai cao thủ thiên võ, tất cả mọi người ở đó đều là nhân chứng. Trong lúc này, các thế lực lớn đã lao tới. Đông người nên đội hình cũng nhiều, họ thực sự vây kín bốn phía xung quanh, đến cả các khán giả cũng bị đẩy ra bên ngoài, chỉ còn lại quân Viễn Chinh bị vây lại trong hải vực đỏ lòm màu máu. Không ổn rồi, cường giả của đại hạ nhíu mày. Sắc mặt rất khó coi. Sức chiến đấu của quân Viễn Chinh tuy mạnh nhưng đã tiêu hao khá nhiều khi đánh cùng nước Tiểu Nhật, nếu đánh thêm trận nữa, y là không dùng được trạng thái đỉnh cao, huống hề đội hình của đối phương rất hoành tráng. Nếu thực sự phải đối đầu, thương vong sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng ít nhất có đến 90% trong số họ phải chăn trối tại vùng biển này. Dù gì bọn họ cũng là bị bao vây, không có tường thành nguy nga để trú đóng, không có trận pháp và kết giới bảo vệ. Cố tình, mưa hết sét tan. Cơ Ngân không thể mượn nhờ lôi uy được nữa. Mà nhắc đến Triệu Bân thì hắn là người bình tĩnh nhất, cả người đứng sừng sững với thanh kiếm trong tay, vẻ mặt không hề bận tâm điều chi, không chút cảm xúc. Nếu thật sự phải đánh nhau, hắn cũng không ngại dùng đến thiên kiếp chuẩn thiên. Vậy là, bị diệt rồi sao? Khi các thế lực lớn đến nơi cũng ngơ ngác nhìn cảnh này. Mắt dương ra biển rộng, nơi đó trống rỗng. Làm gì còn vương triều Đại Nhật gì nữa? Bọn họ tưởng đâu mình đã tới rất nhanh nhưng không ngờ vẫn trễ một bước. Một vương triều hùng mạnh như thế mà cũng bị diệt quốc, sức chiến đấu của đội quân thuộc Long triều Đại Hạ này phải mạnh đến chừng nào, diệt thế này cũng quá triệt để. Khi nãy ai độ thiên kiếp thiên võ, thống soái của một bên hỏi. Nhị thiên sư của vương triều Đại Hạ, một lão già tiến về trước, nhỏ tiếng đáp. Sau đó, ông ta lại nói thêm một câu nữa. Nhưng Cơ Ngân đã bất chấp thiên kiếp để giết chết ông ta. Chuyện này, các thế lực lớn có mặt ở đó đều kinh ngạc. Thật khó tưởng tượng được lúc chết, nhị thiên sư đã phải chán nản tuyệt vọng đến mức nào, vừa thăng cấp lên thiên võ là bị người ta giết chết luôn trong ngày, chắc chỉ có mình lão ta là thiên võ số nhỏ nhất trong lịch sử. Hứng chịu thiên kiếp để giết người, mạnh đến vậy sao? Các thế lực lớn đều nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt kiêng dè. Thế đã là gì đâu? Những người biết ý còn kể luôn chuyện của lão đạo tử tuyệt. Thế là các thế lực lớn lại phải thảng thốt thêm lần nữa. Giết chết một thiên võ chưa hoàn chỉnh thì bọn họ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng lão đạo tử tuyệt nào phải hạng tôm tép, lão ta đã độ qua thiên kiếp, là một cao thủ thiên võ thật sự.
Không ngờ người như thế vẫn chết trong tay của Cơ Ngân, Thánh Tử Thiên Tông bây giờ đã đáng sợ đến vậy rồi sao? Để hắn sống thì sẽ thành mối họa lớn. Cơ Ngân nhất định phải chết. Ánh mắt thống soái của các thế lực đều sáng lên. Bọn họ sợ rồi, họ hãi thiên phú và tiềm lực của Triệu Bân. Hắn chỉ là mới cảnh giới chuẩn thiên mà có thể giết chết cảnh giới thiên võ, nếu để hắn lên được cấp bậc thiên võ thì sao chịu nổi, nếu không dụ dỗ lôi kéo được người như thế thì phải tru sát hắn. Thống soái các bên nghĩ đến như vậy, tất cả đều rút kiếm. Hôm nay là ngày tốt, đại hạ đã dâng cho họ miếng thịt mỡ, cả 10 vạn quân và cả bảo vật của vương triều Đại Nhật đã bị đại hạ quét sạch toàn bộ đều là miếng mồi ngon, nhưng bất kể là 10 vạn đại quân hay tiền bạc của vương triều Đại Nhật, chẳng gì bằng một mình Cơ Ngân, chỉ thành thủ kỳ lân thôi đã là vô giá rồi. May mắn là lần này bọn họ đã đưa theo lực lượng đủ mạnh. 10 vạn đại quân của đại hạ thì đã sao? Cơ Ngân giết chết cảnh giới thiên võ có hề gì? Bốn bên cùng xông lên, hợp sức vây đánh, trong lúc đó kêu gọi thêm đồng minh thì đừng ai trong những người này mơ thoát khỏi được Đông Hải. Lại có kịch hay nữa rồi. Khán giả đứng thẳng người lên, mắt ai cũng sáng choang. Vương triều đại hạ đã bị tiêu diệt, hai tên cảnh giới thiên võ đã bị giết chết nhưng có vẻ như chuyện này vẫn chưa kết thúc. Dường như đội quân chi viện đến trễ này đang định nhặt hoa rơi, chai cỏ đánh nhau thì bọn họ sẽ là ngư ông đắc lợi. Xông lên gờ. Thống soái các thế lực vung kiếm, chỉ về vùng biển đó. Nhưng bọn họ vẫn chưa thốt ra chữ giết thì đã có tiếng sấm nổ vang lên. Không sai, là tiếng sấm đánh. Mọi người nghe thấy âm thanh đó thì tim đều run lên. Họ đã chứng kiến sự bá đạo của thiên kiếp nên mỗi khi nghe thấy tiếng sấm là ai cũng sợ tới tè ra quần. Trên thực tế, đó không phải là thiên kiếp. Dường như hôm nay ông trời hiển linh, sấm vừa tan vừa ngưng được một lúc thì lại tiếp tục. Đừng nói mọi người, đến cả Triệu Bân cũng vô thức nhìn lên bầu trời, hắn chuẩn bị dùng mời ra thiên kiếp, nhưng tiếng sấm vừa rồi đến mà hắn chưa kịp chuẩn bị trước, trùng hợp là quá đúng thời cơ, không sớm không muộn. Dù là sấm đổ mưa nhưng cũng đủ khiến mọi người phấn khích. Sấm sét trong mưa cũng là sấm, đánh chúng cũng sẽ rất đau. Bởi vậy mới nói, cuộc chiến này sẽ trở nên thú vị. Đại hạ rơi vào thế yếu nhưng nếu có được một trận sấm sét, người nào đó chắc quậy tới lên trời luôn. Nếu lôi điện kéo dài đủ lâu thì mấy cái 10 vạn đại quân cũng không đủ cho hắn diệt. Mặt mày của các thế lực đều tối sầm. Mẹ kiếp còn có chuyện này nữa hả? Khá lắm. Vẻ u sầu trên khuôn mặt của các cao thủ đại hạ lập tức tan biến, ai cũng cười tươi rạng rỡ. Đã nói rồi mà, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tối thiểu họ cũng phải chiếm được một cái, mà nếu ai kia tận dụng được trận sấm sét này, sức tàn phá còn hơn cả trăm vạn quân hùng mạnh. Này này, nãy ngươi nói gì ấy nhỉ? Lão đạo Hắc Huyền nhìn chằm chằm thống soái của một phe. Tên thống soái bên đó vẫn còn đang vung kiếm, giữ tư thế chỉ huy quân đội xông lên. Miệng vẫn còn chưa khép lại, còn chữ giết thì lại bị nuốt ngược vào lại bởi trận sấm sét đến quá bất ngờ. Xông lên, xem kìa. Thống soái các phe đồng thanh hô lên mấy chữ xem kìa, bọn họ hét rất to. Xem gì, hóng chuyện, xem drama chứ gì, dù sao thì cũng dễ nghe hơn chữ giết đó. Xùy, Diêm La mặt quỷ bật cười, chữ giết sắp thốt ra khỏi miệng lại bị đổi thành chữ xem, má nó, không sợ thụt lưỡi à? Không sợ. Câu trả lời này sẽ được các bên đồng thanh đáp. Thụt lưỡi vẫn tốt hơn là bị sét đánh. Không chỉ có Diêm La mặt quỷ bật cười, mà còn cả biển người đang đứng xem, má ơi, thống soái của các bên cũng luôn giữ thần. Bọn ta đến xem náo nhiệt thật đấy. Các thống soái đều cười trừ, vừa rồi mặt đang hầm hừ, giờ thì đã cười tươi như hoa, người nào cũng thân thiện, đến cả thanh kiếm đang cầm trong tay cũng được bị đút lại vào trong vỏ. Rõ ràng hôm nay không thích hợp để ra oai vì ra oai thì sẽ bị sét đánh. Đông Hải nhiều nhân tài thật. Các cao thủ đại hạ nói với vẻ đầy cảm xúc, mấy người này lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng, nhanh không kịp đỡ. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, hên là trở mặt kịp, chứ nếu không thì sẽ bị sét đánh cho khôn ra rồi. Triệu Bân không nói gì, chỉ sải bước rời đi. Hắn không dẫn sét, cũng không dùng sét tấn công. Chẳng phải vì hắn đã tin lời lươn lẹo của thống soái mà vì trạng thái của hắn đang không ổn. Không chừng bởi trước đó cứng rắn chống đỡ thiên kiếp, cố giết thiên võ nên trạng thái tóc vàng của hắn không thể duy trì lâu hơn. Một khi trạng thái này biến mất thì toàn thân sẽ rơi vào trạng thái suy nhược cực độ ngay.
chuyện này đã từng xảy ra trước đó. Lần đó, nếu không nhờ Diệu Ngữ lao ra, hắn đã bị tàn niệm mặt quỷ tiêu diệt từ lâu rồi. Thế nên mới nói, hắn phải nhanh chóng rời đi. Một khi trạng thái tóc vàng tan hết, cho dù có mượn uy lực của sấm sét cũng không thể tạo ra bao nhiêu uy thế. Nơi này không chỉ có một mình hắn, hắn phải chịu trách nhiệm với quân Viễn Chinh đại hạ. Đi theo. Sau lưng, Long Phi và các cường giả đại hạ đồng loạt bám sát. Mà các thế lực cũng rất tự giác và ăn ý chừa ra một con đường cho họ, ai không muốn bị sét đánh thì phải để Cơ Ngân đi. Cơ Ngân có sấm sét trợ uy, họ không ngăn lại được, cứ để hắn đi sớm cho yên tâm, tránh đến lúc đó Cơ Ngân lại dở quẻ. Triệu Bân không dở quẻ, nhưng biến cố thì lúc nào cũng có. Biến cố gì thế? Sấm chớp đi đùng bỗng dưng tan mất. Ôi chao! Thống soái các bên trông thấy lại sách kiếm lao ra. Con đường mà các thế lực mới nhường ra lại tự giác đóng vào động tác này như thay lời muốn nói, hết sấm chớp rồi, người còn gì ghê gớm nữa đâu. Trái tim nhỏ bé của ta, Diêm La mặt quỷ vệ thức âm ngực, hôm nay ông trời rảnh rỗi tới mức nào chứ toàn lấy sấm chớp ra đùa cợt, thỉnh thoảng lại cá chuyển biến lớn, người bình thường không chịu nổi đâu. Diêm La mặt quỷ còn như thế huống hồ là đám khán giả, một trận sấm chớp rất có khả năng gây ra núi thây biển máu, chốc lại có lát lại đi, rất là kinh hãi đấy, hiểu không? Đúng là nhảm nhí mà. Cường giả đại hạ chửi thầm một tiếng, chửi ông trời đấy, dù thế nào cũng phải để người ta ra ngoài đã chứ. Keng! Lại là tiếng kiếm ngân, thống soái các bên vừa mới tra kiếm vào vỏ lại keng một tiếng rút ra, nụ cười cũng lập tức biến mất, đổi thành vẻ mặt hung thần ác sát. Không còn sấm chớp, có cái đuổi bầu gì phải sợ. Đùng! Lại là tiếng sấm dậy vang vọng tầng mây. Tiếng sấm này làm tất cả mọi người giật mình thon thót. Đây không phải sấm chớp từ mưa nữa, đây là thiên kiếp đấy. Đùng, đùng huỳnh huỳnh. Mây đen vần vũ trên bầu trời, sấm rền chớp giật, một thứ áp lực đè nén khiến mọi người run rẩy bao trùm cả đất trời. Các lão bối trông thấy mà mặt mũi tái nhợt. Các tiểu bối trông thấy thì run như cầy sấy. Đây là... Thống soái của các bên trông thấy cũng suýt tè ra quần. Đây không phải mưa rông nữa, mẹ kiếp, đây là thiên kiếp. Kiếp của ai đấy? Tiếng chửi mắng vang lên. Hải vực này hôm nay đã chôn vùi 70-80 vạn người rồi. Lại còn mở thiên kiếp ở đây nữa, muốn náo nhiệt chung vui hay gì? Không muốn chết thì tránh ra. Triệu Bân điềm nhiên nói, bước chân chưa từng dừng lại. Đúng vậy, đây là kiếp của hắn, hắn chỉ mở ra một tí xíu rồi vội vàng đóng lại, mở thiên kiếp rồi phong ấn thiên kiếp trong một thời gian nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu thời gian quá lâu mà muốn cưỡng chế phong ấn sẽ bị phản phệ. Hắn rất biết chừng mực, chỉ vài ba giây rồi lập tức phong ấn ngay. Hăm dọa một tí là được, hắn không muốn lãng phí thiên kiếp của mình ở đây. Nhưng nếu đối phương thích tìm kích thích thì hắn cũng không ngại vui vẻ chung với mọi người. Tóm lại, hắn phải dẫn quân Viễn Chinh rút lui toàn thây. Ôi chao, là thiên kiếp của Cơ Ngân. Thế mà hắn vẫn chưa đệ kiếp. Cảnh giới chuẩn thiên chưa độ kiếp đã giết chết hai các thủ thiên vệ. Hắn làm sao phong ấn được thiên kiếp vậy? Chuyện này đâu quan trọng là hắn còn quân át chủ bài thiên kiếp. Câu nói của Triệu Bân gợi lên vô vàn sóng gió. Hiện trường lại rì rầm thảo luận, kinh ngạc, chặt lưỡi, cảm thán, chấn động. Vô cùng hỗn loạn, một vài người còn vô thức lùi về sau, chỉ sợ Cơ Ngân không phong ấn nổi thiên kiếp thì tất cả sẽ cùng nhau bị sét đánh. Tiểu tử này được lắm. Đúng là chỉ có mình ngươi mới vậy. Thần thái của các cường giả đại hạ lại thay đổi lần nữa, mới giây trước còn u ám, thần sắc nghiêm trọng, bây giờ mặt mày tươi tỉnh, cực kỳ phấn khởi. Có át chủ bài mà sao không nói sớm, hại bọn ta khiếp sợ nãy giờ. Mà thần thái đặc sắc nhất vẫn là các thế lực kia, khóe miệng họ cứ liên tục co giật. Mẹ kiếp, mới chỉ một chốc mà từ nỏ bắn chim đã thành đại bác rồi. Mưa rông tan đi lại có sấm chớp của thiên kiếp đến. Đã vậy, còn là thiên kiếp của Cơ Ngân. Thủ đoạn của tên này không hề thấp, thậm chí còn phong ấn được thiên kiếp. Tên này giấu kỹ ghê, vẫn còn đại chiêu này chưa dùng tới. Hờ hờ hờ. Bốn phương tám hướng lại vang lên tiếng cười nhạt. Sợ rồi, thống soái các bên lại sợ rồi, thanh kiếm rút ra đành vứt xuống đất. Bọn ta, thực sự chỉ tới hóng chuyện thôi. Lời này nhận về không ít cái lườm nguyết trái mặt. Đây không phải viện quân, đây là gánh xiếc trung ương thì có.
Điển hình của bắt nạt kẻ yếu, khiếp sợ kẻ mạnh. Có sấm chớp thì cười hờ hờ. Không có sấm chớp thì hung thần ác sát. Thực tế chứng minh, không có tí bản lĩnh thì không trấn nhiếp được họ. Thực tế cũng chứng minh, Thánh Tử Thiên Tông hôm nay là một bậc thầy đẳng cấp, hắn nghiêm túc dạy một bài học đáng đời cho các bạn nhỏ ở Đông Hải. Đùng, ầm, uinh uinh. Lại lần nữa, Triệu Bân mở một tí thiên kiếp. Đừng tưởng chỉ có một tí, nhưng động tĩnh không hề thua kém thiên kiếp cấp thiên võ. Sau khi mở thiên kiếp, hắn lại nhanh chóng phong ấn, nhưng động tác này là một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng. Cảnh cáo xung quanh nhanh chóng tránh ra. Nếu không, đừng trách lão tử thiếu đạo đức. Tránh ra các thống soái vội vàng hạ lệnh, cùng khỏi cần họ phi lời, cường giả nhà mình đã hiểu ý nhường ra một con đường, Thánh Tử Thiên Tông là kẻ điên, nếu chọc hắn khủng lên, vậy thì mọi chuyện không chỉ đơn giản là chết một hai người đâu. Lần này, không còn điều gì ngoài ý muốn nữa. Triệu Bân xách kiếm Long Uyên đang rỉ máu, vừa đi vừa đi đùng. Các cường giả đại hạ theo sát sau lưng hắn. Đó là một cảnh tượng hết sức châm biếm. Đại quân 30, 50 vạn người rẽ đường cho Cơ Ngân và quân Viễn Chinh đi, không ai dám nhúc nhích. Không những thế, họ còn trốn rất xa, chỉ sợ Cơ Ngân lấy thiên kiếp ra hù dọa, còn sợ hù dọa xong, hắn mời họ ăn một trận xét đánh. Dưới ánh nhìn của đám đông, quân Viễn Chinh đại hạ ra khỏi vòng vây an toàn. Cũng trong ánh nhìn của đám đông, quân Viễn Chinh đại hạ càng đi càng xa, không ai dám đuổi theo, cũng không ai lao tới nữa. Phù! Tới khi không còn trông thấy bóng họ, khán giả mới thở phào một hơi. Thống soái của các nhà phải lau mồ hôi. May mà họ cơ trí nên không cố tình đối đầu. Nếu vì nhất thời nóng đầu mà lao lên thì thê thảm lắm. Qua hồi lâu, người trong thiên hạ vẫn cảm thấy chưa tận hứng. Đi rồi, 10 vạn quân đại hạ đi rồi, họ tiêu diệt vương triều Đại Nhật và giết hai cao thủ thiên võ trên địa bàn Đông Hải mà vẫn có thể rút lui toàn thây, đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Một lúc sau, khán giả mới chịu tản đi, tâm trí vẫn không bình tĩnh lắm. Quả nhiên hôm nay tới đây không uổng phí, chứng kiến một trận chiến diệt quốc, chứng kiến một trận thiên kiếp cấp thiên võ, chứng kiến hai cao thủ thiên võ bị giết, còn chứng kiến các gia tộc Đông Hải ủ rũ quay về. Những màn kịch đặc sắc như vậy, cả ngàn năm cũng không có một lần. Thánh Tử Thiên Tông với tư cách là nhân vật chính đã dùng thủ đoạn rất cứng rắn để tỏ rõ một chân lý với Đông Hải, động tới đại hạ thì không thể yên thân được. Trải qua chuyện này, e rằng không ai dám động vào đại hạ nữa. Đến cả vương triều Đại Nhật cũng bị tiêu diệt rồi, ai còn rảnh rỗi tìm vui nữa. Đi! Các thế lực lớn cũng lục tục lui ra, sao lại lúng túng thế nhỉ? Từ xa chạy tới, không cứu được đồng minh, đến cả một tí xíu lợi ích cũng không lấy được, còn bị Cơ Ngân dọa cho một trận. Tóm lại, chuyến này uổng phí rồi. Một trận chiến loạn, hạ màn như thế đấy. Dưới ánh sao mờ tối, quân Viễn Chinh đại hạ lao như bay, tuy ai cũng bị thương, nhưng họ vẫn mỉm cười rất vui trận chiến này, có thể coi là một trận toàn thang. Họ cùng thu được rất nhiều trong trận này, không chỉ tiêu diệt nước Tiểu Nhật, hạ gục hai cao thủ thiên vê, mà còn càn quét rất nhiều tài nguyên. Quan trọng nhất, họ đã cho Đông Hải một bài học nhớ tới rảnh rỗi cùng đựng chọc giận triều long của đại hạ. Phụt! Đi tới một hải vực, trạng thái tóc vàng của Triệu Bân rút đi. Hắn bỗng chốc mất hết sức lực, phun ra một búng máu rồi ngất xỉu ngay tại chỗ, từ trên không cắm đầu xuống. Cơ Ngân! Long Phi vội vàng giơ tay đỡ lấy Triệu Bân. Các lão bối tiến tới, vừa nhìn đã nắm rõ vấn đề. Họ biết trạng thái tóc vàng kia tạo ra phản vệ rất kinh khủng, Cơ Ngân yếu ớt ở thời điểm hiện tại chính là minh chứng rõ nhất. Chẳng trách lúc trước Cơ Ngân không dùng thiên kiếp để tàn sát bốn phương. Hóa ra nguyên do nằm ở đây. Hắn biết trạng thái này không ổn mới muốn mau chóng rời đi. Nếu thế lực các bên cố tình muốn đánh thì quân Viễn Chinh đại hạ, bao gồm cả Cơ Ngân sẽ không thể ra khỏi Đông Hải. Thế nên mới nói, tên tiểu tử này dọa người ta giỏi thật. Không có kỹ năng diễn xuất cao siêu thì không hù được ai. Đi! Lão đạo Hắc Huyền lập tức hạ lệnh, quân Viễn Chinh đột ngột tăng tốc. Cơ Ngân ngất rồi, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục khả năng chiến đấu. Cũng có nghĩa là, trong thời gian ngắn không có thiên kiếp trấn nhiếp, phải nhanh chóng rời đi, không thể bị vây lại ở nơi này. Sao cơ, đại hạ đưa quân tới Đông Hải? Sao cơ, vương triều Đại Nhật diệt vong rồi? Sao cơ, trong một ngày mà Cơ Ngân giết hai cao thủ thiên võ?
Đêm hôm đó chẳng hề bình lặng. Sự việc ở Đông Hải chỉ mất một đêm đã đồn đại khắp nơi. Ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Nhất là hoàng đế từ các vương triều lớn, nghe thấy tin này, tay cầm ly rượu cũng không vững, lập tức ra lệnh rút toàn bộ quân đội đang giao tranh ở biên ải Đại Hạ về biên quan nhà mình. Đêm hôm đó, hoàng đế các nước mất ngủ tới sáng, thở dài cả một đêm. Nhiều năm về sau, họ không thể nào đánh bại Long Triều của Đại Hạ được nữa. Một cơ ngân có thể giết cao thủ thiên võ là đủ khiến họ khiếp sợ rồi, hắn còn là cao thủ chuẩn thiên chưa độ thiên kiếp, điều này mang tính uy hiếp rất lớn. Cho dù không có thiên kiếp thì sấm sét từ mưa dông cũng mang tính hủy diệt khi rơi vào tay cơ ngân. Có một biến cố như thế, còn đánh cái nỗi gì? Gửi thư đình chiến. Trong đêm, hoàng đế của các nước đều hạ lệnh như vậy. Không đánh nữa, không đánh nhau với Đại Hạ nữa, giữ vững mấy tấc đất của nhà mình là được. Đại Hạ uy vũ. Bên trong lãnh thổ Đại Hạ, những tiếng hô như thế này vang vọng đêm tối. Cả nước vui mừng, quân viễn chinh Đại Hạ làm họ nở mày nở mặt quá, vang danh khắp thiên hạ. Chuẩn bị rượu mừng. Long Chiến đích thân hạ lệnh, mỉm cười tươi như hoa nở. Đại Hạ cần phải chuẩn bị rượu thịt, nghênh đón quân viễn chinh trở về, ông ta muốn khao quân. Bầu không khí náo nhiệt bao trùm Đại Hạ, nhiều người tập trung tới gần Đông Hải, đợi quân viễn chinh trở về. Thế nhưng, đợi nửa tháng trời cũng không thấy họ đâu. Điều này khiến con dân Đại Hạ mờ mịt, tính theo thời gian và lộ trình, cũng nên về rồi chứ. Chẳng lẽ là, lạc đường rồi? Khỏi nói chứ, họ lạc thật. Đây là một hải vực không trông thấy điểm tận cùng, dưới ánh trăng, mặt nước lấp lánh, khói sương mờ ảo, sâu trong hải vực có một hòn đảo rộng lớn, dù cây cối rậm rạp nhưng không có ai sinh sống. Đêm nay, hòn đảo này đón nhận một đám đông. Đúng vậy, là quân viễn chinh Đại Hạ. Cảnh giới. Hắc Huyền hô lên một tiếng rất uy nghiêm. Trong hàng ngũ quân viễn chinh có nhiều võ tu cảm ứng, họ lập tức tản ra, hoặc là đứng trên đỉnh núi, hoặc ẩn mình trong rừng sâu, hoặc dùng tòa kỵ phi hành trao liệng trên bầu trời, thám thính khắp nơi. Hạ lạc đường rồi đi mãi mà không biết đã đi đâu, chỉ biết họ vẫn còn ở Đông Hải, nhưng lạc mất phương hướng tới tận vùng biển này mới dùng. Đây là đâu chứ mấy lão già cầm bản đề xem tới xem lui cùng không nhận ra được. Hắc Huyền và Bạch Huyền cực kỳ tức giận. Họ đã từng gặp phải chuyện kỳ dị này một lần, trước đó tới biên quan Đông Nam đón Triệu Bân bỗng dưng đi lạc vào một hoang mạc, bị nhốt ở đó mấy tháng trời. Lần này rất giống với ngày trước, tuy không phải hoang mạc, nhưng đến giờ vẫn chưa nhìn ra đây là chốn khỉ ho cò gáy nào, dạo quanh nửa tháng trời cũng không ra ngoài được. Tạm thời cứ ở tạm đây đã, nhanh chóng trị thương. Xem xong, lão đạo Bạch Huyền hít một hơi thật sâu. Nói rồi, ông ta không quên liếc mắt nhìn ra chỗ cách đó không xa. Cơ ngân đang nằm dưới một gốc cổ thụ, có lẽ vì quá mệt, cũng có thể vì phản vệ quá mạnh nên hắn đã hôn mê nửa tháng, đến giờ vẫn còn say ngủ, ngủ rất ngon. Nằm ngủ trên đùi mỹ nữ, làm sao mà không ngon được. Mỹ nữ kia tất nhiên là Long Phi của Đại Hạ, cô ta giống như một người vợ hiền lành, không ngừng vén mái tóc rối bời cho Triệu Bân, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, định giúp hắn xóa bỏ mọi yêu thương. Diêm La mặt quỷ cũng có mặt, thấy cảnh này, hắn ta lại lôi cuốn sổ nhỏ ra, phóng bút như rồng bay phượng múa, không biết viết gì, viết xong còn trầm ngâm vuốt râu. Nói chứ, người đến từ nhà nào vậy? Hắc Huyền và Bạch Huyền vừa đến thì đã quét mắt nhìn Diêm La mặt quỷ từ trái sang phải từ trên xuống dưới, hai lão xác nhận không quen biết người này, xem ra cũng chẳng phải là một thành viên của quân viễn chinh Đại Hạ nhưng lại đi theo bọn họ suốt trên suốt đường đi, trên đường đi lại chẳng làm việc gì, còn mang theo bên mình một cuốn sổ nhỏ. Ta là, ông hai của hắn, Diêm La mặt quỷ ý vị thâm trường nói. Vừa dứt lời thì hắn ta liền hối hận. Tại sao hắn ta lại hối hận? Bởi vì ánh mắt Hắc Huyền cùng Bạch Huyền nhìn hắn ta đang không được bình thường cho lắm, bọn họ giống như đang nhìn thấy cháu chắt của mình vậy. Đó là chuyện đương nhiên. Xét về bối phận thì Hắc Huyền cùng Bạch Huyền là sư tổ của Triệu Bân, Diêm La mặt quỷ thật sự không được thông minh cho lắm cho nên mới tự nhận mình là ông hai của Triệu Bân, so với hai vị này thì kém cả một thế hệ. Vậy hắn ta nên gọi hai người này là thúc thúc hay là ông lớn đây? Đêm. Trên đảo vô danh tại Đông Hải. 10 vạn quân viễn chinh Đại Hạ đã dừng chân đốt lửa trại, dưới ánh lửa mỗi người đều có một nhiệm vụ phải làm. Đại đa số bọn họ đi thành nhóm 3 người,
tay cầm kính viễn vọng leo lên các đỉnh núi để cảnh giác bốn phương tám hướng. Các võ tu cảm chi hình cũng có nhiệm vụ riêng, ai nấy đều ẩn thân sâu trong rừng núi tạo thành các trạm gác ngầm. Lúc này trên không trung còn có thú cưỡi lượn vòng. Dù sao thì cũng phải đề phòng kẻ khác phát hiện. Nơi này là Đông Hải, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể bị vây khốn. Vẫn là món ăn dân dã thơm ngon nhất. Bầu không khí trên đảo cũng khá náo nhiệt. Có nhiều người đã nhảy xuống biển, bắt được không ít cá lớn. Dưới ánh trăng sáng tỏ, khung cảnh hữu tình, xứng đáng để thưởng rượu ngon. Tất nhiên cũng có người bị thương, cộng thêm nửa tháng hành quân liên tục không ngừng càng khiến vết thương thêm nặng, vì vậy có rất nhiều người đang ngồi khoanh chân trị thương. Bọn họ cũng không hề lo lắng về vấn đề linh dược trị thương, sau trận chiến bọn họ đã càn quét được không ít tài nguyên ở Nhật Quốc cho nên hoàn toàn đủ dùng. Trong thời gian ngắn bọn họ phải cố khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nói không chừng sau đó vẫn còn có đại chiến đang chờ bọn họ. Viên ngọc này không tồi, nó thuộc về ta. Chà, đây là Lãnh Nguyệt Hàn đao sao? Lão Phu rất thích thanh kiếm này, đừng có mà giành của ta. Có không ít lão già tụ tập phân chia những bảo bối đã càn quét được, phân chia bảo bối theo đầu người, phần còn lại thì chờ trở về nộp vào quốc khố, nói thật ra bảo bối còn lại cũng không nhiều. Những thứ nộp vào quốc khố đều là hàng hạng ba, bọn họ vào sinh ra tử chuyến này cũng không dễ dàng, tất nhiên phải giữ cho mình bảo bối tốt rồi. Sương Nhi, nguyện nàng trên trời có linh thiêng. Sâu trong rừng, người của Sở gia đang lập bia mộ. Tất nhiên đó là bia mộ của Vô Xương, phía trước mộ là đầu của Nhị Thiên Sư, còn dưới thêm rượu để tế vong linh Vô Xương. Lần này bọn họ đến Đông Hải đã diệt được Nhật Quốc, xem như là đã báo được thù. Ta nói. Đây là thứ gì vậy? Trên tảng đá, Hắc Huyền cầm một vật lạ ngắm nghía. Vật lạ đó chính là một cái hộp sắt, trên khắp hộp sắt đều có khắc đồ văn thần thú đen xì, hộp sắt lại cực kỳ cứng rắn, đây cũng là thứ mà bọn họ càn quét được từ Nhật Quốc nhưng không hề biết nó là cái gì. Chỉ có quỷ mới biết, Bạch Huyền đáp. Nói xong lão ta còn không quên liếc mắt nhìn một cái, ở rừng cây cách đó không xa, tại một nơi trăng thanh gió mát trên đảo trong phạm vi trăm trượng chỉ có hai người. Một là Cơ Ngân, một là Long Phi. Cơ Ngân đã ngủ rất sâu, suốt nửa tháng nay không hề thức dậy. Long Phi lại rất chu đáo, chỉ sợ Cơ Ngân ngủ không ngon cho nên liền dùng chân làm gối cho hắn. Trên thực tế thì Triệu Bân không hề bị thương nặng, cho dù có mỏi mệt cỡ nào thì ngủ suốt nửa tháng cùng nên thức dậy rồi. Sở di hắn còn chưa tinh lại là bởi vì vấn đề huyết mạch, Long Phi đã nhận ra rất rõ ràng chuyện này. Nếu như cô ta đoán không sai thì đây còn là do thiên kiếp, Triệu Bân bị động ứng kiếp cho nên lực huyết mạch đã bị kích phát. Chuyện này cũng là một chuyện tốt. Đối với người có căn nguyên huyết mạch thì đều sẽ có quá trình dung hợp, mà Triệu Bân bây giờ đang ở trong quá trình này, một quá trình dung hợp và lột xác trong giấc ngủ say. Hai người bọn họ ở riêng bên trong đó sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hắc Huyền cất hộp sắt vào rồi nhảy ra khỏi tảng đá. So với hộp sắt thì lão ta lại càng quan tâm đến động tĩnh trong khu rừng kia hơn. Có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Bạch Huyền hút tẩu thuốc, thở ra vòng khói thật dày. Trước khi đến đây Hoàng Phi đã bảo chúng ta phải chăm sóc cho công chúa thật tốt. Nếu như có chuyện gì, vậy thì sau này ta làm sao giải thích được? Còn có thể giải thích như thế nào nữa, đặt tên cho đứa nhỏ thôi. Chuyện này cũng được đó, lão phu cũng muốn nhìn thấy Long Chiến đen mặt. Hai lão già liên tục nói những chuyện không đâu, đã hơn nửa đêm mà vẫn không chịu ngồi yên, cũng chẳng đi đâu xa, chỉ đi loanh quanh bên ngoài khu rừng nhỏ, có khi còn ghé sát vào bụi cỏ sâu bên trong liếc mắt một cái, chờ cảnh tượng lửa gần rơm rồi bén lửa, nhưng đợi cả đêm cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Xem ra người nào đó vẫn còn đang ngủ. Mà cho dù có không ngủ thì cũng chẳng có ai thiếu đứng đắn như hai lão già này. Ở một nơi khác lại có rất nhiều lão bối đang tụ tập. Bắt đầu mở bản đồ ra xem, có bản đồ do quân đại hạ mang đến, cũng có bản đồ càn quét được từ Nhật Quốc, mặc dù không quá hoàn chỉnh nhưng khi hợp hai bản đồ lại cũng có thể khiến cho phạm vi hiểu biết về hải vực này rộng mở ra. Nhưng bọn họ xem bản đồ đến nửa đêm cũng chẳng xem ra được manh mối gì. Hiện tại bọn họ không biết mình đang ở đâu trên bản đồ, vị trí này có chút tà hồ, từ khi tu luyện võ đạo đến nay thì đây là lần đầu tiên mà bọn họ gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Đêm khuya Triệu Bân mới tỉnh giấc. Hẳn là đã ngủ quá lâu cho nên lúc tỉnh dậy hắn vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Bởi vì vẫn còn mơ hồ cho nên hai mắt của hắn mới mở lớn nhìn lên bầu trời đầy sao.
tỉnh rồi sao? Long Phi khẽ cười, hai má hơi ửng đỏ. Triệu Bân lắc đầu, lúc này hắn mới nhận ra mình đang ngủ trong lòng công chúa, chẳng trách trong lúc ngủ còn hắn còn ngửi thấy mùi thơm của nữ nhân, cứ tưởng là chỉ đang chìm trong mộng đẹp nhưng không ngờ sự thật còn đẹp hơn cả giấc mong. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Triệu Bân vội vàng ngồi dậy hơi. Không nhiều không ít nửa tháng thôi, Long Phi nhẹ nhàng cười nói. Nửa tháng? Triệu Bân nghe xong thì cau mày nhìn xung quanh. Hành quân suốt nửa tháng, bọn họ đáng ra phải ra khỏi Đông Hải rồi, nơi này là nơi quỷ quái nào đây? Bị lạc đường. Bị lạc. Trên đường đi chúng ta bỗng nhiên lạc đến hải vực xa lạ này, đã đi lanh quanh ở đây mấy ngày nhưng vẫn không tìm được đường ra, Long Phi giải thích ngắn gọn trong vài lời. Sao có thể như vậy được? Triệu Bân không nói nhiều, ngay lập tức dùng đôi giày tím vàng chậm rãi bước trên bầu trời, lặng lẽ quan sát khắp hòn đảo. Hắn căng mắt nhìn xung quanh, tất cả những gì hắn có thể nhìn thấy chỉ có mặt biển phản chiếu ánh trăng lấp lánh, từng đợt sóng cuộn lăn tăn, còn có cả những đám mây mù ẩn hiện. Hắn chắc chắn mình chưa từng đi đến nơi này. Ngẫm nghĩ cũng chẳng có gì lạ, Đông Hải rộng lớn vô biên, cho dù là mấy lão bối định cư lâu năm ở Đông Hải cũng không dám cam đoan bản thân đã đi hết Đông Hải, bọn họ bị lạc đường cũng là chuyện có khả năng xảy ra. Chẳng lẽ là do không gian thay đổi? Triệu Bân lẩm bẩm, chỉ có thể giải thích như vậy. Nếu không thì bọn họ cũng không bất chợt lạc đến nơi này, sau đó làm cách nào cũng không thể tìm được đường ra. Sau khi nhìn thoáng qua lần cuối hắn mới từ trên trời bước xuống. Trước bia mộ của Sở Vô Xương, hắn yên lặng định thân. Người của Sở gia cũng đều đang ở đây, chỉ ngồi chứ không nói lời nào, khóe mắt của ai cũng rơi lệ, đặc biệt là lão tổ Sở gia, đêm nay trông ông ta còn già nua hơn trước. Khi nhìn Triệu Bân cũng chỉ nở một nụ cười xa xăm gượng ép. Triệu Bân im lặng, trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu như hắn sớm mang thi thể của Sở Vô Xương về thành Thiên Thu thì thi thể cũng sẽ không bị Nhị Thiên Sư hủy diệt, thi thể đã không còn thì cho dù hắn có tìm được đèn Trường Minh cũng không thể cứu sống được Sở Vô Xương. Người của Sở gia cũng đều áy náy bởi vì bọn họ đã không bảo vệ thi thể tốt. Ta sẽ cứu nàng. Triệu Bân vẫn nói câu này. Cho dù không còn cơ hội cứu Sở Vô Xương bằng đèn Trường Minh nhưng vẫn còn một cơ hội nếu như hắn thành thần, nếu như hắn có được tu vi của Nguyệt Thần thì chắc chắn hắn sẽ có được nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, lúc đó hắn có thể đến âm tào địa phủ thỉnh hồn phách của Sở Vô Xương quay về. Con đường này sẽ vô cùng dài. Nhưng hắn sẽ đi hết con đường này đến cùng. Đêm dài hơn dự kiến. Khi Triệu Bân tìm thấy Hắc Huyền và Bạch Huyền thì hai lão già đang dựa vào gốc cây ngủ gật. Nghe thấy tiếng động liền từ từ mở mắt ra, không biết vì sao mà khuôn mặt già nua của hai lão lại có chút đen lại khiến cho Triệu công tử không thể hiểu nổi, ngẫm lại thì hai lão già này đúng là có thù với hắn. Lưu Cờ Thiên Tông hắn đã từng treo hai lão già này lên cây. Thực tế thì Hắc Huyền và Bạch Huyền đều không phải vì vậy mà đen mặt, bọn họ đen mặc vì bọn họ đã đợi đến nửa đêm nhưng chẳng nghe được động tĩnh gì bên trong rừng cây nhỏ kia. Bên trong đó có một tiểu mỹ nhân của hoàng tộc đại hạ. Sao ngươi lại chẳng biết cơ hội gì thế? Có tìm được cái hộp sắt nào không? Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, lập tức nói ra mục đích. Không có, hai lão già khoanh tay lắc đầu, không muốn để ý đến cái tên này nữa. Không muốn để ý cũng không sao, ở đây cũng có rất nhiều cây cổ thụ. Ngay lập tức đã có những tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, hai lão già đã bị treo lên cây. Đến khi các lão bối khác nhìn thấy thì hai lão già đã yếu ớt đung đưa trong gió. Làm tốt lắm. Tuy mọi người không nói gì nhưng thái độ đã nói lên tất cả. Người đàng hoàng không nói lời bậy bạ, hai lão già này từ lâu đã phạm vào điều đó khiến cho người ta ngứa mắt, chỉ có điều bối phận của hai lão quá cao cho nên không ai có thể xuống tay, vẫn là thánh tử Thiên Tông lợi hại, nói treo liền treo, còn đánh hai lão già ngất xỉu, trong lúc ngất xỉu cũng phải nhe răng trợn mắt. Không biết đã gặp ác mộng gì. 5. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Bân cầm hộp sắt hít sâu một hơi. Lúc trước hắn đã đoán đúng, thật sự có một phần của bát bộ phù đồ ở Nhật Quốc đã được các trưởng lão càn quét được, cộng thêm 4 phần ở thành Thiên Thu là hắn đã có 5 phần, 3 phần còn lại thì một ở Thi Tộc, một ở Tộc Hỏa Long, một ở Huyết Y Môn. Hắn không biết hang ổ của Thi Tộc ở đâu, nhưng Tộc Hỏa Long cùng Huyết Y Môn đều đang ở Nam Vực. Hắn sẽ đến vùng biển đó một lần nữa, không chỉ để tìm bát bộ phù đồ mà còn để tiêu diệt gia tộc Công Tôn, Cát Gia và tộc Hỏa Long, sau đó dùng máu của bọn chúng để bái tế vong linh huynh đệ trên trời.
Chuyện này cần phải lên kế hoạch kỹ càng hơn. Nếu có thể, hắn cũng không ngại mang theo quân Viễn Chinh đánh tới đó. Nhưng hắn phải có kế hoạch chính xác để toàn quân rút lui an toàn. Bởi vì đó sẽ là hành động vô cùng mạo hiểm. Dù sao thì tình hình ở Nam Vực phức tạp hơn ở Đông Hải rất nhiều, hắn không thể làm việc lỗ mãng. Ta cảm thấy rất tò mò chuyện ngươi đã kết liên minh với môn chủ như thế nào, lời nói vừa truyền tới thì Diêm La mặt quỷ cũng không biết từ đâu xuất hiện, cho dù đã qua nửa tháng nhưng sắc mặt của hắn ta vẫn tái nhợt, tay trái của hắn ta đã không còn bởi vì trước đó đã bị Tử Tuyệt lão đạo chém đứt. Không thể nói. Triệu Bân nhẹ nói, hít sâu một hơi không thể nhắc đến môn chủ La Sinh Môn trước mặt hắn, khi nghe đến hai chữ môn chủ thì hắn sẽ về thức nghĩ đến ba ngày ba đêm ở Vernukov cùng với những thanh âm khá nói ra. Cũng không biết người phụ nữ đó đã chạy đi đâu, hắn còn đang muốn tìm cô ta để bàn về chuyện liên minh. Nếu có thể thì hắn muốn nhờ cô ta cho hắn mượn thêm người để hắn đi Nam Vực làm việc. Chậc chậc, không đòi được câu trả. Diêm La mặt quỷ không khỏi bĩu môi. Đều từng kề vai chiến đấu mà còn tỏ ra thần bí như vậy. Chẳng lẽ hai người này đã thành lập liên minh trên giường? Đến đây, ta truyền cho ngươi một bộ bí thuật. Triệu Bân nói rồi đưa ra một bí quyển. Đó là bản cải tiến của Kỳ Lân Quyết, ngoài ra còn có một giọt máu Kỳ Lân. Diêm La mặt quỷ là người nghĩa khí, vì để Kim Chân Tử Tuyệt lão đạo giúp hắn mà bị mất một cánh tay, dù sao cũng phải giúp tái tạo lại. Diêm La mặt quỷ tất nhiên là không khách khí. Hắn ta đã bị thương nặng như vậy, chắc chắn phải có chút đền bù rồi. Vừa xem qua, hai mắt của hắn ta ngay lập tức sáng lên. Không ngờ trên thế gian lại có bí pháp này, còn có thể tái tạo lại cánh tay đã bị chặt mất. Xem như ngươi vẫn còn có lương tâm. Hắn ta chỉ để lại một câu rồi liền xoay người biến mất không thấy tăm hơi. Sau khi hắn ta rời đi Triệu Bân mới khoanh chân ngồi. Sau khi bị động ứng kiếp hắn quả nhiên có thu hoạch lớn, ám thương đã được chữa lành, còn có thể kích phát huyết mạch cùng căn nguyên dung hợp, xem ra hắn ngủ say nửa tháng cũng không hề vô ích. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp tràn ngập hòn đảo vô danh. Triệu Bân đã dậy từ rất sớm, mấy lão bối cũng đều đã tụ tập lại, sau một đêm nghỉ ngơi tinh thần của bọn họ đều đã khá lên, ngoại trừ Hắc Huyền và Bạch Huyền đều có sắc mặt tối đen thì những người khác đều rạng rỡ sảng khoái. Ánh mắt của mọi người nhìn Triệu Bân cũng đã thay đổi rất nhiều bởi vì hắn đã giết chết được hai cường giả thiên võ. Giờ phút này chẳng ai còn dám nghi ngờ năng lực của hắn. Trong chuyến đi Đông Hải lần này, nếu không có Thánh Tử Thiên Tông nắm giữ ấn soái thì kết cục của quân Viễn Chinh đại hạ chắc chắn sẽ vô cùng thảm thiết. Uy danh của hắn đều là do xông pha chiến trường mang lại. Nếu muốn được người khác tôn trọng và kính sợ thì phải dùng thực lực nói chuyện. Sau khi bàn bạc, rất nhiều người đã đi ra ngoài đảo. Chia thành từng nhóm từ 3 đến 5 người tản ra tứ phương, vừa để tìm đường ra vừa để tra xét hải vực này, một ngày chưa về đại hạ thì ngày đó bọn họ vẫn còn nguy hiểm. Ngoài ra, vẫn còn có rất nhiều người không rời khỏi đảo. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, hắn cùng Long Phi đi thẳng đến một hướng khác. Quác! Đại bằng dương cánh bay vọt qua bầu trời. Cả hai đều cầm kính viễn vọng vừa đi vừa quan sát, lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy trời cao biển rộng, sóng dữ cuồn cuộn. Tìm suốt cả ngày cũng không tìm thấy hòn đảo nào khác, chuyện này khiến cho người ta bất giác cảm thấy như biển khơi còn bao la hơn bình thường. Tình hình của những người khác cũng không khác gì bọn họ. Cứ như vậy, thêm nửa tháng lại lặng lẽ trôi qua. Tình hình ở đảo vô danh khá bình tĩnh nhưng tình hình ở Triều Long Đại Hạ thì không được bình tĩnh như thế, tính thời gian thì đã hơn một tháng trôi qua, đừng nói là đi hành quân, cho dù có phải bò thì cũng nên trở về rồi mới đúng, nhưng đến tận. Bây giờ bọn họ vẫn không nhìn thấy bóng dáng của quân Viễn Chinh, mà ngay cả chút tin tức cũng không có. Thời gian càng trôi qua thì trong lòng những người ở đại hạ càng dâng lên dự cảm chẳng lành, ai cũng bất giác nghĩ đến chuyện quân Viễn Chinh đại hạ trên đường trở về gặp phải biến cố đáng sợ, thậm chí toàn quân còn có thể đã bị diệt. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Long Chiến đích thân ra lệnh, ông ta cũng đứng ngồi không yên. Ngay lập tức, toàn bộ mạng lưới tình báo của đại hạ đều ra quân. Không biết có bao nhiêu do thám đã tiến vào Đông Hải, không phải vì có âm mưu gì, chỉ vì muốn tìm quân Viễn Chinh, cho dù chỉ là chút tin tức cũng được. Tuy nhiên, cho đến tận lúc này vẫn chưa có kết quả gì. Đừng nói đến bóng người, ngay cả chút tin tức cũng chưa thấy. Không chỉ đại hạ cảm thấy khó hiểu mà Đông Hải, Nam Vực cùng các phương triều lớn khác cũng đều cảm thấy rất khó hiểu, 10 vạn đại quân Viễn Chinh có thể đi đâu được.
Tình huống toàn quân bị diệt có khả năng xảy ra rất nhỏ, xét về chiến lực của quân Viễn Chinh, nếu không có đội quân có chiến lực áp chế tuyệt đối thì không thể nào diệt được toàn quân một cách nhanh gọn âm thầm tới mức không để lọt ra tiếng gió nào. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên việc này mới trở nên quỷ dị. Đang yên đang lành sao tự nhiên 10 vạn đại quân lại bốc hơi khỏi thế gian. Người nói xem có phải đại hạ cố tình tung hỏa mù để chờ chúng ta nhảy vào không? Cũng không thể loại trừ khả năng quân Viễn Chinh đại hạ vẫn còn ẩn thân trong một góc nào đó ở Đông Hải. Hiện giờ 8 vương triều lớn đã đình chiến, họa ngoại xâm đã trừ được, đại hạ đã có thể rảnh tay xử lý hết đám tôm tép. Nếu thật như thế thì sợ rằng có rất nhiều thế lực sẽ gặp tai ương. Đông Hải hiện giờ không hề bình yên, ở đâu cũng có những tiếng xì xào bàn tán vang lên, thế nhân rất tin tưởng vào khả năng quân Viễn Chinh đại hạ đang ẩn thân ở một góc nào đó trong Đông Hải nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho một cuộc tấn công bất ngờ khác. Bất cứ thế lực nào đã từng khiêu khích đại hạ cũng đều có khả năng bị tấn công. Kết quả là có rất nhiều thế lực đều như ngồi trên đống lửa. Ngoài ra còn có rất nhiều thế lực cũng đã phái người vào Triều Long đại hạ, không phải vì có âm mưu gì mà chỉ vì muốn ký hiệp ước hòa bình, hy vọng quân Viễn Chinh đại hạ không dòm ngó đến thế lực nhà mình. Quân Viễn Chinh đại hạ đi dạo ở Đông Hải thật sự khiến cho rất nhiều thế lực ăn không ngon ngủ không yên. Long Chiến cùng cảm thấy bất lực về chuyện này. Ông ta là hoàng đế của đại hạ nhưng quân Viễn Chinh dường như đã vượt qua phạm vi quản lý của cả chuyện bây giờ quân Viễn Chinh ông ta, ngay đang ở đâu ông ta cũng không biết, ông ta có ra biết bao nhiêu mệnh lệnh cùng vô ích, thế nhưng các thế lực ở Đông Hải đều không tin, cứ vài ngày lại có một thế lực phải người đến, còn không ít bảo biết đến muốn nói chuyện hòa bình với đại hạ chưa chờ được quân Viễn Chinh quay về thì đã phải liên tục tiếp người của các thế lực khác. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với trước đây. Khi 8 vương triều lớn muốn liên hợp công phạt Triều Long đại hạ, không biết có bao nhiêu thế lực đã thừa lúc đó mà té nước theo mưa, trong đó nhiều nhất là các thế lực đến từ Đông Hải. Các thế lực đến từ Nam vực cũng không ngoại lệ, cũng đã thừa lúc đó khiến cho đại hạ chìm trong máu lửa chiến tranh suốt mấy ngày liền, không biết đã đánh mất bao nhiêu tài vật. Trong 2 năm qua, tình hình đã rất khác. Không ai có thể ngờ được đại hạ lại có thể chống đỡ được trước sự liên hợp tấn công của 8 vương triều lớn. Chẳng những chống đỡ được mà còn khiến cho 8 vương triều lớn phải chủ động ra thư đình chiến. Ngay cả các vương triều lớn còn phải như vậy thì đừng nói đến các thế lực khác. Triệu Bân đã góp phần không nhỏ trong việc tạo nên cục diện này. Đối với các thế lực ở Đông Hải, bọn họ sợ quân Viễn Chinh hay là sợ cơ ngân hơn? Đối với các vương triều lớn, bọn họ sợ quân đội đại hạ hay là sợ thánh tử Thiên Tông hơn? Câu trả lời đa số chắc chắn là cái thứ hai. Phải biết rằng trong tay cái tên đó vẫn còn nắm rất nhiều lá bài tẩy. Thiên kiếp cấp chuẩn thiên của Thánh tử Thiên Tông không phải là chuyện đùa, cho dù không có thiên kiếp thì thiên lôi trong dông tố cũng bá đạo giống như vậy. Đối với chuyện này thì Vương Triều Đại Nguyên cùng Vương Triều Hắc Long là hai ví dụ đẫm máu nhất. Trừ phi cơ ngân không muốn độ kiếp, trừ phi trên thế gian không còn thiên lôi trong dông tố, nếu không thì bất cứ lúc nào Thánh tử Thiên Tông cũng có thể trở thành một ngòi nổ. Cho dù thực lực của một mình hắn có nhỏ nhưng nếu như hắn mượn lôi uy thì thực lực của hắn còn dọa người hơn so với thực lực của trăm vạn hùng binh, đây chính là điểm nguy hiểm của hắn. Thánh tử Thiên Tông mạnh hơn người. Đại hạ lại cường thế quật khởi, ai dám không đình chiến. Màn đêm lại buông xuống. Tình hình trên đảo Vô Danh vẫn bình yên. Dưới ánh trăng, Triệu Bân đi trên mặt biển, quan sát khắp mọi nẻo đường. Long Phi cũng nhẹ nhàng lặng lẽ đi theo. Kể từ khi đến hải vực này, bọn họ đã bị mắc kẹt ở đây một tháng. Trong suốt một tháng bọn họ liên tục đi xung quanh xem xét nhưng vẫn không thể tìm được đường ra. Dường như vùng biển này rộng lớn vô biên. Triệu Bân cau mày, ánh mắt lộ ra chút trầm mặc suy tính. Trong khi đó, Long Phi đêm nay có vẻ rất vui, thường xuyên lơ đãng chớp chớp mắt, giống như một tiểu cô nương ngây thơ nhưng có thân hình vô cùng diễm lệ đang dạo chơi, khi đi dạo còn thường xuyên liếc mắt nhìn Triệu Bân. Bị mắc kẹt ở đây dường như không phải là một chuyện quá tồi tệ. Hải vực Vô Danh này vô cùng thanh tĩnh tịch mịch, không có thế gian xô bồ cũng không có chiến tranh loạn lạc, quan trọng nhất là Triệu Bân cũng ở đây, Long Phi thật sự muốn sánh bước đi cùng hắn đến tận cùng thế gian. Nhưng có người lại không hiểu phong tình, trên đường đi chỉ liên tục liếc mắt nhìn tứ phương, chỉ một lòng một dạ muốn tìm đường thoát ra ngoài, chuyện này khiến cho Tú Nhi rất bực mình. Ở trong bầu không khí lãng mạn đến thế này mà ngươi không biết làm chuyện gì khác hay sao? Không lâu sau hai người đã tìm thấy một hòn đảo nhỏ khác.
Đây là hòn đảo thứ hai mà bọn họ nhìn thấy kể từ khi bị mắc kẹt trong vùng biển này. Hòn đảo này có vẻ lớn hơn đảo vô danh một vòng, thảm thực vật cũng tươi tốt hơn, linh khí nồng đậm nhưng không thấy bóng người. Bước đến trước một hồ nước, Triệu Bân mới dừng lại, hắn bước lên một tảng đá lớn rồi lấy bầu rượu ra, sau khi liếc mắt nhìn trái nhìn phải thì cuối cùng lại ngước mắt nhìn sao trời, muốn tìm manh mối thông qua tinh tượng. Ta, muốn đi tắm ở đây, Long Phi khẽ cười nói. Hay là để ta tắm với công chúa, Triệu Bân thản nhiên nói trong khi đang nhìn bầu trời đầy sao. Được. Khụ khụ. Xem đi, đúng là chỉ được cái miệng, đến thời khắc mấu chốt lại lúng túng thở không ra hơi, còn bị sặc rượu đến mức chảy nước mắt. Ta, đi chỗ khác đây. Triệu Bân ho khan một tiếng, hắn thật sự rời đi. Nguyệt Thần nhìn thấy cảnh này thì chẳng còn muốn đếm xỉa đến đầu nhi của mình nữa. Ta cũng đâu có ăn thịt ngươi. Long Phi liếc mắt một cái rồi nhẹ nhàng cởi y phục. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy rất hụt hẫng. Chẳng lẽ cô ta không đẹp sao? Hay là ngươi không có hứng thú với phụ nữ? Lúc cần đứng đắn thì ngươi không đứng đắn, lúc không cần đứng đắn thì ngươi lại tự nhiên đứng đắn vậy. Tiếng tóe nước nhanh chóng vang lên. Hình ảnh mỹ nhân tắm rửa trong hồ nước thanh tĩnh lấp lánh quả nhiên cực kỳ tươi đẹp. Đáng tiếc người kia lại không biết quý trọng cơ hội, lúc quan trọng nhất thì lại bỏ chạy đến chỗ khác thưởng thức ánh trăng một mình. Không đúng. Hắn lẩm bẩm, chỉ một mình hắn nghe thấy. Chuyện gì không đúng, chính là hải vực này không đúng. Đây hẳn là một không gian thế giới lớn. Sở dĩ bọn họ không tìm được đường ra chính là bởi vì đây là không gian thế giới luôn di động với bọn họ, chỉ là bọn họ không cảm nhận được mà thôi. Nơi này có vẻ khá giống với đất Phật. Trước đây bọn họ không thể ra khỏi đất Phật, xem ra bây giờ cũng không thể ra khỏi không gian thế giới quỷ dị này. Sau khi khám phá ra điều này, hắn lại mở thiên nhân chăm chú quan sát bầu trời, đã là không gian thế giới thì có lẽ cũng sẽ có biểu hiện gì đó trên tinh tượng. Sau khi quan sát rất lâu hắn mới khê lắc đầu. Không gian thế giới này không liên quan gì đến tinh tượng. Chuyện này thực sự rất khó hiểu. Từ khi hắn thức dậy hắn đã đi lòng vòng suốt nửa tháng nhưng ngay cả một con đường hắn cũng không phát hiện ra, bởi vậy có thể thấy được không gian thế giới này khá hoàn chỉnh. Không phải người có nhãn giới siêu cao cùng tu vi vượt qua cảnh giới thiên võ thì cũng không thể tìm ra được sơ hở. Á! Trong lúc đang quan sát, hắn lại đột nhiên nghe thấy tiếng thét sợ hãi của Long Phi. Triệu Bân vội vàng lướt qua núi rừng nhanh như chớp. Vừa chạy tới nơi thì hắn đã thấy Long Phi nhảy ra khỏi hồ nước, cả người ướt sũng trần như nhộng, dưới ánh trăng sáng tỏ là một thân thể diễm lệ trắng nõn không tì vết, sáng bóng mê người. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Triệu công tử liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy toàn bộ. Vừa nhìn thấy cảnh này thì hai lỗ mũi của hắn đã chảy ra hai dòng máu nóng. Vèo. Long Phi vội vàng phất tay lấy một chiếc áo khoác lên thân thể, khuôn mặt ngay lập tức ửng hồng lan đến tận cổ. Sau khi che lại toàn thân, cô ta liền liếc mắt nhìn Triệu Bân hỏi, nhìn đủ chưa? Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Triệu Bân vội vàng cúi đầu, vừa lau máu mũi chảy ra vừa nói, chuyện hiểu lầm cũng không phải do hắn gây ra. Nếu không phải cô thét lên thì ta làm gì lại chạy tới đây chứ? Nhớ đến chuyện đó, hắn lại hỏi, có chuyện gì vậy? Trong hồ, có thứ gì đó? Long Phi nói xong còn khẽ nhích về phía Triệu Bân. Triệu Bân nghe vậy thì liền quan sát hồ nước nhưng không thấy chuyện gì dị thường. Không nghĩ nhiều, hắn liền thi triển thuật độn thủy để rẽ nước dưới hồ ra ngoài. Bên dưới quả nhiên có thứ khác. Thứ đó chính là một người. Chính xác mà nói thì đó là một nữ quỷ áo đỏ, tóc tai bù xù, hai tay ôm đầu gối lẳng lặng ngồi bên dưới. Thấy vậy, ánh mắt Long Phi liền lộ ra vẻ kỳ quái. Quả nhiên bên dưới hồ có điều quỷ dị, trong lúc cô ta đang tắm thì đột nhiên có người chạm vào chân cô ta, tay của nữ quỷ kia lạnh như băng, giờ phút này nghĩ lại cô ta vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng. Triệu Bân hơi nheo mắt lại. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy quỷ nhưng nữ quỷ đáng sợ như thế vẫn là lần đầu tiên mới gặp, nữ quỷ này có thể tránh được cảm nhận của hắn thì chắc chắc đạo hạnh không nông cạn, nhân giới của hắn thậm chí còn không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, chỉ biết nữ quỷ có sức mạnh rất lớn khiến cho hắn cảm thấy rất áp lực giống như khi đối đầu với huyết tôn. Tiền bối. Long Phi kinh ngạc, bất giác kêu lên một tiếng. Ma nữ thực sự có phản ứng, từ từ ngước mắt lên, mái tóc rối bù che mất nửa khuôn mặt. Mặc dù chỉ còn nửa khuôn mặt nhưng cũng khiến cho Triệu Bân phải sững sờ. Long Phi cũng sững sờ, người này rất quen. Chết tiệt.
dưới ánh trăng, hải vực vô danh rất náo nhiệt. Hầu hết đều là mấy lão bối đang tụ tập lại mắng chửi. Trong đó, Hắc Huyền và Bạch Huyền là mắng lớn nhất. Hai lão già này chẳng hiểu sao lúc nào cũng gặp phải chuyện lạc đường. Lần trước thì bị lạc trong sa mạc mệt nhọc mất vài tháng, bây giờ lại bị lạc trong hải vực chẳng tìm được đường ra. Chẳng lẽ nhân phẩm của bọn họ thật sự có vấn đề cho nên đi đến đâu cũng bị lạc đường. Mấy lão bối khác dường như cũng có ý nghĩ này, chẳng biết đây là nơi quái quỷ gì. Đi đâu mất rồi? Diêm La mặt quỷ cầm theo cuốn sổ nhỏ đi trên mặt biển tìm Triệu công tử. Hắn ta là cận vệ của Triệu công tử cho nên lúc nào cũng phải đi theo bảo vệ hắn, tuy nhiên đã tìm mấy ngày cũng chẳng thấy Triệu công tử đâu. Nhưng tâm tình của hắn ta vẫn đang rất tốt bởi vì sau khi tu luyện Kỳ Lân Quyết hắn ta đã tái tạo lại được cánh tay. Trong khi đang đi xung quanh, hắn ta lại đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang trời. Diêm La mặt quỷ nghe thấy động tĩnh, các cường giả quân viễn trinh cũng đồng loạt liếc mắt nhìn về hướng đó. Kể từ khi bọn họ bị mắc kẹt ở hải vực này thì đi tới đâu cũng sóng yên biển lặng, tới ngày hôm nay mới nghe được động tĩnh lớn đến như vậy. Là động tĩnh của đại chiến. Có không ít lão bối trèo lên vị trí cao và nhìn thấy khói lửa đại chiến ở bên kia. Ai đang đại chiến ở đó? Chẳng lẽ lại là Cơ Ngân? Đi xem. Tất cả các trưởng lão đều chạy về hướng khói lửa. Nhưng kỳ lạ thay, bất luận bọn họ có chạy thế nào thì cảnh tượng trước mắt vẫn thật xa xôi đối với bọn họ, giống như một cảnh trong giấc mộng, không thể lại gần mà chỉ có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ là không gian di động? Diêm La mặt quỷ trầm ngâm, bất giác đưa mắt liếc nhìn từ phương. Bọn họ chuyển động thì không gian cùng chuyển động theo bọn họ, tất cả đều đồng loạt chạy về một hướng thì không gian cũng chạy về hướng đó, bọn họ có thể chạy tới nơi được mới là lạ thảo nào chúng ta không thể thoát ra được. Mấy vị cao niên dường như đã phát hiện ra manh mối, hơn nữa lại càng thông hiểu hơn Diêm La mặt quỷ, điều đáng sợ của không gian di động chính là nó không hề có quy luật, cho dù có đi mãi cũng chưa chắc có ngày thoát được ra ngoài. Những tiếng nổ ở đằng xa vang lên càng lúc càng lớn. Long Phi đã nhảy ra khỏi hòn đảo, bởi vì không thể khai triển cửu vĩ hóa cho nên cô ta chỉ là một gánh nặng. Triệu Bân vẫn đang ở trong đảo nhỏ đại chiến với Ma Hậu. Trận đại chiến gây ra động tĩnh cực lớn, từng ngọn núi lớn liên tiếp sụp đổ, ma sát cuồn cuộn bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, từ bên ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều ánh lửa lớn tạc ra bốn phía, ngoài ra còn có dị tượng ma tính diễn hóa làm chấn động lòng người. Phụt! Trong lúc Long Phi đang quan sát thì đã thấy máu tươi màu vàng phun ra. Đó chính là máu của Triệu Bân, hắn đã trúng kiếm khí của Ma Hậu, bị chém lui mấy trăm trượng, trước ngực bị khoét ra một vết thương sâu lạnh toát. Không phải là hắn không địch lại Ma Hậu, chỉ vì hắn không thể ra chiêu tất sát, lỡ như hắn giết chết Ma Hậu thì sau khi ma quân sống lại không tìm hắn tính sổ mới là lạ. Tình trạng của Ma Hậu lúc này là công cao phòng thấp. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì cô ta chỉ là một hồn phách. Một quỷ hồn cho dù có thể bộc phát uy thế ngập trời nhưng nội tình không có được bao nhiêu, vì vậy hắn mới nương tay, mục đích chính của hắn không phải là đánh bại Ma Hậu mà là thức tỉnh Ma Hậu. Hắn còn cần Ma Hậu dẫn bọn họ ra khỏi đây. Tiền bối, tỉnh lại. Triệu Bân dừng lại, rít lên một tiếng. Nhưng đáp lại hắn chỉ có ma sát cuồng bạo của Ma Hậu đang bộc phát, sắc trời vốn đã ảm đạm lại càng trở nên tối đen vì bị ma sát bao phủ, khiến cho cả hòn đảo trở thành một không gian hắc ám. Keng! Triệu Bân không nghĩ nhiều, ngay lập tức gảy đàn. Hắn đang tấu lên khúc tỉnh thế, hắn muốn đánh thức Ma Hậu. Nếu có thể thức tỉnh trí nhớ của Ma Hậu thì càng tốt, mặc dù Ma Hậu đã chết, mặc dù chỉ còn hồn phách nhưng nhãn giới nhất định vẫn rất cao, đối với không gian di động này Ma Hậu chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu, tất nhiên cũng có thể dẫn bọn họ rời khỏi đây. Tiếng đàn vừa cổ xưa vừa du dương vang lên. Khúc tỉnh thế thật sự có tác dụng. Ma Hậu đang điên cuồng bỗng nhiên ngừng công phạt, ma sát cuồng bạo cũng tan đi không ít, đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập tang thương. Trong đó còn tiềm tàng chút ý thức thanh tĩnh. Nhưng sự thanh tĩnh đó không có nhiều. Cho dù Triệu Bân có gảy đàn thế nào thì cũng không thể thức tỉnh được Ma Hậu. Không đúng. Triệu Bân cau mày mở thiên nhãn ra. Sau khi xem xét một chút thì hắn mới biết, khi còn sống Ma Hậu đã bị hiểm chủ ương thế hơn nữa cấp bậc của chủ pháp còn rất cao, vì thế cho nên khúc tinh thế của hắn mới bị một nguồn năng lượng thần bí đối kháng, ngăn cản hắn thức tỉnh trí nhớ của Ma Hậu. Chẳng lẽ là bút tích của bát nhà? Triệu Bân lẩm bẩm, cảm thấy phỏng đoán này rất đáng tin cậy.
có thể xóa bỏ trí nhớ của một cường giả chuẩn tiên thì kẻ thi pháp cho dù không phải thánh nữ Phật gia cũng phải là người ngang cấp với thánh nữ Phật gia, bằng không cũng không thể thi triển ra chú vong thế mạnh như vậy. Á! Ma hậu gầm giống, tỏ ra vô cùng thống khổ. Ngay cả Triệu Bân nhìn thấy còn cảm thấy đau lòng, nếu như đây thật sự là ma hậu, thật sự là thê tử của bất diệt ma quân, vậy thì tình trạng hiện giờ thật quá thê lương. Đường đường là ma hậu lại trở thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, nếu như ma quân nhìn thấy cảnh này thì không biết còn đau lòng đến thế nào nữa. Cho dù không đành lòng thì hắn vẫn phải tiếp tục gảy đàn. Đánh thức ký ức của một người là một quá trình dài vô cùng đau đớn, cũng giống như lúc hắn đánh thức ký ức của tiểu hắc mập vậy, hắn ta đã đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể đánh thức được ký ức của ma hậu thì chút đau đớn này vẫn rất cần thiết. Hắn giúp ma hậu cũng như đang giúp chính mình, Quân Viễn Trinh đã bị mắc kẹt ở đây quá lâu, bọn họ cần một người dẫn đường. Hửm! Long Phi bên ngoài đảo đột nhiên cau mày. Mấy lão bối đang chạy tới từ bốn phương tám hướng cũng đều dừng lại. Không gian đại thế giới đột nhiên nổi lên từng trận địa chấn, sóng biển cuồn cuộn ngập trời khiến cho bọn họ chấn động đến mức đứng không vững, ngoài ra còn có một luồng khí lạnh như băng chậm rãi dâng lên. Âm khí! Hắc Huyền thấy vậy liền không khỏi nheo mắt lại. Không sai, đó chính là âm khí. Ở bốn phương tám hướng đều có âm khí lượn lờ, không biết là từ đâu bộc phát ra, chỉ biết âm khí này lạnh như băng, đừng nói là võ tu cảnh giới địa tạng, ngay cả cảnh giới chuẩn thiên như bọn họ cũng không nhịn được phải dùng mình. Điều này thật kỳ lạ. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại có âm khí ở đây? Bên dưới hình như có thứ gì đó, Bạch Huyền đột nhiên lên tiếng. Không cần lão ta nói thì cũng đã có rất nhiều người nhìn thấy, bởi vì thứ bên dưới đã xuất hiện ngày càng rõ ràng, đó chính là một cỗ quan tài đang chậm rãi nổi lên khỏi mặt biển. Nhìn thấy cảnh này, ngay cả Diêm La Mặt Quỷ cũng phải hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này là nghĩa địa hay sao? Sao lại có nhiều quan tài đến như vậy? Đó là thuật trầm quan. Có một số trưởng lão đã nhìn ra được manh mối. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều kinh ngạc. Có không ít người có kinh nghiệm đều biết thuật trầm quan là gì, đó chính là bí pháp truyền thừa của thi tộc, mỗi khi thi tộc đánh nhau thì đều dùng thuật trầm quan để gọi ra thì thôi. Chuyện này bạn họ đều đã gặp qua nhưng số lượng quan tài nhiều như thế này vẫn là lần đầu tiên bọn họ mới thấy. Là kẻ nào đang khống chế? Đôi mắt của các trưởng lão đều nheo lại. Chỉ nhìn thấy quan tài nhưng không nhìn thấy người điều khiển ở đâu. Đây là tổ địa của thi tộc sao? Diêm La Mặt Quỷ hít một hơi thật sâu. Ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, là tổ địa của thi tộc, bằng không sẽ chẳng thể xuất hiện cảnh thuật trầm quan được thi triển với quy mô lớn như thế được. Mà nếu thật là vậy thì vớ vẩn quá rồi. Cả thiên hạ vốn không ai biết xào huyệt của thi tộc ở đâu, trong đó bao gồm cả La Sinh Môn, vì tổ địa của thi tộc được che giấu rất kỹ. Bây giờ thấy mới biết, họ tìm không thấy là đúng rồi. Trời mới biết tổ địa của thi tộc lại nằm ở đại thế giới không gian di động. Bọn họ chúng độc đắc rồi. Đánh bậy đánh bạ mà lại vào chúng xào huyệt của thi tộc. Thực ra đây không phải là tin tốt lành gì cả. Nếu như đã là tổ địa của thi tộc thì thực lực tất nhiên không hề yếu. Nhìn những cỗ quan tài đá nối đuôi nhau thành từng đống lớn là biết có bao nhiêu cao thủ rồi. Không chừng thi tổ cũng có mặt ở đây. Mau quay về đảo vô danh, Hắc Huyền và Bạch Huyền lập tức hạ lệnh. Những người đang lang thang bên ngoài lập tức rút quân sau khi nhận được mệnh lệnh. Không chỉ rút mà còn phải lui với tốc độ nhanh chóng, về đảo vô danh, bọn họ còn có thể trấn thủ trong núi, nếu còn ở bên ngoài thì sẽ bị đánh hội đồng ngay. Triệu Bân. Bên này, Long Phi đã lên đảo. Khúc tình thế đã ngưng, Triệu Bân đứng trên đỉnh núi quan sát chung quanh, sắc mặt khá khó coi, rõ ràng là hắn đã nhận ra đây là chỗ nào, Quân Viễn Trinh của đại hạ chúng số rồi, họ đã đánh vào xào huyệt của thi tộc. Điều đáng xấu hổ là giờ hắn mới phát hiện ra. Cũng phải trách thế giới không gian này quá vi diệu, vốn chẳng thể nhìn ra được sơ hở. Hôm nay nhìn lại, không xem xét thì thôi, giờ thấy mới dùng mình, quan tài đá nổi đầy mặt biển, số lượng cực nhiều, đến cả hắn cũng nổi da gà, rốt cuộc nhánh truyền thừa này đã đào bao nhiêu mồ tổ tiên nhà người ta rồi. Quạc! Đại bằng nhanh chóng phóng lên trời, lao thẳng về đảo vô danh. Ma hậu cũng có mặt, sau khi nghe khúc tỉnh thế, cô ta im lặng đến dọa người. Ánh mắt mê mang, khuôn mặt vẫn đau đớn như cũ, khúc tỉnh thế có tác dụng nhưng vẫn chưa đủ để đánh thức được thần trí. Thứ mà Triệu Bân cần là thời gian.
hắn gảy khúc tỉnh thế thêm vài lần nữa, ma hậu tự khắc sẽ tỉnh lại. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, thì tộc sao chịu cho hắn thời gian, nhìn bao nhiêu cỗ quan tài đó là biết chỗ này có bao nhiêu người của thi tộc ẩn nấp, ngẫm lại mà tính thì chắc cũng có đến hơn mấy chục vạn. Nếu đó là một đội quân thì sức mạnh của đội quân này vượt xa sức mạnh của quân Viễn Chinh đại hạ. Là hắn đã đánh giá thấp thị tộc, bọn họ đúng là biết chọn chỗ, chọn ngay thế giới không gian di động. Thứ mà hắn muốn biết là liệu thi tề có ở đây hay không? Và liệu thi tề có biết ma hậu cùng có mặt trong không gian này không? Theo hắn thấy, khả năng thi tổ biết là không lớn, bằng không, với lực lượng này của thi tộc thì hiển nhiên sẽ hạ bệ ma hậu khi cô ta chỉ còn lại hồn phách. Mà nếu thật là vậy thì ma hậu thật sự ẩn nấp quá ư là kỹ. Số lượng quan tài quá đáng sợ. Mặt Long Phi trắng bệch, cô ta cố gắng quan sát xung quanh. Đập vào mắt là những quan tài đá cổ xưa, tất cả đều đang dựng đứng trên mặt biển giống như binh đoàn xếp hàng ngay ngắn lúc hành quân. Hơn nữa đội hình này quá khổng lồ to lớn, không hổ là tổ địa của thi tộc, với thế trận này, dù là các vương triều nhìn thấy thì cũng chẳng dám tùy tiện đụng chạm. Ngoài ra còn có âm khí kia nữa. Biển vô danh tối đen, bị âm khí rét lạnh bao trùm, dù bọn họ bay trên không nhưng vẫn có cảm giác như đang ở dưới âm phủ, lạnh căm căm từ trong ra ngoài. Khí huyết thật tinh thuần. Giọng nói lạnh lùng không cảm xúc đột ngột vang lên. Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng khiến cho người ta có cảm giác như một xác chết đang nói chuyện, hơn nữa giọng điệu ma mị, không biết âm thanh bắt nguồn từ đâu, nghe xong câu đó thì ai cũng thấy thảng thốt trong lòng. Thật sự ở đây sao? Triệu Bân chau mày, mặt càng thêm khó nhìn. Người lên tiếng chắc chắn là thi tổ của thi tộc, ý vận trong câu nói là thứ không biết nói dối, đối phương nhất định là cảnh giới thiên võ, hơn nữa còn không phải là cao thủ cảnh giới thiên võ bình thường. Khí huyết tinh thuần được nhắc tới là đang khen Triệu Bân, ai bảo hắn mang trong mình dòng máu bá đạo như thế chứ? Quác! Đại bằng kêu to rồi phóng lên trời như một tia sáng màu vàng. Nhưng dù cho nó bay cao bao nhiêu, nhanh cỡ nào thì cũng không thoát khỏi được âm thanh ma mị đó của thi tổ, nó giống như ma chú khắc lên thế giới tối tăm đầy âm khí, liên tục vang lên hết lần này đến lần khác. Keng! Triệu Bân đứng cầm kiếm, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Đạo hạnh của thi tổ cao hơn hắn nghĩ, đến giờ vẫn chưa thể tìm ra nơi mà giọng ông ta phát ra, chỉ biết thi tổ vẫn luôn núp trong bóng tối rình mò hắn. Ánh nhìn của thi tổ làm hắn thấy lạnh cả người. Đến hắn mà còn như vậy thì càng không phải nói đến Long Phi, cô ta cũng cầm kiếm, lưng đối lưng với Triệu Bân, cảnh giác quan sát bốn phía. Ma hậu là người im lặng nhất. Cô ta lặng lẽ ngồi đó, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đầu tóc rối bời, trông chẳng khác nào bức tượng băng, không hề động đậy. Triệu Bân liếc mắt nhìn sang, hắn biết ma hậu rất mạnh, nhưng ma hậu trong trạng thái này thật sự khiến hắn thấy không hề lạc quan. Còn chưa biết cô ta có thể tham chiến được không nữa, dù cho có. Dù đánh tay đôi với thi tổ thì ma hậu cũng không thể nào là đối thủ của ông ta, vì cô ta chỉ là một linh hồn, vốn không có sức mạnh của cơ thể. Triệu Bân. Đột nhiên Long Phi thốt lên hai tiếng, chân mày nhíu lại không cần cô ta nhắc nhở Triệu Bân cùng đã nhận ra âm khi đang cuộn trào ở không gian trước mặt, tụ lại thành một vùng biển âm khi có sóng biển dâng cao, có tiếng ma quỷ gào khác, mà biển này đang tràn nhanh về phía họ. Phá! Triệu Bân hét lớn lên. Lôi thần nộ và võ hồn cộng hưởng. Tiếng sấm đột nhiên vang lên, sóng âm đáng sợ lập tức đánh tan vùng biển âm khí. Nhưng âm khí vẫn không biến mất, vẫn cứ lãng đãng xung quanh, giống như loại khí từ địa ngục, chứa âm sát khí lạnh buốt, làm không gian đông cứng lại. Có bóng dáng một người đứng sừng sững như tấm bia, không thể nhìn thấy mặt, chỉ biết đối phương rất già và rất mạnh, uy áp ngút trời. Không cần phải nói, chính là thi tổ. Nếu không thì sao lại nói ông ta có thể thành boss của thi tộc chứ? Khí thế rất bá đạo, đến cả đại bằng bay trên trời cũng phải dừng lại bởi uy thế của đối phương, chỉ có thể lòng vòng trên không trung, ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Thiên võ đỉnh cao, Triệu Bân lẩm bẩm. Lâu lắm rồi ta chưa gặp được hậu bối mạnh thế này, thi tổ chậm rãi nói rồi từ từ bước ra, có lẽ vì uy áp quá mạnh, hoặc cũng có thể là vì cơ thể quá nặng nề nên... Mỗi bước đi của ông ta đều khiến cho không gian rung chuyển, khí thế đáng sợ khiến không gian như muốn đông cứng lại. Nghe danh tiền bối từ lâu nay mới được gặp mặt, Triệu Bân thản nhiên đáp. Thi tổ rất mạnh, kinh khủng hơn hắn tưởng tượng nhiều, có thể thống lĩnh được thi tộc, đâu phải trò đùa. Nhưng hắn cũng không phải người dễ bị nắm thóp, thi tổ mạnh đến mấy cũng không thể mạnh hơn vua của dòng huyết ma được,
cho dù đạt đỉnh thiên võ thì thi tổ chỉ là người thường, vẫn có cách biệt lớn với cấp bậc chuẩn tiên. Đùng! Sau cùng thi tổ chạm đất và đứng vững. Đến lúc ấy, Triệu Bân và Long Phi mới nhìn thấy dung mạo của ông ta, mặt mũi tái nhợt như tử thi, đôi mắt khô khốc và lạnh lẽo, dù là trong thần thái hay ánh mắt cũng không tìm được chút cảm xúc của con người. Người như thế, đừng nói là nhìn thẳng, chỉ nấp trong góc tối mà nhìn lén cũng không làm người ta run rẩy rồi. Thi tổ không nói gì, đôi mắt già nua khẽ nheo lại. Nhìn Triệu Bân rồi, ánh mắt ông ta mới đảo tới ma hậu ở phía sau. Nếu không nhìn nhầm thì đó là một con quỷ, đã vậy còn là quỷ cấp chuẩn tiên. Trước đó không hề phát giác, chỉ khi tới vùng đất này, ông ta mới loáng thoáng nhìn ra, từ đó có thể thấy đạo hạnh của nữ quỷ này cao tới mức nào, bẩm sinh đã qua mặt được cảm ứng sao. Hôm nay chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Thi tổ mỉm cười, đôi mắt chết lặng lóe ra ánh sáng nóng rực. Một kẻ huyết thống nghịch thiên đã đủ khiến ông ta mừng rỡ, không ngờ còn có thêm một con quỷ cấp chuẩn tiên, dù ông ta nuốt được bên nào cũng rất may mắn. Nếu gom đủ cơ duyên, chưa biết chừng ông ta có thể vượt qua cảnh giới bán bộ vấn đỉnh tiên. Nụ cười của ông ta chứng thực suy đoán của Triệu Bân. Đã bảo rồi mà, thì tổ không biết ma hậu ở biển vô danh, nếu biết, ông ta không thể nào ngó lơ được. Với đội hình của thi tộc, với khả năng chiến đấu của thi tổ, không có lý nào bỏ qua một ma hậu đã biến thành quỷ hồn. Còn nữa, thi tổ không biết hắn. Điều này cũng chứng tỏ thi tổ lâu lắm rồi không ra khỏi biển vô danh. Tại sao lại như vậy? Hắn có căn cứ. Chỉ cần đặt chân tới thế giới bên ngoài một vài ngày, không thể nào không biết đến Thánh Tử Thiên Tông, bởi vì thời gian này hắn thực sự rất hot, hot đến mức sắp phát sốt lên rồi. Những bức vẽ liên quan đến hắn đã truyền đi khắp thế gian. Võ tu nào có chút kinh nghiệm đều nhận ra hắn. Khi hắn đang nhìn thì phần nắp của những cỗ quan tài bằng đá dựng đứng trên mặt biển lần lượt đổ xuống. Bên trong mỗi cỗ quan bằng đá có một con rối xác chết bước ra, cảnh giới trải đều từ chân linh tới chuẩn thiên, số lượng vô cùng lớn, xếp thành đội hình chỉnh tề. Đó là một nhánh quân do con rối tạo thành. Đấy là còn chưa kể đến những người thi tộc đang điều khiển chúng. Nếu cộng cả lại thì đội hình này càng thêm đáng sợ. Không chừa kẻ nào. Thi tổ điềm tĩnh ra lệnh chém giết. Giết ai thế? Tất nhiên là giết quân Viễn Trinh đại hạ trên đảo vô danh rồi. Quân đội 10 vạn người chính là 10 vạn thân xác, có thể luyện thành con rối. Thi tộc bám bụi bao nhiêu năm, đúng vào ngày giải phóng lại nhận được món quà hậu hĩnh từ đại hạ. Mệnh lệnh truyền xuống, quân đoàn con rối đen thùi lùi bổ nhào vào đảo vô danh từ 4 phương 8 hướng. Giàn trận. Hắc Huyền đã quay về đảo vô danh, tiếng hét của ông ta vang vọng trời đất. 10 vạn quân Viễn Trinh đại hạ lập tức bày binh bố trận, lắp xe nỏ, như lâm đại địch. Chẳng phải họ đang gặp kẻ địch mạnh đó sao? Nhầm lẫn thế nào mà tiến vào hang ổ của thi tộc, dù là binh lực hay khả năng chiến đấu đều bị áp đảo, nếu phải đối đầu trực diện thì 10 vạn quân Viễn Trinh đại hạ sẽ bị tiêu diệt hết. Đùng! Đùng uỳnh uỳnh! Ở bên này, Triệu Bân và thi tổ vẫn còn trong trạng thái giằng co, khí thế đối đầu khiến bầu không khí rung lên bần bật. Triệu Bân vẫn ổn, ma hậu cũng vẫn ổn, nhưng Đại Bằng và Long Phi thì thấy đè nén vô cùng. Vẫn còn định kháng cự tới cùng à, thi tổ điềm đạm hỏi. Dứt lời, hư không lại rung lên. Hai bên trái phải của thi tổ xuất hiện hai cỗ quan tài đen ngòm bằng đá, chúng trồi lên khỏi mặt đất, bám đầy bụi bặm. Giết gà khỏi cần dao mổ trâu. Thi tổ lười ra tay, cũng chẳng thèm ra tay. Vài ba chuyện vặt vành này, còn rất hoàn toàn có thể làm thay. Long Phi nhíu chặt hàng lông mày, đó là thuật trầm quan, cô ta nhận ra được. Điều khiển cô ta nhíu mày là khi vận từ 4 cặp quan tài bằng đá kia đều là khi vận thiên về, cũng có nghĩa là bên trong mỗi xề quan tài bằng đá cất chứa một con rối cấp thiên và không hề là vua của thi lộc, thi tề đúng là rất dùng mạnh một mình điều khiển biến con nối thiên về. Duynh, huynh. Khi cô ta nhìn lại, hai cỗ quan tài bằng đá bỗng dưng chìm xuống. Tất nhiên là kiệt tác của Triệu công tử. Hắn dùng thuật phản trầm quan, nhưng vì đạo hạnh có hạn nên chỉ dìm được 2 cỗ quan tài. Nhưng dù là thế cũng đủ khiến thi tổ kinh ngạc. Từ khi luyện được con rối thiên võ, đây là lần đầu lão gặp phải tình huống lúng túng đến vậy, võ tu nhỏ bé này có thể đảo ngược được thuật trầm quan của lão. Cũng chẳng sao. Có 2 con rối thiên võ là đủ xử lý chúng rồi. Cùng với một tiếng nổ lớn, phần nắp của 2 cỗ quan tài bằng đá đen đồng loạt đổ xuống. Mỗi bên có một người bước ra,
cả hai mặc áo giáp, khi chạm đất khiến hư không nổ đì đùng, đúng là con rối thiên võ, không có gì cần nghi ngờ thêm. Ma tướng thứ nhất, Triệu Bân lầm bầm, nhìn chằm chằm vào con rối thiên võ bên tay trái, nhìn qua thì thấy rất quen, ngắm kỹ lại thì đúng là hắn từng trông thấy trong tranh vẽ, đó chính là ma tướng thứ nhất dưới trướng ma quân. 8.000 năm rồi. Hóa ra ma tướng thứ nhất vẫn còn thi thể nguyên vẹn, nhưng cũng bị thi tộc đánh cắp cơ thể như ma tướng thứ 9, luyện thành con rối. Trong vô thức, hắn liếc mắt nhìn ma hậu. Ma tướng thứ nhất dưới trướng ma quân, ma hậu làm sao có thể không nhận ra? Đúng vậy, ma hậu nhận ra. Khi Triệu Bân nhìn cô ta đã đứng dậy, đôi mắt khô khốc có thêm chút mờ mịt khi nhìn ma tướng thứ nhất. Hình như lúc sinh thời cô ta từng gặp người này. Không hiểu sao thấy quen thuộc và thân thiết, giống như người thân thất lạc vạn năm. Triệu Bân thấy thế mà thở dài trong lòng. Một người là vợ của ma quân, một người là đại tướng dưới quyền ma quân, đều là người mà bất diệt ma quân yêu thương nhất, nhưng cô ta là hồn phách, không nhớ. Chuyện trước kia, ông ta là con rối, không còn ý chí của người sống, sau 8.000 năm lại gặp nhau trong cảnh này. Có cảm giác đau thương khó lòng mô tả. Nếu ma quân ở đây, không biết sẽ đau lòng tới mức nào. Ma vực từng bá thiên tuyệt địa bây giờ lại rơi vào kết cục thê thảm này. Đùng, binh, con rối thiên võ cử động rồi, một trái một phải bước tới, chẳng cần bí pháp, chỉ là quyền cước đơn giản cũng sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Thấy vậy, Triệu Bân sải bước lao ra. Người nhanh hơn hắn là ma hậu, cô ta như một bóng ma lướt qua bên cạnh hắn, chạy tới chỗ ma tướng thứ nhất, bàn tay hư ảo vỗ ra qua không khí. Chỉ cần một trưởng đã hất ma tướng thứ nhất ra khỏi 9 tầng mây. Thi tổ trông thấy mà nhíu mày. Hồn phách của chuẩn tiên này quá mạnh. Nhưng ông ta không sợ, dù mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là một hồn phách, không có thân thể làm căn cơ thì đánh với con rối thiên võ cũng được, nhưng một khi chiến đấu với cảnh giới thiên võ hoàn chỉnh, thực lực không đủ. Nữ quỷ càng mạnh, ông ta càng thêm hưng phấn, cắn nuốt cô ta thì có thể thăng lên cảnh giới chuẩn tiên. Growl. Long Phi cưỡng chế mở cửu vĩ hóa, chống lại một con rối thiên võ khác. Cửu vĩ đã rất yếu, cũng chỉ là cưỡng ép mở ra, không chịu được bao lâu nữa. Quỳnh! Mà Triệu Bân lại tấn công thi tổ, một kiếm kéo ra cầu vồng. Túc chủ cửu vĩ! Thi tổ liếc nhìn Long Phi, nhận ra trạng thái kia của cô ta. Còn một kiếm của Triệu Bân, ông ta chỉ duỗi ra hai ngón tay, với tu vi thiên võ đỉnh cao của mình, ông ta có thể dễ dàng kẹp lấy mũi kiếm. Thoải mái đánh tan kiếm uy trên thân kiếm. Đáng tiếc là ông ta đã xem thường tên cấp bậc chuẩn thiên này. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, Triệu Bân mở ra trạng thái tóc vàng, tiên lực bùng nổ, lôi điện xé rách, chiến lực tăng thêm, kiếm uy trên thân cũng đạt tới mức cao kinh khủng, kiếm ý đáng sợ nghiền áp mọi thứ dễ như trở bàn tay. Ngươi! Thi tổ biến sắc, chiến lực Triệu Bân quá đáng sợ, thao tác của hắn quá khủng bố, đa dạng mà linh hoạt. Trong chớp mắt yếu thế trước đó đã làm cho ông ta lơ là cảnh giác. Và rồi giây sau, chiến lực hoàn toàn mở ra, kiếm uy tăng tới cực điểm. Mà kiếm ý của đối phương làm tim ông ta run lên. Một tên cấp bậc chuẩn thiên lại có lĩnh ngộ về kiếm cao như thế. Nguyên nhân là vì không ngờ được nên ông ta chẳng kịp đề phòng, hai ngón tay duỗi ra kẹp lấy mũi kiếm rồi nhưng không thể đánh tan kiếm uy, ấn đường bị kiếm ý đâm trọng thương, tạo thành một lỗ máu. Giỏi lắm. Thi tổ hừ lạnh, khí thế thiên võ đỉnh cao hoàn toàn lộ ra, một kích hất bay Triệu Bân. Mà ông ta cũng theo sát đối thủ, ngón tay khô gầy mang theo ánh sáng tịch mịch định đâm vào ấn đường của Triệu Bân, thọc ra một lỗ máu mới xóa được mối hận trong lòng ông ta. Triệu Bân dứt khoát ngừng lại, biến mất trong chớp mắt. Nếu thi tổ này không hiểu biết mình, vậy hắn sẽ để ông ta hiểu biết một chút. Thế nào là thuấn thân tuyệt sát? Phụt! Huyết quang hiện ra. Một cánh tay của thi tổ bị kiếm của Triệu Bân chém đứt. Thiên nhân thuần thân đúng là bá đạo. Chi tiếc là hắn không thể tuyệt sát thị tề, dù sao ông ta cũng là thiên và đỉnh cao. Sao có thể không biết bị pháp phòng thủ nào chứ? Thấy chiều tuyệt sát, phòng thủ xuất hiện. Một sức mạnh biến hóa kỳ lạ chuyển động quanh thân thị tử. Cường chế dịch chuyển ông ta khỏi một kiếm của hắn. Bằng không, với một kích vừa rồi, hắn không chỉ chém đứt cánh tay, mà còn làm đầu ông ta chuyển nhà luôn. Dù vậy, nhiều đó cũng đủ làm thi tổ khó chịu rồi. Cánh tay bị chém đứt một cái thì có ai mà không đau. Thuấn thân. Thi tổ định thân, gương mặt tĩnh mịch trở nên dữ tợn. Chẳng lẽ ông ta ẩn cư quá lâu à?
Sao thế gian lại có một yêu nghiệt thế này, so với hắn, có lẽ Hồng Uyên khi trẻ cũng không sánh bằng. Chỉ chiêu thức thuấn thân tuyệt sát ấy thôi, thiên võ bình thường cũng không phòng bị được. Sau khi trở nên hung dữ, ông ta thè cái lưỡi đỏ như máu ra liếm. Tâm cảnh ông ta khá vững. Đối thủ càng mạnh, ông ta càng hưng phấn. Đợi bắt được tiểu võ tu này, ông ta sẽ ép ra được không ít bí mật, ví dụ như bí pháp thuấn thân kia. Ngoài cái này thì còn có tiên lực và căn nguyên huyết mạch, bất cứ thứ gì trong số đó cũng là tạo hóa nghịch thiên. Thiên thủ đại la. Triệu Bân bay lên trời cao rồi tung một chưởng giáng xuống. Thi tổ hừ lạnh, một ngón tay vạch ra đường cong lửa, thoải mái cắt đôi bàn tay khổng lồ trên trời. Theo đó là cả tảng lớn âm khí tụ thành biển, hung mãnh lao lên trên nhấn chìm Triệu Bân. Phá! Triệu Bân vừa quát lạnh, một kiếm chém tới như dao long vọt lên. Một kiếm này chém vào thi tổ đối diện, ấn đường của lão già này chưa khép lại, còn mở ra mắt thứ ba, đó không phải thiên nhãn, có lẽ là một bí thuật, từ trong đó bắn ra một tia máu. Phụt! Triệu Bân phun máu, trước ngực bị bổ ra vết thương. Chúng một đòn thì sao có thể không đánh trả? Hắn làm hai việc cùng lúc, dùng hồn ngữ lôi, tạo thành lôi quang kiếm quang, đồng thời hắn còn dùng hồn điều khiển khí huyền hoàng, cô đọng chúng thành một tia kiếm khí màu tím. Lôi quang và kiếm quang bá đạo đánh bay thi tổ, kiếm khí màu tím cũng không tầm thường, nó tạo thêm một cái lỗ máu trước ngực thi tổ. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, thi tổ nổi giận. Ông ta vung tay, hai con cự long rít gào bay ra, toàn thân đen ngòm, trông khá giống sát long của lão đạo tử tuyệt. Có điều, hai con rồng này của thi tổ được tụ thành từ âm khí. Triệu Bân không hề nao núng, tiên lực mãnh liệt được tăng thêm trên thân kiếm Long Uyên. Thân kiếm rung lên vù vù, kéo dài vô hạn, kiếm quang phóng to, chém bay đầu một con rồng. Vụt! Con rồng thứ hai còn thảm hơn, nó bị hắn tung một cước đá chết. Thi pháp, hồn tế. Thi tổ quát lạnh, một tay bấm ấn quyết. Sau khi ông ta dứt lời, một quan tài ảo ảnh giáng từ trên trời xuống. Triệu Bân không kịp tránh né nên bị nhốt ngay tại chỗ. Quan tài biến hóa kỳ lạ, trong đó có ngọn lửa u minh thiêu đốt. Thân thể chẳng hề hấn gì, lửa này chuyên dùng để thiêu đốt võ hồn, Triệu Bân bị đốt tới nhăn mặt, võ hồn rung động dữ dội, hồn lực tức khắc bị diệt cả mảng lớn. Nhốt! Thi tổ giáng lâm, một trường đánh tới, giữa những ngón tay có bí văn lưu chuyển, lòng bàn tay hiện ra phù văn khắc lên quan tài ảo ảnh, ông ta muốn dùng thứ này để tăng thêm uy lực cho hồn tế, cưỡng ép luyện hóa Triệu Bân. Muốn nhốt ta sao? Hai mắt Triệu Bân như ánh đuốc. Hắn mở ra thiên cang hộ thể và thi triển thần long vẫy đuôi. Thiên cang hộ thể mạnh mẽ làm nứt cả quan tài ảo ảnh. Thần long vẫy đuôi cũng bá đạo không kém, nó đánh tới chỗ thi tổ, một cái đuôi vung cho ông ta hộc máu. Chu tiên quyết. Triệu Bân theo sát, đánh ra chu tiên quyết. Thi tổ còn chưa đứng vững là đã thành mục tiêu của chu tiên quyết, thân thể lại có thêm một khe máu. Người thi tộc không giỏi đánh nhau, điều này không sai. Dù là thi tổ, ông ta cũng không phải ngoại lệ. Họ lợi hại trong việc điều khiển con rối xác chết chiến đấu nhưng đánh nhau trực diện thì ông ta còn thiếu bản lĩnh lắm, tuy đánh trông ngầu thế nhưng thật ra trình độ đánh nhau rất đáng xấu hổ. Ngươi đáng chết! Tóc tai thi tổ trở nên bù xù rối bời, ông ta tức điên rồi. Thi tổ mở ra một cấm pháp, ở ấn đường xuất hiện hoa văn u minh, khí thế tăng mạnh, chiến lực bành trướng, âm sát khí quay cuồng, bao trùm cả vùng trời. Tới. Triệu Bân không e sợ, trực tiếp xông lên. Giết, thi tổ hét to, lao tới cùng với cả âm sát ngập trời. Quỳnh, bùm, ầm. Hai người một đông một tây, mở bí thuật ra đánh. Cảnh tượng này đúng là trường hợp to lớn. Ngửa đầu nhìn có thể thấy đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Đầy trời, chúng va chạm văng ra tia lửa, lại có quầng sáng đáng sợ không ngừng lan tràn ra bốn phía, nghiền áp hư không khiến nó chấn động dữ dội. Biển rộng nổi sóng cuồn cuộn. Âm thanh nổ tung cũng vang lên ở những phương hướng khác. Đại chiến trên biển vô danh đã tự động chia làm bốn khu vực. Triệu Bân đánh với thi tổ. Cửu Vĩ Long phi chiến với xác chết thiên võ. Ma hậu đối đầu ma tướng thứ nhất. Ma đảo vô danh là chiến trường thứ tư. Đội quân con rối đen thùi lùi bao vây hòn đảo này, vừa tấn công vừa cố thủ, đánh nhau hết sức hăng hái. Nổ chết chúng mày luôn. Các lão bối cũng rất phấn khích, từng chiếc xe nỏ được sắp xếp rất chỉnh tề. Chủ yếu là số lượng khổng lồ.
quân Viễn Chinh đại hạ chạy về Đông Hải để tác chiến, đâu chỉ có sức chiến đấu hung hãn, trang bị cũng cực kỳ chất lượng. Vì muốn tiêu diệt nước Tiểu Nhật, Triệu Bân không chỉ rút bất cường giả từ các nơi khác mà còn rút cả xe nỏ, phân phát cho mỗi người một chiếc, phải tới hơn 10 vạn chiếc. 10 vạn chiếc xe nỏ đồng thời phát nổ thì tiếng nổ trắng trời trắng đất. Con rối tấn công tới nơi liên tục bị nổ tung thành cho bụi. Sớm muộn gì cũng tiêu hao hết. Diêm La mặt quỷ cũng có mặt ở đó, hắn ta cầm kính viễn vọng, dồn hết thị lực nhìn ra xung quanh. Binh lực của đội quân con rối chèn ép quân Viễn Chinh một cách tuyệt đối. Đây mới chỉ là đám con rối, những người điều khiển con rối còn chưa tham chiến nữa mà. Nếu tất cả cũng lao ra thì xe nỏ cũng không hữu dụng. Tu luyện tiêu hao tài nguyên, đánh trận càng tiêu hao tài nguyên. Xe nỏ cứ dùng một chiếc sẽ hao đi một chiếc, không phải cung ứng vô tận được. Đợi khi không còn ưu thế từ xe nỏ, đợi khi con rối tấn công lên đảo, đó mới là trận huyết chiến thực sự. Bị tiêu diệt toàn bộ hay không thì hắn ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ gây ra thương vong nghiêm trọng. Thế nên, họ cần một con át chủ bài lớn hơn. Cũng chính là thiên kiếp của người nào đó. Hôm nay vốn đã là một ngày hoành tráng, nếu có thêm thiên kiếp ngay tại hang ổ của thi tộc chắc hẳn sẽ càng thêm náo nhiệt. Bắt giặc phải bắt vua, tiêu diệt thi tổ và những người điều khiển con rối là được, trận đại chiến này coi như thắng rồi. Nhắc đến Triệu Bân, hắn ta đang cố gắng tìm kiếm. Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên hắn ta nhìn không rõ, chỉ biết bầu trời ở phía xa ngập tràn âm khí, ánh lửa bốc lên tận trời. Đó là trận đại chiến của Thi Tổ và Triệu Bân, hai hướng khác cũng đang đánh nhau rất hăng hái. Hắn ta đang nhìn thì các cường giả điều khiển con rối cũng đang nhìn. Khoảng cách của họ không xa lắm, vẫn có thể loáng thoáng trông thấy được. Chính vì trông thấy nên họ mới sững sờ. Lão tổ của họ đánh không lại cao thủ chuẩn thiên kia. Không chỉ đánh không lại, mà còn bị đánh rất thê thảm. Trong trí nhớ của họ, ngoại trừ lần bị Hồng Uyên của Đại Hạ Tần cho một trận thì thi tổ chưa từng chật vật như vậy bao giờ. Kẻ đó là ai, cường giả của thi tộc nhiều mày. Đờ học đã đóng bụi quá lơ hòa. Không biết gì về thế sự, càng không biết rằng trên đời mọc ra một tên yêu nghiệt với sức chiến đấu quá khó tin cảnh giới chuẩn thiên đối đầu cùng cao thủ thiên về thế nhưng vẫn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Tuy khá kinh ngạc, nhưng họ không lo lắng. Đây là tổ địa của thi tộc, đừng nói là một võ tu chuẩn thiên, dù cho Hồng Uyên của Đại Hạ có đến đây thì cũng không đi nổi. Đừng bao giờ coi thường thi tộc, nếu không hậu quả nghiêm trọng lắm. Đợi khi thu hồi ánh mắt, họ lại vung kiếm, chỉ về phía đảo Vô Danh. Nhiệm vụ của họ là chiếm lấy hòn đảo này, tiêu diệt người trên đảo. Phụt! Lại một dòng máu vẽ ra đường cong giữa hư không. Thi tổ lại bị thương nặng do một luồng kiếm khí của Triệu Bân chém mở vùng ngực, chém đứt vài xương sườn của lão. Vị cao thủ thiên võ này tuy khả năng chiến đấu không ổn lắm, nhưng rất giỏi chịu đòn, vượt xa tưởng tượng của Triệu Bân, hứng chịu bao nhiêu đòn sát sinh mà âm khí vẫn còn ngùn ngụt, quả nhiên rất đúng với câu nói kia, đánh bại cao thủ thiên võ thì dễ chứ giết cao thủ thiên võ thì khó. Á! Thi tổ gào thét, chắc hẳn bị đánh nhiều quá nên tức giận, ông ta dùng hẳn cấm thuật. Có được cấm thuật này, sức chiến đấu tăng mạnh, đến cả mái tóc cũng đổi sang màu đỏ như máu. Nuốt cho ta. Thi tổ thét một tiếng chấn động bầu trời, tạo ra một xoáy lốc khổng lồ. Xoáy lốc đen thui xoay chuyển kịch liệt, cố sức cắn nuốt, mạnh đến nỗi Triệu Bân không thể kháng cự nổi, chỉ trong thoáng chốc không đứng vững đã bị hút vào trong. Sấm chớp bên trong xoáy chốc kêu sẹt sẹt, rơi vào đó còn không đứng dậy nổi. May mà thân thể Triệu Bân mạnh mẽ, có thể chống trụ được. Nếu đổi lại là cao thủ chuẩn thiên khác, chỉ thoáng chốc đã bị cắn xé tan tành. Đùng! Thánh tử của thiên tông không uổng phí hư danh, dù bị nuốt vẫn có thể trốn ra được, đòn đao phách thiên trảm của hắn cưỡng ép xé toạc xoáy lốc. Phụt! Thi tổ thổ huyết, liên tục lùi về sau, chắc hẳn gặp phải phản phệ. Nhân lúc đối phương ôm yếu, phải kết liễu ông ta cho sớm, Triệu Bân đạp trên bầu trời, phong lôi quyết của hắn gần như không gì cản nổi. Thế nhưng không đợi hắn đánh chúng thi tổ đã trông thấy kiếm khí đen thui lao tới trước mặt, nhanh như chớp, đã vậy còn có khả năng định vị, không kịp né tránh. Hắn cũng không tránh nổi, bị chúng đòn nên văng ngược ra ngoài, máu tươi chảy ròng ròng. Chưa hết, không đợi hắn đứng vững, từ phía hông lại xuất hiện sắc đỏ. Huyết mang này còn nhanh hơn và sắc bén hơn cả kiếm khí màu đen ban nãy, lập tức chém đứt một cánh tay của hắn. Vẫn chưa hết.
Sau kiếm khí màu đen và huyết mang còn một luồng sáng trắng nữa, nhẹ nhàng xuyên qua lồng ngực hắn. Sát ý mà nó mang theo rất khó loại bỏ, sau khi tiến vào thể phách của hắn, nó chém bừa chém bậy bên trong. Ba vết thương nặng suýt nữa làm hắn mất mạng. Không chỉ hắn mà Long Phi cũng bị thương nặng, cửu vĩ hóa nguy nga như núi bị một bàn tay lớn đánh tan tác, sau đó là đến ma hậu, không biết chúng đòn đánh từ ai mà hồn thể mỏng đi kha khá. Vẫn còn cao thủ thiên võ. Triệu Bân ho ra máu, lảo đảo trong thoáng chốc mới đứng vững được. Đúng như hắn dự đoán, vẫn còn cao thủ thiên võ, ba phía tây nam bắc ngùn ngụt âm khí, mỗi hướng có một người bước ra. Tuy không phải con rối nhưng mặt ai cũng xám ngoét như tro, đôi mắt khô khốc như vực thẳm, không thể tìm được cảm xúc của con người. Có lẽ vì ngủ đông lâu quá nên trên vai vẫn còn dính bụi bặm, uy lực chèn ép đáng sợ làm đất trời rung chuyển. Ai bảo thi tộc, chỉ có một thi tổ. Thi tộc có bốn thi tổ, đều là cao thủ thiên võ. Mà người đánh nhau cùng Triệu Bân là thi tổ yếu nhất. Không nhìn thì không biết, nhìn thấy mà giật mình. Hóa ra thi tộc có căn cơ mạnh mẽ đến thế. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn sẽ không dám tin. Đừng nói tới hắn, dù đại hạ Hồng Uyên cũng không biết bí mật này. Khủng khiếp như vậy, e là ngoại trừ các phương triều lớn thì không một thế lực nào có thể đỡ nổi công phá từ chúng. Phải biết rằng, chúng không chỉ có bốn vị thi tổ mà còn có một đội quân con rối đáng sợ. Hóa ra thế lực này ẩn giấu trên biển vô danh, nếu chúng ra ngoài gây rối, vậy thì thiên hạ sẽ đại loạn. Phải dùng thiên kiếp thôi. Triệu Bân thầm nghĩ, với cục diện này, không dùng thiên kiếp không được. Đánh một cao thủ thiên võ còn tốn sức chứ nói gì tới bốn vị thi tổ. Đùng, đùng. Biển vô danh vang lên tiếng động ầm ầm, tuy chậm nhưng có tiết tấu. Chăm chú lắng nghe sẽ biết đó là tiếng bước chân đi trên mặt nước, có lẽ vì uy áp quá lớn và quá đáng sợ nên mỗi bước hạ xuống đều khiến hư không nổ đi đùng. Âm thanh này đến từ ba vị thi tổ, có thể nói là phong thái ngời ngời. Thi tổ trước đó bị Triệu Bân đè ra đánh cũng đã đứng vững. Mặt mũi ông ta hung ác, nụ cười cũng trở nên dữ tợn. Các thi tổ khác của thi tộc đều ra ngoài rồi, ông ta thấy tự tin hẳn. Một mình đánh không lại thì quần ẩu, bốn cao thủ thiên võ. Không có chuyện không đánh nổi ngươi. Bốn thi tổ lần lượt đứng ở đông tây nam bắc. Khí thế của họ nối liền với nhau khiến không khí ở khu vực trung tâm xuất hiện tia lửa. Bốn cao thủ thiên võ. Quân Viễn Chinh đại hạ ở phía đảo vô danh không khỏi chấn động. Đến cả Diêm La mặt quỷ trông thấy cũng phải khựng lại. Ai cùng biết thi tề của thi tộc là một kẻ tàn bạo. Nhưng không ngờ thi tộc có tới bến thị tề. Chỉ riêng điều này đã chèn ép La Sinh Môn một cách tuyệt đối. Tuyệt vọng không, các cường giả thi tộc đang điều khiển con rối bao vây tấn công hòn đảo đều nhẹ hàm răng trắng ẩn. Không ai phản bác, lòng dạ Quân Viễn Chinh đại hạ lạnh ngắt như hầm băng. Không hổ là thi tộc, cũng không hổ là hang ổ của thi tộc, quả nhiên căn cơ rất mạnh và bá đạo. Không tính đến con rối và các cường giả khác, chỉ riêng bốn cao thủ thiên võ này đã đủ khiến họ kinh ngạc, giống như bốn ngọn núi lớn đè lên trái tim họ. Họ đâu chỉ trúng thưởng. Họ còn trúng ngay giải đặc biệt nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì e là họ sẽ nhận được một chuyến du lịch tới thẳng Hoàng Tuyền rồi. Triệu Bân không nói, chỉ liếc mắt nhìn Long Phi. Long Phi tự hiểu ngụ ý của hắn, kéo lê tấm thân bê bết máu, lảo đảo bước xuống khỏi hư không. Bởi vì Triệu Bân chuẩn bị mở thiên kiếp thiên võ rồi, cục diện hiện giờ đã rơi vào bế tắc, cần một trận thiên kiếp để phá vòng vây. Trước khi hắn độ kiếp, thu dọn trận địa là điều rất cần thiết. Tùm! Long Phi rơi thẳng vào đại dương, tìm kiếm ma hậu đã hôn mê. Cô ta mang theo ma hậu, bước đi dưới đáy biển, lén lút trốn ra khỏi khu vực này, không tới đảo vô danh vì bên đó cũng đang đánh nhau túi bụi, thế giới không gian di động cũng dừng rồi, lên bờ là tốt nhất. Trên thực tế, bốn thi tổ đều nhìn thấy rõ ràng khi cô ta trốn đi. Chẳng qua họ chẳng thèm bận tâm, chỉ chăm chú nhìn Triệu Bân. Theo suy nghĩ của họ, tên tiểu tử này mới là một báu vật. Còn đám tôm tép trên đảo vô danh, công chúa của đại hạ và võ hồn cấp chuẩn thiên kia, cứ đợi lát nữa xử lý cũng không muộn. Đây là tổ địa của thi tộc, trừ khi họ mở cấm chế, nếu không chẳng ai ra ngoài được. Chạy, cứ chạy tiếp đi. Chạy được ra ngoài thì bọn ta theo họ ngươi. Khoanh tay chịu trói đi, đỡ phải chịu khổ, thi tổ thứ nhất lãnh đạm nói. Sao thế, định bốn đánh một à? Triệu Bân vừa nói vừa lặng lẽ liếc mắt nhìn Long Phi.
Thực tế chứng minh, hắn cứ chần chừ không chịu độ kiếp là lựa chọn rất đúng đắn. Nếu lãng phí thiên kiếp từ trước, vậy thì hôm nay hắn chết chắc, bao gồm cả 10 vạn quân Viễn Chinh đại hạ, bao gồm công chúa đại hạ, vợ của ma quân và sát thủ hàng chữ thiên. Đều bỏ mạng tại đây. Keng! Hắn vung kiếm đánh trận giả rồi quay người chạy đi, muốn kéo giãn khoảng cách xa hơn với Long Phi và Ma Hậu. Lần đầu tiên hắn độ thiên kiếp chuẩn thiên, không biết phạm vi sẽ tới mức nào, không thể để người nhà mình chịu trận được. Phương hướng mà hắn lao đi rất được chú trọng. Hắn nhắm về phía thi tổ thứ tư. Sở dĩ thi tổ thứ tư này chính là người bị hắn đánh cho tơi bời trước đó, theo xếp hạng thì lão là người yếu nhất, thế nên trong 4 thi tổ, lão mới xếp hạng thứ tư. Người đi được chắc, thi tề thứ tự nghiến răng nghiến lợi vùng trương qua không khí. Triệu Bân không sợ, dùng di thiên phá được bàn tay kia, đến cả thi tề thứ tư cũng bị hất văng ra ngoài, vì điều này, hắn cùng Trương Nhất Kiểm từ thi tề thứ hai, sống lưng bị chém ra một vết thương. Triệu Bân không ngớ ngó ngàng gì, vượt qua thi tề thứ tư để chạy về phía đông. 4 thi tổ hợp sức, nhanh như cắt, đuổi theo hắn không chịu nhả, vừa đuổi vừa đánh. Lại là đao mang kiếm quang bay ngập trời. Âm sát cuồn cuộn như nhấn chìm cả không gian. Những nơi mà họ đi qua, sóng lớn cuộn trào đóng băng thành vụn băng. Ở lại, thi tổ thứ ba khẽ hầm hừ, trên trán xuất hiện con mắt thứ ba. Đây là một thiên nhãn, cực kỳ yêu dị, nhắm vào Triệu Bân rồi đổi vị trí của hắn. Triệu Bân đang trốn đi bỗng chốc bị đổi vị trí trở về, vốn là chạy trốn mà bỗng chốc rơi vào vòng vây của các thi tổ. Keng! Hắn còn chưa kịp đứng vững, thì tổ thứ nhất đã lao tới. Máu me tóe ra, lồng ngực Triệu Bân bị đâm thủng một lỗ. Cút! Triệu Bân quát lên, dùng võ hồn điều khiển sấm chớp, đẩy lùi thi tổ thứ nhất. Thi tổ thứ nhất tỏ ra ngạc nhiên, trước đó khi quan sát trận đấu, lão còn mắng thi tổ thứ tư là kẻ vô dụng, đến cả một võ tu chuẩn thiên cũng không hạ được. Bây giờ chúng đòn của Triệu Bân mới biết tên tiểu tử này rất mạnh, theo lão thấy. Chắc hẳn được trợ giúp từ huyết mạch, còn cả trạng thái tóc vàng cũng cực kỳ bá đạo. Phụt! Khi lão đang ngạc nhiên thì Triệu Bân lại phun máu. Đó là đòn tấn công từ thi tổ thứ hai, kiếm khí do âm khí ngưng tụ thành suýt chút nữa đã chém chết Triệu Bân. Phong ấn! Thi tổ thứ ba quát lên, vung trưởng khiến Triệu Bân lảo đảo. Thế nhưng, phong ấn ở cấp độ này không thể cầm chân thánh tử Thiên Tông, hắn dùng thần long vẫy đuôi hất văng lão. Đúng lúc thi tổ thứ tư lao tới nên gặp ngay đòn đánh này, bị dư chấn đẩy lùi. Keng! Thi tổ thứ nhất lại lao tới, lại là một ngón tay. Nhất chỉ thần thông của lão già này đúng là bá đạo thật, ban nãy hắn dính phải một ngón tay mà lúc này vẫn còn nhe răng nhếch miệng, bởi vì sát ý không ngừng làm loạn trong cơ thể hắn, không thể nào đè nén được. Một ngón tay lần này còn khóa chặt mục tiêu hơn lúc nãy, hắn khó lòng tránh được. Nếu đã không né được thì phải tìm ai đó chịu tội thay. Hắn dùng di thiên hoán địa, đổi vị trí cho thi tổ thứ ba. Phụt! Máu bắn ra. Thi tổ thứ ba hộc máu ngay tại chỗ lào hứng chịu một ngón tay vẫn dành cho Triệu Bản nói thật lòng, cảm giác chẳng ra làm sao chết tiệt. Thi tổ thứ ba giận dữ, trở tay lấy ra một tấm gương đen thui. Lúc mới nhìn, ai không biết còn tưởng đấy là ma tâm kính ấy chứ, nhưng thứ này khủng khiếp hơn ma tâm kính rất nhiều. Tấm gương tuy nhỏ, nhưng ánh sáng đen mà nó hắt ra chiếu rọi khắp cả một vùng. Phụt! Triệu Bân bị thương, bị gương đen chiếu cho thổ huyết. Mỗi một luồng ánh sáng từ tấm gương đều có khả năng xuyên thấu, bất chấp chân nguyên hộ thể, tấn công trực diện vào thể phách. Thế nhưng thi tổ thứ ba dường như cũng không khá hơn là bao, dùng tấm gương đen kia tiêu hao rất lớn, khí thế giảm hẳn một cảnh giới, gương mặt già nua cũng nhợt nhạt hơn hẳn. Ban nãy vì quá phẫn nộ. Không kịp suy xét nên lão mới chọn một vật với khả năng công phá vô song nhưng tiêu hao cực nhiều như thế. Chấn áp. Thi tổ thứ nhất cất giọng khô khốc, bấm quyết bằng một tay. Các thi tổ khác cũng vậy, kết ấn quyết giống y hệt nhau. Quỳnh. Trong thoáng chốc, đất trời rung lắc. Một cỗ quan tài khổng lồ nhưng hư ảo được diễn hóa ra từ 4 người này, Triệu Bân vừa đứng vững đã bị nhốt vào bên trong quan tài. Âm khí bên trong đó điên cuồng tạo ra sấm chớp. Một thứ hàn khí lạnh thấu xương đánh thẳng vào linh hồn hắn, cứ cảm giác như sa chân xuống địa ngục, bị từng con lệ quỷ nhìn chằm chằm. Điều này vẫn chưa là gì. 4 vị thi tổ liên kết với nhau đâu thể đơn giản như vậy được. Điều khiến hắn kiêng dè là một thứ sức mạnh luyện hóa biến thành biển lửa đen ngòm đang cố sức nhấn chìm hắn.
chân nguyên và tiên lực dồi dào cùng sức mạnh huyết mạch tràn trề của hắn không địch lại nổi luyện hóa, dần dần bị tiêu diệt. Mở ra cho ta. Ánh mắt Triệu Bân sáng quắc như đuốc, vung quyền đấm vào quan tài. Sau một tiếng đùng, nắm đấm của hắn như đấm vào kim loại, dư chấn khiến Triệu Bân ho ra máu. Hắn không tin, vung thêm nắm đấm, thậm chí giơ kiếm chém vào nó, vẫn là âm thanh kim loại va chạm. Cỗ quan tài này tuy là hư ảo, nhưng vô cùng chắc chắn, hay nói cách khác, hoa văn lưu chuyển trên quan tài là hoa văn cấp tiên vô cùng chắc chắn, dù là uy lực từ nắm đấm hay kiếm ý cũng bị loại bỏ trong phút chốc, đã vậy còn mang đến vết thương phản phệ. Hai lần tấn công, hắn chẳng những không phá được cỗ quan tài mà còn làm chính mình bị thương không nhẹ. Sao không chạy nữa? Thi tổ thứ ba mỉm cười dữ tợn, lão đã nghĩ xong cách làm thế nào để hành hạ Triệu Bân. Thi tổ thứ tư mỉm cười còn dữ tợn hơn, nham hiểm như lệ quỷ. Muốn chết à, đâu đơn giản đến thế. Triệu Bân không ngó ngàng, hắn rất tự giác xách ra chiếc đàn đá. Nếu đến cả đàn đá cũng không phá nổi, vậy thì chỉ có thể mời bốn vị cùng bị sét đánh thôi. Vật của tiên gia. Trông thấy đàn đá, đôi mắt của bốn vị thi tổ sáng quắc lên. Không ai ngờ nghịch nên họ biết đây là đồ tốt, chắc chắn là tiên vật thực thụ. Đã vậy còn là tiên vật không tầm thường. Khi bốn người nhìn sang thì Triệu Bân đã quơ đàn đá nện vào cỗ quan tài. Âm thanh rất dễ nghe nhưng đòn tấn công này dường như chẳng có tác dụng mấy, chỉ khiến cánh tay hắn đầm đìa máu tươi vì dư chấn. Hắn muốn tặng một tiếng hô kinh ngạc và tặc lưỡi cho bốn vị thi tổ, cấm pháp mà bốn vị liên thủ cùng nhau để tạo ra quả nhiên không phải vật trang trí, bất kỳ võ tu chuẩn thiên nào bị nhốt bên trong cũng chết chắc. Kể cả một cao thủ thiên võ hoàn toàn dạng như lão đạo tử tuyệt cũng chưa chắc đã thoát thân được. Ta sẽ luyện ngươi thành con rối. Đời đời kiếp kiếp bị trà đạp dưới chân ta. Thi tổ thứ tư vẫn là người nở nụ cười hung tàn nhất. Ba vị thi tổ khác tỏ ra khiêm tốn, nhưng đôi mắt khô khốc nào cũng tràn ngập vẻ thèm thuồng tham lam. Họ muốn luyện tên tiểu tử này thành con rối, nhưng trước đó, phải lột sạch gia sản của hắn đã. Đùng! Hồi đáp họ là một tiếng sấm. Bốn người nghe thấy bèn vô thức ngước lên, đập vào mắt họ là mây đen vần vũ, sấm chớp lóe ra từ đụn mây. Mỗi một tia sấm chớp đều mang theo uy lực hủy diệt, không chỉ chói mắt mà còn khiến người ta thấy run rẩy. Thiên kiếp! Bốn vị thi tổ đồng loạt biến sắc. Họ chắc chắn không nhìn nhầm được, đó là thiên kiếp. Ý chí của trời xanh là thứ mà loài người không thể mô phỏng được, cho dù họ đều là cao thủ thiên võ nhưng vẫn sợ thiên kiếp như thường. Sấm chớp cỡ đó mới thực sự có sức hủy diệt. Vậy thì vấn đề đặt ra, đây là thiên kiếp của ai? Bốn người nhìn chằm chằm vào Triệu Bân, rõ ràng là thiên kiếp của tên này. Chính vì nhận ra điều ấy nên họ mới sững sờ, tên tiểu tử này còn chưa độ kiếp. Chưa độ kiếp đã mạnh đến thế sao? Có lẽ họ đã đóng bụi lâu quá rồi, hóa ra trên đời có kẻ yêu nghiệt đến vậy. Thiên kiếp! Cùng lúc đó, bên phía đảo vô danh cũng vọng ra tiếng kinh hô. Tất nhiên quân Viễn Trinh đại hạ đều biết đó là thiên kiếp của Cơ Ngân. Đám đông không hề thấy bất ngờ. Cục diện đã rơi vào bế tắc, đến lúc dùng quân át chủ bài cuối cùng rồi. Sắc mặt của các cường giả thi tộc lại cực kỳ khó coi. Đây là tổ địa của thi tộc đấy, cộng cả con rối vào cũng phải mấy chục vạn người, định độ kiếp ở đây á. Mơ! Tiếng hét được thiên kiếp trợ lực của Triệu Bân vang vọng khắp biển vệ danh phong thái của tên này người sáng. Hắn quả thực có đủ tự tin, hắn vừa dứt lời, sấm sét từ trên trời dội xuống, cỗ quan tài mà đàn đá cũng không nên vi ệ được lập tức bị sấm sét chẻ ra một cách dễ dàng, đồng thời hất văng luôn bến vị thi tể đùng. Triệu Bân bước lên 9 tầng mây, cầm kiếm chỉ lên trời, dẫn dắt hàng triệu tia sét. Thiên phạt, lôi đình vạn cân. Lời nói của hắn thực sự có uy lực của lôi đình vạn cân. Kiếm chỉ xuống, hàng triệu tia sét cũng giáng xuống, bao phủ khu vực này. Tránh đi! Thi tổ thứ nhất thét lên, dẫn đầu đám người trốn đi nơi khác. Đâu cần lão phải hô lên, ba vị thi tổ khác cũng chạy cực nhanh. Đúng là đánh giá đối phương thấp quá rồi, mẹ kiếp, còn giấu được cả thiên kiếp. Niềm vui bất ngờ này làm họ không kịp trở tay, uy lực của thiên kiếp này mạnh hơn tất cả thiên kiếp mà họ từng trông thấy, mạnh đến nỗi họ phải chật vật chạy trốn, không dám đối đầu. Thiên kiếp luôn công bằng. Người ở tu vi nào thì gặp thiên kiếp ở tu vi ấy, trừ phi người chịu thiên kiếp bị động có cùng mức độ yêu nghiệt với tên tiểu tử, nếu không, làm gì có ai dám tùy hứng dạo chơi dưới bầu trời ngập tràn thiên kiếp của hắn chứ.
Đùng, đùng uỳnh uỳnh. Hàng triệu tia sét giáng xuống. Bốn vị thi tổ chạy rất nhanh, nhưng sấm chớp còn nhanh hơn, không ai thoát được, bị sét đánh không lệch lần nào. Không nói tới thi tổ thứ tư vốn bị thương nặng, tới cả thi tổ thứ nhất mạnh nhất bọn cũng lập tức bị sét đánh toác ra toác thịt. Đứng trước mặt thiên kiếp thì tu vi hay căn cơ gì đó cũng biến thành vật trang trí hết. Phụt! Người bị thương không thể thiếu Triệu Bân được. Đây là thiên kiếp của Triệu Bân nên người đầu tiên bị đánh trúng là hắn. Cơ thể như được đúc bằng vàng lập tức nhuốm màu đỏ tươi nhưng cơ thể như thép như sắt của hắn vẫn chống chọi được. Nếu không phải là thiên kiếp đặc biệt thì vốn không thể nào lấy được mạng của hắn. Hắn cũng đã từng gặp phải thiên kiếp đặc biệt, là thiên kiếp thánh thú ở Di Chỉ Ma Vực, rất mạnh và bá đạo, suýt bổ hắn thành tro. Chạy đi đâu? Tiếng hét lạnh lùng của Triệu Bân còn mang theo cả sấm sét, khiến bầu trời rung chuyển. Bốn thi tổ không dám đứng đó hứng sét mà bay phi thân bỏ chạy, còn Triệu Bân thì cầm kiếm bạt mạng đuổi theo sát sao. Mà hắn đuổi theo cũng không có gì, thiên kiếp lại bám sát như hình với bóng, thi tổ không sợ Triệu Bân mà là sợ thiên kiếp của hắn. Khi thấy sấm sét dập trời, uy nghiêm thiên võ lập tức tan biến, chạy thoát thân mới quan trọng nhất, mẹ kiếp, đúng là gặp ma gặp quỷ mà, đóng bụi bao nhiêu năm, không ngờ vừa ló mặt là gặp người độ kiếp ngay tổ địa. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân đuổi theo một đoạn thì vung kiếm chĩa về phía dưới. Hắn đội thiên kiếp xuất ra ngự kiếm phi tiên, cảnh tượng rất hoành tráng, kiếm khí giáng từ trên trời xuống, có thiên uy thêm vào, lôi điện vần quang, mưa kiếm như giông tố có sấm sét, bẻ gãy nghiền áp. Bốn thi tề gặp tai ương, bị bề tới máu xương tung tóe. Cảnh giới thiên và thì đã sao, gặp phải thiện kiếp thì vẫn cứ yếu đuối như thường, mẹ nó, đáng chết. Bốn thi tổ nổi giận mắng chửi. Họ dùng lời lẽ nặng nề nhất nhưng làm ra việc nhục nhã nhất, mắng cho sướng miệng nhưng chân lại bỏ chạy chối chết, tên nhóc đó quá yêu nghiệt, thậm chí thiên kiếp của hắn cũng đáng sợ tới thế. Có vài loại thiên kiếp, họ dám đối đầu nhưng với một số loại, họ không dám đụng vào. Đáng chết! Người mắng chửi còn có các cao thủ thi tộc. Không phải tất cả các cao thủ của thi tộc đều đã được hóa giải phong ấn, mà còn rất nhiều người đang bị phủ bụi. Triệu Bân là trùng hợp đi ngang qua. Họ lại vô tình nằm trong phạm vi của thiên kiếp nên tất cả đều bị sét bổ, chỉ có một vài kẻ nằm ngoài, còn lại đều táng thân trong thiên kiếp, họ bị sấm sét đánh thành tro, có người còn chưa thoát khỏi phong ấn, vẫn còn đang ngủ say là đã bị thiên kiếp tiễn đến quỷ môn quan rồi. Một cảnh tượng rất đáng sợ. Dưới thiên kiếp là từng màn tai ương đẫm máu, mặt biển cuồn cuộn đã bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, trời mới biết có bao nhiêu người đang nấp bên dưới, bây giờ tất cả đều bị thiên kiếp ép xuất hiện. Bị đánh thành cho hết lớp này đến lớp khác. Uỳnh, bùm. Sấm chớp càn quét biển vô danh. Thiên kiếp chuẩn thiên của Thánh Tử Thiên Tông thật sự rất đáng sợ. Uy lực của thiên kiếp lan ra tứ phương, mạnh cỡ cảnh giới thiên võ mà cũng không dám đối đầu trực tiếp. Đâu ai ngờ những boss lớn này lại bị một tên tiểu bối cảnh giới chuẩn thiên đuổi đánh, phải chạy trốn khắp cả vùng biển. A! À, bốn thi tổ hét lớn, mắt đỏ ngầu như sắp chảy ra máu. Lúc bỏ chạy, bọn họ vẫn không quên ngoái đầu nhìn, ánh mắt đầy vẻ hung ác và dữ tợn. Thể ánh sáng. Triệu công tử thừa thắng xông lên, lập tức dùng thể ánh sáng, phép này cũng được gia tăng sức mạnh bởi thiên uy, giây phút đó hắn dường như biến thành một mặt trời, ánh sáng chói lóa thắp bầu trời tối đen sáng như ban ngày. Bốn thi tổ rên rỉ khó chịu, hai mắt lập tức tối đen. Trạng thái bình thường của thể ánh sáng thì không có gì cả nhưng đó là thể ánh sáng có thêm sức mạnh thiên uy, trước mắt không chỉ tối đen mà nơi khóe mắt còn chảy ra máu tươi, đau tới tận linh hồn, đến cả khả năng cảm ứng cũng bị ảnh hưởng, trong thời gian ngắn bọn họ không thể nào nhìn thấy lại được mà đều sẽ biến thành kẻ mù. Chờ thiên kiếp kết thúc sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Bốn thi tổ hét lớn, tiếng hét phát ra từ tận trong tâm hồn. Nếu trước đó họ còn có thể mắng người thậm tệ, chân lại làm ra việc nhục nhã nhất là bỏ chạy thục mạng, giờ ai cũng chảy máu hai mắt, đầu tóc rối bời, thê thảm đến mức không thể nào thê thảm hơn. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Bân hét lớn, dù máu me đầm đìa, dù phải gồng mình hứng chịu thiên kiếp thì hắn vẫn có thể chạy nhảy như thường. Hắn dẫn sét rồi liên tục tấn công, sấm sét với sức mạnh mang tính hủy diệt, hễ chỗ nào có hắn và thiên kiếp đi qua thì gần như không có sinh vật nào còn sống nổi. Đánh hay lắm. Bên phía biển vô danh là tiếng hò reo đầy phấn khích. Mặc dù các cao thủ đại hạ không nằm trong khu vực đó nhưng họ có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó, nghe tiếng gào thét của thi tề là biết thê thảm cờ nào,
đã nói rồi mà, một khi có sự trợ từ sấm chớp thì ai kia sẽ còn mạnh hơn cả trăm vạn hùng bệnh. Nhìn ra ngoài đảo, các con rối xác chết đã ngừng tấn công. Hay nói cách khác, là các cao thủ điều khiển chúng đều đã bỏ chạy tán loạn, tất cả đều sợ bị sét đánh chúng, đến cả thi tổ cũng không dám đương đầu với thiên kiếp thì nói gì đến bọn họ, giáp mặt một cái là sẽ tan thành cho bụi ngay. Thực tế thì ai kia đã thực sự tấn công qua. Hắn tính toán rất chính xác, lúc đuổi giết thi tổ thì cũng không quên tiến gần về phía này, không phải diệt con rối xác chết mà là giết người điều khiển những con rối xác chết, đánh giặc phải bắt vua trước, giết được người điều khiển thì con rối xác chết sẽ tự ngã xuống. Phụt, cảnh tượng máu me xuất hiện ngay sau đó. Rất nhiều người thi tộc phun máu, lớp này nối tiếp lớp kia bị đánh thành tro, xương máu đỏ thắm cuồn cuộn bay lên trời, sóng lớn ồ ạt cũng bị máu nhuốm đỏ. A, à, tiếng kêu la thảm thiết như tiếng oan hồn đang than khóc. Cái này hiệu quả hơn xe nỏ nhiều. Diêm La mặt quỷ đứng trên đỉnh núi, cầm kính viễn vọng quan sát, vừa xem vừa suýt xoa tặc lưỡi, thiên kiếp giống như một bàn tay hủy diệt cả thế giới. Đi đến đâu là càn quét đến đó, xe nỏ không thể có được uy lực như thế. Cẩn thận bốn thi tổ đánh vào. Giọng nói nghiêm nghị của Hắc Huyền vang khắp tứ phương. Nỗi lo lắng của ông ta không phải là vô cớ, nếu thi tổ thật sự bị ép đến nổi điên thì rất có thể sẽ đánh đến đây, trà trộn vào trong quân Viễn Chinh đại hạ. Khi ấy, nếu Triệu Bân muốn dùng thiên kiếp để bẫy đối thủ thì hắn sẽ phải cân nhắc nhiều. Chỉ sợ đám già đó không đến thôi. Các cao thủ đại hạ nắm chặt binh khí trong tay, ánh mắt rực lửa. Mặc dù khi đối mặt với cảnh giới thiên võ, ai trong số họ cũng chỉ là một con kiến hôi vô danh, nhưng kiến tụ với số lượng đủ lớn thì sức chiến đấu cũng sẽ mạnh lên. Trong 10 vạn đại quân, người yếu nhất cũng là địa tạng đỉnh cao nên dù thi tổ có đến, phe đại hạ của họ cũng dám đánh trực diện, đánh cho đối phương biến thành tro. Căn cơ của bọn họ cũng là thứ mà thi tổ kiêng dè. Bốn thi tổ đã bị sét bổ vài lần, còn bị trúng đòn thể ánh sáng, không nhìn thấy gì nữa rồi. Hiện tại, chẳng trong số bốn người còn có thể đạt tới trạng thái mạnh nhất, có thằng ngu mới lên đảo vô danh tìm cảm giác kích thích. Họ là tép siêu, nhưng giờ phải xem là tép siêu hạng mấy, số lượng quá nhiều cũng rất đáng sợ. Đạo lý tương tự này, Triệu Bân cũng hiểu. So với quân Viễn Chinh đại hạ thì hắn lo lắng cho Long Phi và Ma Hậu hơn. Nhưng cũng không có gì đáng ngại. Hướng mà Long Phi và Ma Hậu trốn đi ngược hướng với hắn, họ chạy khá xa, ẩn nấp cũng rất kỹ, bốn vị thi tổ muốn tìm họ e rằng cũng không đơn giản đến vậy. Bây giờ bốn vị thi tổ dường như cũng không có ý định này, chỉ một lòng muốn chạy thoát thân. Keng! Triệu Bân lại vung kiếm, sấm sét theo đó mà hai giáng xuống, đám cường giả thi tộc đang ở trong vực này đều bị sét đánh, cứ 10 người thì phải có 9 người bị sét đánh trực điện, cháy thành tro luôn đùng. Đùng uỳnh uỳnh! Có lẽ vì thiên kiếp quá mạnh, cũng có thể vì thiên uy quá đáng sợ mà không gian này đang rung lắc, càn khôn ẩn giấu bên trong bị đẩy ra nhiều hơn. Triệu Bân đảo mắt nhìn bốn phía, có thể loáng thoáng thấy được từng hoa văn bí ấn. Là sấm sét từ thiên kiếp của hắn phá hủy một số góc trận ẩn mình mới khiến hoa văn bị lộ ra ngoài. Cũng có nghĩa là, thế giới không gian gần như vô khuyết này đã bắt đầu hư hại rồi. Đây là một tin tốt. Nếu độ qua được thiên kiếp mà vẫn bị nhốt ở thế giới này thì họ cũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Hắn được mấy cân mấy lạng thì lòng hắn tự biết, dù có thiên kiếp trợ uy cũng khó tiêu diệt được thi tổ. Bốn kẻ đó không hề ngốc, sẽ không đứng im để sét đánh đâu. Nếu họ thực sự liều mình chạy trốn, hắn khó lòng đuổi kịp. Bây giờ hay rồi, thiên kiếp đã làm hỏng không gian. Như thế thì hắn có thể tìm được khe hở, xé rách nó và lao ra ngoài. Thế giới bên ngoài có lẽ vẫn còn nguy cơ, nhưng dù sao cũng khá hơn là bị nhốt ở vùng biển này. Mà bây giờ điều hắn phải làm là cố gắng tiêu diệt cường giả thi tộc, càng nhiều càng tốt. Nếu có thể, hắn sẽ dốc hết sức lực để giết một vài thi tổ, tuy rằng khả năng này vô cùng nhỏ. Đi đâu hả? Tiếng hét của Triệu Bân vang vọng khắp biển vô danh. Đội theo sấm sét trên đầu, Triệu Bân xách thanh kiếm diệt thế, họ đi đến đâu hắn chém đến đấy. Cũng có nghĩa là họ đi đến đâu hắn giết đến đấy. Không ai dám tiến tới, không ai dám đối đầu, trên có thi tổ, dưới có tiểu binh, tất cả đều đang trốn. Vừa trốn vừa gào thét, về cơ bản là những lời chửi mắng và gào giống, chỉ đợi thiên kiếp kết thúc. Triệu Bân coi như không nghe thấy. Chỗ nào đông người thì hắn lao tới chỗ đấy, chém giết tối mặt tối mũi. Thế giới không gian đang yên đang lành bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.
đất tổ thi tộc bám bụi nhiều năm nay thực sự biến thành mồ chôn. Không biết tới lúc nào, tiếng nổ đì đùng mới tản đi. Thiên kiếp kết thúc rồi, không còn thấy hàng triệu tia sét nữa. Chỉ còn sót lại một bóng người đầm đìa máu me lảo đảo trên hư không, tất nhiên là Triệu công tử. Bị sét đánh một trận, thương tích của hắn rất thê thảm, tóc tai rũ rượu, toàn thân chi chít vết máu, mỗi một vết thương đều vương vấn lôi khí. Đó là sát ý của thiên kiếp, đến giờ vẫn còn không ngừng hủy diệt tinh khí của hắn. Đùng, binh. Cùng với bốn tiếng nổ, bốn vị thi tổ vốn đang chạy trốn lại quay trở về, cũng như lúc trước, họ lần lượt chiếm giữ bốn hướng đông tây nam bắc. Ai nấy toàn thân đầy vết thương, gương mặt máu thịt lẫn lộn còn dữ tợn hơn cả lệ quỷ. Chẳng trách họ là thi tổ, căn cơ thiên võ quả thực bá đạo và mạnh mẽ, chí ít thì họ chịu đòn rất giỏi. Bao nhiêu sấm sét mà không đánh chết được họ. Không chỉ biến vị thi tể quay trở lại, cường giả thi tộc cùng bao vây hắn từ bến hướng, dù không ít người đã chết trong thiên kiếp, phương tâm đội hình của họ vẫn rất hùng hậu, những đôi mắt phằn tả máu vừa hung tàn vừa bạo ngược. Từ khi thi tộc thành lập, họ chưa từng chịu đột kích nào lớn đến thế, một tiểu bối cảnh giới chuẩn thiên mà biến đất tế của họ thành một đống hoang tàn, có trời mới biết bao nhiêu người đã bị chiên việc Triệu Bân không nói, hắn khê nhíu mày. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ thiên kiếp đã kết thúc, nhưng với tư cách là người độ kiếp, hắn cảm nhận rõ ràng thiên kiếp vẫn chưa kết thúc, một thứ thiên kiếp đáng sợ hơn đang hình thành, chẳng qua nó chưa giáng xuống mà thôi. Về điều này, hắn không hề thấy bất ngờ. Năm xưa, khi ở Di Chỉ Ma Vực, thiên kiếp địa tạng của hắn cũng dẫn theo kiếp thánh thú Kỳ Lân, khi ấy hắn vẫn chưa có huyết mạch đặc thù, bây giờ sở hữu thêm huyết thống nghịch thiên, không thể nào không có thiên kiếp đặc biệt. Hắn biết nhưng người ngoài không biết. Giống như bốn vị thi tổ và cường giả thi tộc đang lao tới từ khắp nơi, chuyện thiên kiếp, đừng nói là cường giả thi tộc, đến cả thi tổ cũng không phát hiện ra, nếu không chẳng thể nào ngờ nghịch nhào tới. Cũng tốt, tụ tập lại cũng tốt, hắn đỡ mất công truy đuổi khắp hải vực. Độ kiếp mà, đông người mới náo nhiệt. Dừng, Hắc Huyền đang lao về phía này đột nhiên đứng lại. Cường giả đại hạ phía sau cũng đồng loạt dừng chân. Họ chạy tới trợ chiến cho cơ ngân mà, sao lại dừng rồi? Chuyện gì thế, không ít người hỏi. Hắc Huyền không nói, cầm kính viễn vọng, dồn hết thị lực nhìn qua bên đó. Từ phía này có thể loáng thoáng trông thấy Triệu Bân đứng giữa hư không như một tấm bia đá. Điều này rất bất thường. Đáng lý ra, độ kiếp xong hắn phải trốn đi mới đúng. Tên tiểu tử này đứng đó bất động, đợi bị vây đánh sao? Thời cơ thử thách độ ăn ý của họ tới rồi. Đôi mắt già nua của Hắc Huyền lóe lên ánh sáng, cơ ngân đứng đó bất động, hiển nhiên đang chuẩn bị đại chiêu. Đại chiêu gì thế? Một thứ thiên kiếp đáng sợ hơn. Nếu họ không đoán sai thì thiên kiếp của hắn vẫn chưa kết thúc. Với mức độ yêu nghiệt của cơ ngân, thiên kiếp đâu chỉ là một trận sấm sét. Có kinh nghiệm từ trước đó, ví dụ như trận thiên kiếp ở Di Chỉ Ma Vực, sau khi thiên kiếp bình thường tan đi, vẫn còn kiếp thánh thú Kỳ Lân. Nếu thật sự là thế thì mọi thứ thông suốt rồi. Với mức độ hiểu biết của họ về cơ ngân, tên này sẽ không đứng đợi bị người khác giết, mà đợi để giết người. Bốn vị thi tổ và đám cường giả thi tộc đã bao vây hắn rồi, đâu chỉ kéo đàn kéo đống, mà là đàn đống rất đông. Thế nên mới nói, không thể lao tới một cách ngu ngốc được. Nhìn đi, có đôi lúc ăn ý còn linh nghiệm hơn cả cảm ứng. Tới cả biến vệ thi tề cấp thiên và còn không hay. Biết gì mà họ lại phân tích đâu ra đó, cùng phải trách thi tộc đảng bụi quá lâu, cách biệt với thiên hạ với thế giới bên ngoài, không biết chuyện trong nhất là chuyện liên quan tới cơ ngân, nếu biết đến trận thiên kiếp của cơ ngân ở Di Chỉ Ma Dực, chắc hẳn lúc này sẽ không một ai dám tới gần hắn. Rút lui, về đào vệ danh, Hắc Huyền và Bạch Huyền lép túc ha lênh. Rút lui, quân viễn trình đại hạ sừng người, họ chạy tới trợ chiến đâu thể có chuyện rút lui được. Thiên kiếp vẫn chưa hết. Hắc Huyền và Bạch Huyền không nhiều lời chỉ nói một câu như vậy. Lời này nói ra, tất cả mọi người nhướng mày. Đã là Hắc Huyền và Bạch Huyền lên tiếng thì họ sẽ không nghi ngờ, khi lui về sau còn ngoái đầu nhìn lại và hít một hơi thật sâu. Họ vừa lo lắng vừa mặc niệm cho thi tộc, sắp có lễ hội sét đánh quy mô lớn rồi. Chạy đi nào! Sao không chạy nữa? Thi tổ thứ tư lao tới trước tiên, bước chân của lão khiến hư không rung lên bần bật. Triệu Bân liếc xéo thi tổ thứ tư, con mắt bên nào của ngươi trông thấy ta chạy hả? Tiếng nổ liên tục vang lên,
ba vị thi tổ khác không phân biệt trước sau cùng với cường giả của thi tộc đen thui như hạt vừng nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Bân từ trên trời lao xuống, đâm vào biển người. Giết! Vẫn là thi tổ thứ tư xách theo huyết kiếm lao lên trước tiên. Thế nhưng không đợi nhát kiếm của lão chém ra đã thấy một luồng sấm sét từ trên trời cao giáng xuống, nhắm rất chuẩn, lực sát thương rất mạnh, thi tổ thứ tư dù là cảnh giới thiên võ vẫn bị sét đánh cho máu thịt tung tóe. Thế này! Tất cả mọi người lùi về sau một bước. Nhất là ba vị thi tổ, họ nhìn lên bầu trời với vẻ khó tin. Rõ ràng, thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Trong thoáng chốc họ kinh ngạc, bầu trời phía đông sấm chớp rằng co, ngưng tụ thành một con rồng đồ sộ như núi. Thân thể khổng lồ của nó cuộn tròn trên không, bên trong đôi mắt to đùng là sấm sét gào thét. Cùng lúc đó, trên bầu trời phía tây cũng lóe lên ánh chớp, một con hổ đang diễn hóa, nó được ngưng tụ từ sấm chớp. Ngửa đầu gầm gào, tiếng gào được bổ trợ bởi thiên kiếp làm lòng người run rẩy, cũng khiến bầu trời mênh mông chấn động. Vẫn chưa hết. Bầu trời phía nam có phượng hoàng sấm sét kêu gào, dục hỏa trùng sinh. Bầu trời phía bắc có huyền vũ sấm sét, cũng to lớn như cả ngọn núi. Thiên kiếp thần thú. Thi tổ sững sờ, dường như nhận ra được số kiếp này, trước kia chỉ đọc được vài lời trong bí quyển, hôm nay mới được chứng kiến tận mắt. Nếu không phải là yêu nghiệt nghịch thiên, chẳng thể nào dụ được kiếp thần thú. Đến cả thi tổ còn chấn động thì nói gì tới các cường giả của thi tộc. Uy lực đè nén như hủy diệt trời đất khiến họ cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc. To quá đi mất. Cường giả đại hạ trông thấy cùng âm thầm nuốt nước bọt. Lúc này khỏi cần dùng kinh viễn vọng để nhìn vệ biến anh bạn te lớn kia quá để vệ, đây là kiếp thần thủ trong truyền thuyết hả? Thánh tử của thiên tông định quá đi. Có thể dụ được cả thiên kiếp loại này. Cảnh giới địa tạng là kiếp thành thú. Cảnh giới chuẩn thiên là kiếp thần thú. Đợi khi tấn cấp lên thiên võ, chẳng phải sẽ lên trời luôn sao? Rút lui, mau chúng rút lui. Khi họ đang nhìn thì thi tổ đã hét toáng lên. Đây là một câu thừa thãi, thiên kiếp đáng sợ tới rồi, không chạy đi, đợi bị sét đánh sao? Đùng, đùng uỳnh uỳnh, cùng với những tiếng nổ lớn. Đám đông vừa mới tụ tập lại đồng loạt lùi về phía sau. Nhất là bốn vị thi tổ, tu vi của họ cao nhất nên họ chạy cũng nhanh nhất. Đùng! Triệu Bân từ trên trời lao xuống, dùng sấm sét chém văng thi tổ thứ tư. Vì điều này, hắn gặp phải vết thương khủng khiếp vì bị rồng thần sấm sét đánh trúng, da thịt nứt toác. Hắn còn chưa kịp đứng vững thì hổ trắng sấm sét đã lao tới, sấm sét mà nó nhả ra biến thành biển sấm sét nhấn chìm hắn. Hắn vừa mới thoát ra lại gặp ngay phượng hoàng sấm sét lóe ra từ đôi mắt của nó khiến máu thịt hắn văng khắp nơi, huyền vũ đến sau cũng rất bá đạo, giơ chân suýt nữa dẫm hắn nát bét. Cút! Triệu Bân hét lên một tiếng vang vọng, vùng di thiên quyền đấm văng rồng thần sấm sét, trở tay giơ kiếm chém lùi bạch hổ, phượng hoàng sấm sét đang gào thét cũng bị hắn vung trưởng hất rơi khỏi hư không. Huyền vũ sấm sét chịu đòn giỏi nhất, dù hắn dùng tới cửu đạo chu tiên quyết vẫn không lay chuyển được nó. Nộp mạng đi. Tạm thời đẩy lùi được bốn thần thú, Triệu Bân lại tấn công thi tổ thứ tư. Hiếm có được một trận thiên kiếp cấp thần thú, hôm nay dù thế nào hắn cũng phải tiêu diệt được một vị thi tổ, mà thi tổ thứ tư yếu nhất lại bị thương nặng nhất chính là mục tiêu của hắn. Nhân lúc lão ôm yếu, phải nhanh chóng kết liễu. Á! Thi tổ thứ tư gào thét, còn chưa kịp trốn đi đã bị biển sấm sét nhấn chìm. Sấm sét vô cùng bá đạo điên cuồng sâu xé cơ thể lão. Tu vi và căn cơ dường như biến thành vật trang trí, thể phách cấp thiên võ bị sấm sét chém thành một đống máu thịt bấy nhầy. Một vị thi tổ mất mạng tại chỗ, lão chết rất ấm ức. Đóng bụi bao nhiêu năm, bây giờ mới phá giải phong ấn, tích lũy cả đống căn cơ định làm nên cơ đồ, nào ngờ phải chôn mình trong thiên kiếp của một võ tu nhỏ bé, uy danh thiên võ của lão rơi rụng hết rồi. Á! Tiếng gào thét trước lúc lên đường của thi tổ thứ tư hết sức thê lương. Cái chết của lão là đả kích lớn đối với thi tộc, không chỉ cường giả thi tộc mà ba vị thi tổ khác cũng cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Kiếp thần thú khủng khiếp quá, đến cả thiên võ cũng bị chém thành cho bụi. Trốn thôi. Cũng như trước đó, trên có thi tổ, dưới có tiểu binh, ai nấy chạy thục mạng. Không ai dám nghi ngờ khả năng sát thương của kiếp thần thú. Nếu chậm chân, chắc chắn sẽ nối gót thi tổ thứ tư. Đi đâu hả? Tiếng hét của Triệu Bân chấn động trời xanh, đầu đội sấm chớp, thân mình tắm trong máu tươi, hắn đuổi sát theo sau. Đã có uy lực của kiếp thần thú thì hắn cũng không cần tấn công nữa,
chỉ cần kéo người của thi tộc vào phạm vi của thiên kiếp là được. Về cơ bản là tiễn đưa từng nhóm, cứ gặp thiên kiếp sẽ có động tĩnh lớn, mà cảnh tượng cũng rất đáng sợ. Cường giả thi tộc hóa thành hư không từng mảng một, vừa gào thét vừa biến thành cho bụi dưới sấm sét của thiên kiếp. Khói xương đỏ lòm cuồn cuộn bốc lên trời. Đến cả sấm sét từ trên trời giáng xuống cũng nhuộm màu đỏ thẫm của máu. Ực, cường giả đại hạ trông thấy mà đồng loạt nuốt nước bọt. Đây là lần đầu họ trông thấy thiên kiếp thần thú, quả nhiên bá thiên tuyệt địa, lôi kiếp bình thường không thể nào bì được. Nhìn bốn anh bạn to lớn kia kìa, con nào con nấy hùng vĩ như núi, chỉ trông thấy đã khiếp hãi rồi. Tuy khoảng cách vô cùng xa xôi, nhưng họ vẫn cảm nhận được uy lực đè nén như hủy diệt trời đất, uy áp từ cảnh giới thiên võ còn lâu mới sánh ngang được. Có thể dụ được thiên kiếp bậc này, họ khó lòng tưởng tượng cơ ngân yêu nghiệt tới mức độ nào. Đúng là hoành tráng quá. Diêm La mặt quỷ lầm bầm một tiếng, dồn hết thị lực nhìn sang bên đó. Tiện thể, hắn ta cũng mặc niệm cho thi tộc, trước đó còn hùng hổ lắm, vây đánh tên tiểu tử kia từ bốn phía, tập trung hết vào một chỗ, bây giờ ứng kiếp bị động, cũng gặp xét đánh tập thể. Nếu cho Triệu Bân đủ thời gian, chắc chắn hắn có thể tiêu diệt toàn bộ người của thi tộc, trong đó bao gồm ba vị thi tổ còn lại. Tiếc thay, họ muốn cho hắn thời gian này, nhưng trời xanh không chịu. Không ổn rồi. Hắc Huyền cầm kính viễn vọng, vừa nhìn vừa nhíu mày. Người nào có mặt ở đó mà tinh mắt thì thần sắc đều như nhau cả, kiếp thần thú không phải thiên kiếp thông thường, nó bá đạo với người độ kiếp bị động một phần thì hung hãn với người độ kiếp chủ động nhiều phần. Người của thi tộc thê thảm, cơ ngân cũng hộc máu như thường. Máu của hắn có màu vàng kim lấp lánh. Cho dù đứng ở đây nhìn sang cũng cực kỳ chói mắt. Không ai biết rằng kiếp thần thú này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ biết cơ ngân chưa chắc đã trụ nổi. Hắn quá yêu nghiệt rồi, yêu nghiệt tới mức trời xanh đố kỵ, giáng thiên kiếp hủy diệt xuống để giết hắn. Đùng! Khi họ nhìn sang thì tiếng sấm dậy càng vang vọng hơn. Lại một biển sấm sét nữa từ trên trời cuồn cuộn ập xuống, không biết chúng đã nhấn chìm Triệu Bân lần thứ mấy rồi. Triệu Bân cưỡng chế xé tan biển sấm sét, tự mình nhảy ra ngoài. Dòng thần sấm sét lao tới, một cú hất đuôi làm cơ thể hắn nứt toác, bạch hổ theo sau vẫn hung hãn như vậy, sấm chớp do nó nhả ra chém cho máu thịt Triệu Bân văng khắp nơi, phượng hoàng dục hỏa thì cuốn theo hàng triệu tia sét, cộng hưởng cùng ngọn lửa lớn khiến người ta không phân biệt nổi đó là sấm sét hay là lửa, nhưng bất kể là thứ nào cũng có khả năng hủy diệt rất mạnh, suýt chút nữa đã nghiền nát Triệu Bân. Lòng ta không chết, thân ta không diệt. Triệu Bân hét lên đầy kiên định, đùng một tiếng thiếp đất. Trong tay hắn không có binh khí gì, chỉ có bàn tay không, vung di thiên quyền bá đạo vô song đánh vỡ một nửa thân mình của rồng thần sấm sét, đến cả bạch hổ sấm sét cũng bị hất bay. Hắn bay ngược lên trời, dẫm chân làm phượng hoàng lảo đảo, đẩy lùi được ba thần thú nhưng không đánh nổi Huyền Vũ. Huyền Vũ chủ về phòng ngự, đúng là không sai mà. Dù sức chiến đấu rất mạnh nhưng hắn không lay động nổi cơ thể của nó, còn bị Huyền Vũ nuốt luôn vào bụng. Đây không phải Huyền Vũ thực sự mà là sấm sét tập trung lại, trong bụng nó hàm chứa một biển sấm sét, thậm chí còn có từng đợt sóng sấm sét cuộn trào liên tục nuốt chửng hắn, cưỡng chế chém hắn thành cho bụi. Mở ra cho ta. Ánh mắt Triệu Bân sáng quắc như đuốc, nắm đấm nhuốm đầy máu vàng đấm xuyên qua Huyền Vũ. Hắn như một luồng sáng màu vàng cắm vào bầu trời, thiên kiếp cũng truy đuổi sát nút. Phụt. Á. Cường giả thi tộc ở vùng trời ấy đồng loạt chịu trận. Thiên kiếp rất công bằng, chỉ cần ở trong một phạm vi nào đó thì đều bị sét đánh cả thôi. Từng bông hoa đỏ rực nở rực trong làn mưa sấm sét, mỗi bông hoa là một mạng người, biến thành vật phẩm bồi táng của thiên kiếp. Ba vị thi tổ khiếp hãi, chạy thục mạng không dám quay đầu lại. Lúc trốn đi, họ từng quay đầu nhìn, càng nhìn sắc mặt càng trắng bệch. Kiếp thần thú quá đáng sợ, nếu để họ độ kiếp, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Thế mà võ tu nhỏ bé kia có thể tay không đối đầu với bốn thần thú. Chỉ riêng điều này thôi, không một võ tu cùng cấp nào có thể bì được. Cho dù là ma quân từng ngạo nghễ bát hoang cũng không bằng. Họ sợ rồi, vừa sợ kiếp thần thú vừa sợ luôn người độ kiếp. Cảnh giới chuẩn thiên đã đáng sợ như thế, nếu để hắn vấn đỉnh thiên võ, chắc chắn sẽ vô địch thiên hạ. Thế nên mới nói hắn phải chết, vùi thân trong thiên kiếp là tốt nhất, nếu hắn độ xong thiên kiếp. Họ không ngại bồi thêm vài đao, không từ mọi giá để tiêu diệt hắn. Đùng! Bầu trời rung bần bật, sấm sét giáng khắp nơi.
thiên kiếp vẫn đang diễn tiến, rồng thần cuộn mình gào thét, bạch hầu ngừng cổ gầm gào, phượng hoàng dục hỏa la hét, huyền vũ ngăn cản bước tiến, tuy chúng không có ý thức nhưng uy lực của sấm sét liên kết cùng nhau, tuy chúng là sấm sét nhưng lại đại diện cho ý chí của trời xanh, thế nên sứ mệnh là tiêu diệt người độ kiếp, tới chết mới thôi, ngươi không diệt được ta đâu. Triệu Bân gào lên, ánh sáng vàng trong đôi mắt lóe lên, lửa cháy hừng hực, thương thích tuy nặng nhưng ý chí chiến đấu ngút trời. Người mà hắn nhắc đến chính là ông trời, hắn độ qua thiên kiếp, đối đầu với ý chí của bầu trời. Kiếp phạt mang tính hủy diệt nhưng hắn không thể sợ nó, cho dù chỉ cần một phút lơ đễnh là bị tiêu diệt ngay. Ầm, bùm, dường như tiếng gào của hắn chọc giận ông trời. Sấm sét đáng sợ thêm điên cuồng chút xuống, đan xen vào nhau, biến thành một biển sấm sét khủng khiếp hơn. Phạm vi của thiên kiếp cũng vì thế mà lan ra. Đến cả phía đảo vô danh cũng bắt đầu nổi sóng. Lui, Hắc Huyền lập tức hạ lệnh. Họ vừa đi chưa được bao lâu thì cường giả thi tộc đã tới khu vực đó. Mà sau đó là Triệu Bân, dẫn theo thiên kiếp chạy tới, vừa đuổi vừa đánh, vừa đuổi vừa chém. Một hòn đảo bình thường bỗng chốc bị thiên kiếp giáng cho sụp đổ, chìm vào đại dương từng tấc một, được chôn cùng nó là các cường giả của thi tộc, không biết bao nhiêu người đã biến thành những bông hoa đỏ rực. Đoàng, đoàng. Có lẽ vì thiên kiếp quá mạnh nên thế giới không gian lại rung lắc. Có thêm nhiều góc trận bị ép lộ diện, từng hoa văn như ẩn như hiện. Tuy là hoa văn bí trận cấp tiên nhưng khó lòng địch nổi sấm sét ngập trời, góc trận vỡ ra, hoa văn cũng vỡ, đến mức thế giới không gian dừng khựng lại một lần nữa di chuyển, đã vậy còn không có quy luật gì, lúc thì di chuyển, lúc thì dừng lại. Nhìn bầu trời mênh mông đó đi. Nhìn mặt biển rộng lớn đó đi. Nhiều nơi đã xuất hiện khe nứt. Đó là khe nứt không gian. Nhiều người cứ chạy mãi rồi bị cuốn vào trong đó. Hoặc là bị không gian sâu xé, hoặc là bị truyền tống tới nơi khác. Tóm lại, thế giới không gian bị hủy hoại rồi. Nơi này vốn cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bây giờ càn khôn băng hoại. Tiếng nổ từ đâu ra thế? Người ở thế giới bên ngoài kinh ngạc, nhiều người vô thức ngước mắt nhìn lên. Thế nhưng, không ai tìm được căn nguyên của âm thanh. Bởi lẽ tiếng động lúc thì ở phía tây, lúc thì ở phía đông, lúc thì phía nam, lúc thì phía bắc, căn bản không có phương hướng cố định. Có thể xác định rằng đây là tiếng sấm, từng tiếng sấm như chấn động đất trời. Thiên kiếp, các lão bối đạo hạnh cao thâm thoảng nheo mắt, thế giới không gian đã hỗn loạn, có thể nghe thấy tiếng sấm dậy, cũng có thể ngửi được chút khí tức chắc chắn là thiên kiếp, ý chí của trời xanh không thể lẫn vào đâu được, vậy thì vấn đề đặt ra là ai đang độ thiên kiếp? Không ai có thể đưa ra đáp án. Chỉ biết thiên kiếp này vô cùng đồ sộ, nghe tiếng sấm thôi là đã run sợ rồi. Đêm ở Đông Hải đã không còn tĩnh lặng, quá nhiều người bị đánh thức, cũng có rất đông người tụ tập, đông như mắc cửi. Tai nghe thấy tiếng sấm nhưng mắt lại không thấy sét, khoảng cách quá xa nhưng có cảm giác như rất gần. Cẩn thận nghe ngóng, người ta có thể nghe ra những âm thanh rên rỉ khiến người ta vô thức cho rằng đó là thiên kiếp đến từ suối vàng cửu U. Tai kiếp lệ quỷ vô tận biến thành cho bụi. Đáng chết! Ngươi đáng chết! Ở biển vô danh hỗn loạn, ba thi tổ tức giận ngập trời. Đây là tổ địa của thi tộc bọn họ, là thế giới không gian, được che giấu qua năm tháng nhưng nay lại gặp phải thiên kiếp, bị bổ tới mức tan nát. Với đạo hạnh của họ thì hoàn toàn không thể khôi phục được nó, những cường giả đã phủ bụi như họ cũng cần tích lũy từng chút thực lực trong thời gian dài, mà toàn bộ đã bị hủy hoại chỉ trong tích tắc vào ngày hôm nay. Đoàng. Đáp lại họ là tiếng sấm chấn động trời xanh. Triệu Bân vẫn chiến đấu hăng hái, cả người đẫm máu, hắn xông được tới tận đây thì cũng đã bị thiên kiếp bổ chẳng còn ra hình người. Từ lúc kiếp thần thú giáng xuống, tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, phạm vi lôi kiếp vượt qua dự đoán của hắn. Uy lực lôi kiếp cũng đổi mới mức độ sợ hãi của hắn, nó mạnh hơn kiếp thánh thú trước rất nhiều. Nếu kiếp cứ bổ như vậy, nơi này sẽ hoàn toàn hủy hoại. Nhìn quanh bốn phương tám hướng cũng đã có điểm báo trước điều này. Nhiều khe không gian được tạo ra từng những cú bổ của sét, không gian sụp đổ không biết bao nhiêu rồi. Sấm sét tàn phá bừa bãi. Sóng biển cuộn trào. Càn khôn hỗn loạn. Cũng khó trách được khi ba thi tổ giận tới mức lộn ruột như thế, chẳng ai ngờ một tiểu bối chuẩn thiên lại có thể tạo thành tình thế khủng bố như vậy. Thiên kiếp cấp bậc thần thú đã từng bước đẩy thế giới không gian này tới rìa bờ vực hủy diệt. Thực lực của thi tộc cũng tan tành theo đó. Thứ nên tới thì vẫn tới thôi. Kèm theo một tiếng nổ vang, không gian sụp đổ, nó như tấm gương,
hứng chịu lôi điện từ thiên kiếp, nổ thành từng mảnh nhỏ. Người trong thế giới không gian, bao gồm cả người thi tộc, cả đến thi tổ, cường giả đại hạ, từng người một đều bị không gian cuốn ra xung quanh. Triệu Bân, có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của Long Phi, rồi nó lại bị tiếng sấm bao phủ. Cô ta cũng không có may mắn thoát được, bị không gian cuốn đi mất biệt. Từ đầu tới cuối, cô ta luôn che chở ma hậu, mà cũng may có cô ta bảo vệ, bằng không ma hậu đã sớm hôn mê kia bị từng khe nứt cắt thành vụn rồi. Lời kêu gọi của cô ta lại không có được sự hồi đáp. Vì Triệu Bân đang độ kiếp, cũng vì thế giới nổ tung nên hắn cũng bị cuốn vào không gian hỗn loạn vô cùng tận. Hắn bị cuốn đi thì thiên kiếp vẫn như bóng với hình, tạo thành một trận tai ương càng lớn hơn. Vết rách không gian chằng chịt khắp nơi, sức mạnh không gian cũng đan xen tán loạn, cứ thế cưỡng ép không gian sai vị. Má nó! Trong đêm trăng, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Chẳng biết sấm sét từ đâu ra mà cứ bổ rồi chém làm hại nhiều người dính trường. Nhiều nơi trở nên rối loạn, đồi sụp núi đổ, lầu gác bị hủy hoại hết cái này tới cái khác. Thiên kiếp! Đó là thiên kiếp! Những tiếng thảng thốt khi đã nhận ra sự việc xảy ra, ồn ào ầm ĩ. Nhưng đây là thiên kiếp biến hóa kỳ lạ. Không thấy người độ kiếp, chỉ thấy lôi điện rong ruổi khắp trốn mà chẳng hề có điểm báo trước, chẳng có vị trí chính xác, dây trước ở Đông Hải, dây sau đã ở Tây Nhạc. Cũng đúng, không gian sai vị mà. Đây không phải là thứ mà Triệu Bân có thể kiểm soát. Nam vực dưới ánh trăng khá yên bình và an tường. Nhưng sự yên bình và an tường này lại bị phá nát bởi tiếng động lớn ầm. Một tiếng nổ vang trên vòng trời. Bóng người đỏ thẫm đột ngột xuất hiện, kim quang sáng chói, tóc tai bù xù. Hiển nhiên là Triệu Bân rồi. Thế giới rộng lớn trên biển vô danh bị sét đánh tới mức hủy hoại, Triệu Bân bị cuốn vào không gian, mà không gian sai vị thì hắn cũng bị kéo đi rời xa Đông Hải, qua ngàn núi vạn sông để tới với đất Nam Vực, tiến vào vùng biển tĩnh mịch này. Cũng may là chẳng có ai ở đó. Nếu đây là vùng phồn hoa thì chẳng thể biết được sẽ có bao nhiêu người gặp nạn. Triệu Bân đến đây rồi, thiên kiếp của hắn sẽ không tới sao? Hắn ở đâu, thiên kiếp vẫn bám sát ở đó, bốn thần thú vẫn hiên ngang như núi, mang theo hàng tỷ tia sét để đánh cho kẻ độ kiếp phai màu mới thôi. Chiến! Triệu Bân hét lên một tiếng, lao ra từ đáy biển. Hắn đắm mình trong kim quang lẫn máu đỏ, hứng lấy lôi đình đầy trời, một mình ác chiến với bốn thần thú sấm sét. Hắn đã bị thương tới thảm hại, ý thức đã không còn tỉnh táo. Chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết trận thiên khiếp này tới thời khắc quan trọng nhất rồi, vượt qua sẽ đạt được tạo hóa nghịch thiên, còn nếu không thể thì. Thân hủy hồn diệt. Đây là kiếp của hắn, trốn không được cũng tránh không xong. Chỉ còn cách liều mạng tử chiến đến cùng thì hắn mới có được một con đường sống. Uỳnh. Hắn phản kháng lại chọc giận ý chí âm u. Lôi đình càng thêm bá đạo, thần thú giấy lên biển sét càng thêm đáng sợ, lần lượt bao phủ Triệu Bân, tàn phá cơ thể hắn. Xé rách võ hồn, dáng vẻ như thể không bổ hắn thành cho thì sẽ không từ bỏ. Tâm ta bất tử, thân ta bất diệt. Vẫn là tiếng hét đó, là âm thanh phát ra từ sâu trong linh hồn. Trong tuyệt cảnh, tâm cảnh của hắn đã được niết bàn, không hạn chế chiêu thức, quên mất sinh tử, chân chính đạt tới cảnh giới quên mình, chỉ có tấn công và tiếp tục tấn công, cố hết sức khai phá hết tiềm năng thực lực của mình, kích phát sức mạnh huyết mạch tới mức tận cùng, đẩy chiến ý mạnh mẽ lên tới mức cao nhất. Tiếng sấm đâu ra thế? Động tĩnh cỡ đó thì sao có thể không làm chung quanh chú ý? Nhiều người trèo lên cao dương mắt nhìn ra xa, cuối cùng dùng hết thị lực mới thấy được, cũng có kẻ bay ra thành cổ, nhảy khỏi đảo nhỏ, men theo tiếng sấm để đi tìm nguồn gốc âm thanh, hơn nửa đêm rồi mà náo nhiệt dữ thần. Thiên kiếp! Đó là thiên kiếp! Những lão bối có tu vi cao thâm vô thức híp hai mắt, dù khoảng cách xa xôi nhưng họ ngửi được khí thức của thiên kiếp. Cũng có nghĩa là ở sâu trong biển rộng có người đang độ kiếp. Hơn nữa thiên kiếp của người này còn cực kỳ đáng sợ. Bằng không cũng chẳng thể tạo ra động tĩnh lớn như thế. Mau, nhanh lên. Dưới bầu trời là đám đông ồn ào. Cúi đầu có thể nhìn thấy cả hàng người như dòng sông, có người phi hành, ngồi tọa kỵ, thậm chí điều khiển chiến thuyền khổng lồ. Họ từ bốn phương tám hướng lao về phía hải vực yên tĩnh, lỗ tai lại rất thính, nghe âm thanh để đi tới. Số lượng rất nhiều, hiển nhiên đã tạo thành biển người. Đó, là gì thế? Người cách khá gần đã có thể nhìn thấy lờ mờ. Từ đằng xa đã trông thấy biển sấm sét ngập trời, có thể nhìn rõ bốn nhân vật to lớn trong biển sấm sét,
Thương Long ở phía đông, Bạch Hổ ở phía tây, Chu Tước ở phía nam, Huyền Vũ ở phía bắc, toàn do sấm sét ngưng tụ mà thành, đúng chuẩn đội hình bốn vị thần thú. Từng tiếng gầm gào mang theo uy lực của thiên kiếp làm họ run rẩy cả linh hồn. Thiên kiếp thần thú. Các lão bối giật mình, khó lòng tin nổi. Họ cũng chỉ nghe nói vài điều liên quan đến thiên kiếp này, không ngờ rằng trong lúc sinh thời vẫn được tận mắt trông thấy. Nhân tài nào yêu nghiệt tới mức này, có thể dẫn ra được thiên kiếp bá đạo như thế. Chính vì muốn biết nên tốc độ của họ nhanh đến cực độ, chỉ sợ chậm chân thì người độ kiếp sẽ bị vùi trong thiên kiếp luôn. Họ không tới muộn. Hay nói đúng hơn là Triệu Bân rất giỏi chịu đòn. Khi người trong thiên hạ chạy tới vùng biển chết chóc đá, hắn đang đầm mình trong máu tươi mà chiến đấu. Cơ Ngân, kẻ nào tinh mắt trông thấy hắn lập tức dừng người ngay. Cả Ngân là một người nổi tiếng, vang danh khắp Tử Hải Bát Hoang từ lâu, tên tuổi nóng bằng tay đến mức sắp phát sốt lên được, chỉ cần có chút lại lịch thì không ai không biết tên hắn, mà hình ảnh về hắn về cơ bản ai cũng có một phần. Không phải ở Đông Hải à? Sao hắn lại chạy tới Nam Vực rồi? Tiếng bàn tán khá nhiều, ánh mắt của ai cũng kỳ lạ. Trước đó một tháng, Cơ Ngân từng dẫn 10 vạn quân viễn chinh tới Đông Hải, tiêu diệt Vương Triều Đại Nhật, đã vậy còn giết hai cao thủ thiên võ, chấn động thiên hạ. Chuyện này không phải bí mật, nó đã được lan truyền đi khắp nơi. Không ngờ rằng, Cơ Ngân mai danh ẩn tích suốt một tháng trời, hóa ra đã đến Nam Vực. Điều này có nghĩa là quân viễn chinh đại hạ cũng đang ở Nam Vực. Trước đó họ không nhận được thông tin gì, nếu không vì thiên kiếp thần thú, có trời mới biết Cơ Ngân đang ở đây. Đến thì đến đi, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy nữa. Đây không phải tác phong của hắn. Không ít lão bối vuốt râu, thần sắc có vẻ trầm ngâm. Thánh tử Thiên Tông không phải kẻ ngoan ngoãn gì, sấm chớp trong mưa giông hắn còn kéo người ta tới. Bây giờ có cả thiên kiếp hùng vĩ thế này mà không đi xử gọn kẻ thù thì có vẻ bất thường. Trên thực tế, Triệu Bân đã dụ được một đám rồi. Đất tổ của thi tộc bị hắn quậy cho tan nát, nổ tung thành vô số mảnh vụn, ngoài ra còn giết một vị thi tổ, tiêu diệt rất nhiều cường giả của thi tộc, chẳng qua người trong thiên hạ không biết mà thôi. Khi người ngoài nhìn sang, tiếng sấm dậy vẫn chưa kết thúc. Triệu Bân sẵn sàng chiến đấu gần như đã hao hết sức lực, toàn thân đầm đìa máu, không ra hình người nữa, chỉ còn một phần ý chí vẫn đang cố gắng cầm cự. Tiểu Kỳ Lân muốn cho hắn mượn sức mạnh, tiếc rằng Thánh Thú Kỳ Lân cũng là bên độ kiếp bị động. Triệu Bân rất thê thảm, nó cũng chẳng khá hơn được là bao. Người ngoài trông thấy mà âm thầm nuốt nước bọt. Thiên kiếp thần thú trong truyền thuyết đúng là đáng sợ, mẹ kiếp, chỉ nhìn thôi đã thấy đau rồi. Nếu đổi lại là họ chắc chắn đã bị tiêu diệt ngay chính diệt, không yêu nghiệt tới một mức độ nào đó thì ai xông vào cũng chết chắc. Đùng. Có lẽ vì thiên kiếp quá hoành tráng nên thu hút ánh mắt của tất cả khán giả, nghiễm nhiên không phát hiện ra một bóng người bê bết máu đang rơi xuống một hòn đảo nhỏ, khiến một đỉnh núi trên đó ầm ầm đổ sập. Nhìn kỹ lại, chẳng phải đó là Long Phi sao? Cô ta cũng bị cuốn vào không gian, gặp phải biến động không gian nên cũng tới Nam Vực. Cùng chỉ có mình cô ta, không thấy Ma Hậu đậu. Hai người bị tách ra trong biến động, không biết Ma Hậu bị đưa tới đâu, cũng không biết Ma Hậu còn sống hay không. Chỉ biết kiếp nạn này làm người ta rất bất đắc dĩ. Thiên kiếp thần thú, trong lúc đất đã tung bay, Long Phi lảo đảo đứng đây. Cô ta trèo lên đỉnh của một ngọn núi khác, dồn hết thị lực trông về màn mưa sấm sét che phủ đất trời, có thể trông thấy bốn thần thú, tất nhiên cũng trông thấy bóng người bê bết máu đang dầm mình trong cơn mưa sấm sét, đó là Triệu Bân. Mệnh của hắn, toi rồi, Cửu Vĩ Hồ thong dong nói. Với trạng thái hiện tại của Triệu Bân mà độ kiếp ở Nam Vực sẽ là tử kiếp, một khi trạng thái tóc vàng rút đi, hắn sẽ lập tức mất hết sức chiến đấu, cộng thêm thiên kiếp thần thú nên sẽ yếu đến mức cực độ. Theo nó nghĩ, không cần tới địa tạng hay thiên võ, cho dù là chỉ là một võ tu ngưng nguyên cũng có thể lấy mạng của hắn. Huống hồ, Thánh tử Thiên Tông còn có vô số kẻ thù ở Nam Vực. Nó có thể nhìn ra, chẳng lẽ Long Phi không nhận ra? Mặt mũi cô ta không còn tí huyết sắc nào. Số mệnh rồi, đều là số mệnh cả, Cửu Vĩ Hồ thở dài một tiếng. Ta biết, dòng cửu vĩ của ngươi có một loại cấm pháp, Long Phi khẽ nói. Ngươi điên rồi sao? Ta chỉ muốn hắn được sống. Vào đêm, Nam Vực, kiếp thần thú hủy diệt trời đất càng lúc càng mãnh liệt. Triệu Bân ở trong thiên kiếp càng lúc càng thê thảm, mỗi một lần hắn hộc máu, người trong thiên hạ không khỏi run rẩy.
họ thực sự được mở mang tầm mắt, thế nào mới là kẻ tàn bạo tuyệt thế, một mình đối đầu với bốn thần thú sấm sét mà chiến ý vẫn hừng hực. Hắn càng mạnh thì người ta càng khiếp sợ. Nhất là các lão bối, ánh mắt của họ rất thâm trầm, lông mày cũng càng lúc càng nhíu chặt lại. Cơ Ngân quá đáng sợ, cao thủ thiên võ cũng có hai người bị hắn tiêu diệt. Nếu để hắn độ thiên kiếp xong, hắn có thể chế ngự bất kỳ ai đứng dưới cảnh giới tiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhiều người lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đêm nay là một ngày đẹp trời để tiêu diệt Cơ Ngân. Người có suy nghĩ này, ở đâu cũng thấy. Nhất là những thế lực có ân oán với Cơ Ngân.